Sư huynh A Sư huynh tập 53, thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong đôi mắt, những tia sáng xanh như nước nở ra, ngày hôm nay đám yêu tộc này muốn đối phó, chính là Đông Mộc Công. Bên trong thiên đình tất nhiên có phản đồ, tiết lộ hành tung của Đông Mộc Công. Vào giờ phút này, kiếp vận đại kiếp đã buông xuống, bí pháp suy tính mất đi hiệu lực, chắc chắn là có phản đồ mật báo. Nhưng thiên đình khổng lồ như vậy, một thiên binh cũng đều có thể làm những việc này. Lúc này Lý Trường Thọ đã rõ ràng nguyên nhân chuyện hôm nay ở nơi nào, giống như lời đồn xuất hiện tại thiên đình mấy năm trước, yêu tộc xem Mộc Công như điểm đột phá thiên đình. Mộc Công là chính thần nhị giai, danh hào là nam tiên đứng đầu, liền bị xem như là người đứng thứ hai thiên đình. Nếu yêu tộc hiếp bách Mộc Công, bức thiên đình cúi đầu, thiên đình liền sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Vô luận không để ý Mộc Công toàn lực xuất binh, cố kỵ Mộc Công đáp ứng điều kiện yêu tộc, đều sẽ hợp với tâm ý của yêu tộc. Nếu Mộc Công bị đối phương xem như thẻ đánh bạc, uy nghiêm thiên đình không còn sót lại chút gì, thiên đình không xuất binh cũng phải xuất binh. Nhưng điều binh trên thiên đình vào lúc này rõ ràng là vô dụng, không nói đến tu vi phần lớn binh mã thiên đình bất quá chỉ là chân tiên, đối mặt với đại yêu vậy như, đối phương hút một ngụm chính là mấy vạn thiên binh thiên tướng. Điều động binh mã thiên đình từ những nơi khác và Long Cung tới, căn bản là không kịp. Nhất định phải giải cứu sư phụ cùng với Mộc Công trong thời gian sớm nhất, nhờ người khác giúp đỡ. Người đầu tiên mà Lý Trường Thọ nghĩ đến, chính là Đại Pháp Sư, nhưng vào giờ phút này Đại Pháp Sư căn bản không có ở Ngũ Bộ Châu. Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, kiếp vận đang ở ngay trên đỉnh đầu, chính mình nếu thật sự để bọn họ xâm nhập kiếp vận, như vậy có thể tránh thoát được nhân quả đại kiếp sao? Đuổi theo, chỉ cần có thể đuổi theo, chính mình liền có thể giải cứu sư phụ cùng với Mộc Công. Độn pháp, triển khai toàn bộ. Toàn thân Lý Trường Thọ long lanh ánh sáng xanh như nước, tiên lực điên cuồng tuôn ra, từng đầu địa mạch bị ném ở phía sau. Yêu, Lục Áp, Tây Phương Giáo, tỉnh táo, vào giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Sư phụ bị cuốn vào sự tình Đông Mộc Công là ngoài ý muốn đơn thuần, đối phương muốn dùng Mộc Công làm thẻ đánh bạc, định sẽ không trực tiếp đánh giết Mộc Công. Vì thế, sư phụ tạm thời cũng sẽ an toàn. Lý Trường Thọ chịu đựng ý muốn chửi bới, đưa tay đánh chính mình một bạt tai, để cho chính mình cưỡng ép tỉnh táo trở lại, không ngừng suy tư nghĩ cách cứu viện. Lúc này mặc dù sốt ruột, lại vẫn như cũ không quên ngụy trang bản thân, hóa thành bộ dáng tiểu pháp sư thường dùng. Bên trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ quỳ gối ở phía trước bức họa thánh nhân. Nhưng bức họa thánh nhân không phản ứng một chút nào, ý tứ của thánh nhân lão gia là Mộc Công sẽ nhập kiếp như thế. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không quên, mệnh chung của Đông Mộc Công chú định có một cái tử kiếp, không phải như thế thì thuần dương kiếm tiên lữ đồng tân sau này từ đâu ra. Nhưng kiếp nạn của Mộc Công đụng vào đại kiếp phong thần, còn kéo cả sư phụ của mình vào bên trong kiếp nạn. Sư phụ y, bất quá chỉ là chọc tiên dựa vào bàn đào mới đạt đến cảnh giới chân tiên, thực lực chân thật thảm không nỡ nhìn. Hưởng thụ thật tốt thọ nguyên còn lại cũng không tệ rồi. Vì sao còn muốn sư phụ chọc tiên thừa nhận chuyện không thể thừa nhận như vậy? Đại năng yêu tộc ra tay ngày hôm nay, cho dù thổi một hơi, sư phụ cũng đều có thể hài cốt không còn. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, độ khó giải cứu là vô cùng khó khăn. Tại Hắc Chỉ Phong, Bạch Trạch nhận được truyền âm lập tức thi triển thần thông, hóa thành một đoàn ánh đen xông ra khỏi đại trận Hắc Chỉ Phong, đại trận hộ sơn độ tiên môn, đuổi đến phương vị Lý Trường Thọ cho. Thần thông độn pháp của Bạch Trạch cũng có một chút có hạn, mặc dù dùng bản thể bay lên tương đối ưu mỹ, nhưng thành phần đẹp mắt chiếm đa số, tốc độ tạm được. Ở bên kia, Lý Trường Thọ đã đi được không biết bao xa ở dưới mặt đất, tâm thần của hắn chợt chấn động, vỗ tới vị trí trước đó của hai cỗ đạo nhân giấy. Thần quang trong mắt Lý Trường Thọ ngưng lại, thân ảnh xông ra từ dưới mặt đất, không gian xích trong tay lấp lóe sáng ngời, bá một tiếng tan biến tại mặt đất, xông vào sương mù dày đặt đầy trời. Nơi này là Mây Trướng Khí Bắc Châu. Đoạn đường đuổi theo này, cũng đã bất chi bất giác vọt tới nội địa Bắc Câu Lô Châu. Làm cho trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm xuống chính là, trước đây hắn toàn lực thôi động độn pháp, tiên thức không có cách nào kéo dài được quá xa. Vào giờ phút này tiên thức khoách tán ra, lại nhận ra hơn mười mấy cỗ uy áp chiếm cứ các nơi ở trong mây, gần gần xa xa, cách nơi đây ngàn dặm đến vạn dặm không giống nhau. Rất rõ ràng, lần này hắn đã đụng phải hang ổ đại năng yêu tộc. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể do dự, tính mạng của Mộc Công cùng với sư phụ đang ở ngay trong miệng con hổ yêu kia, thân ảnh của Lý Trường Thọ cấp tốc hiện lên, đối mặt với mây mù xanh xám dày đặc phía trước, càng lúc càng trở nên nặng và khổng lồ. Tiếng gào sốt ruột, tiếng nổ đùng đoàng. Không gian chấn động, mây mù tan biến. Đầu tiên là một tiếng hừ lạnh nham hiểm, sau đó một luồng sáng mạnh bùng phát, hóa thành một cái lồng tối đen như mực, tiếng hổ gầm rung trời, mây mù sương mù nổ tung, bị gió cuốn bay trên trời cao. Trong giây lát, ở bên người hổ yêu ba đầu hai cánh hình thể khổng lồ kia, hai thân ảnh giao thủ cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đầu trái của con hổ yêu kia đóng chặt miệng, hai cái đầu khác phun ra ngọn lửa màu xanh lam đầy trời, bên trong bốn con mắt hổ chém ra đạo đạo ánh vàng, lại không đuổi kịp thân ảnh không ngừng lấp lóe của Lý Trường Thọ. Đấu pháp, đấu pháp, đấu pháp, không gian xích điều khiển không gian, độn pháp phát huy đến cực hạn, tâm thần vận chuyển, quy về bản thể, toàn lực suy tính thủ đoạn cứu người ổn thỏa nhất.
vào trước khi những đại năng yêu tộc xung quanh kia chạy đến, đánh tan bọ cạp tinh, hổ yêu ba đầu trước mặt, giải cứu sư phụ cùng với Mộc Công. Bóng người giao thoa, trong lúc không gian xích dung chuyển, trong đáy lòng Lý Trường Thọ bỗng nhiên giật mình. Bản thân mình sao vậy? Đạo tâm không ngừng run nhẹ, thân hình của Lý Trường Thọ không ngừng, lại vội vàng thối lui lại mấy chục trượng. Không gian xích nhẹ nhàng lắc lư, thân hình lấp lóe liên tiếp, bỏ xa bọ cạp tinh mang theo mặt nạ thuần màu trắng, không phân ra nam nữ kia. Lý Trường Thọ lao về phía trước, lôi quang nở rộ trong lòng bàn tay, màn lôi đầy trời từ bốn phương tám hướng đánh về hướng con hổ yêu kia, hai cánh hổ yêu tuôn ra đạo đạo huyết mang, bao phủ bản thân trong huyết quang, ngăn cản sấm sét. Lôi độn. Lý Trường Thọ trốn vào bên trong lôi quang, xách theo không gian xích phóng tới con hổ yêu hình thể khổng lồ này một lần nữa. Nhưng bên trong đạo tâm lại rơi vào hoang mang to lớn. Hắn làm sao? Lại máu nóng dâng lên não. Sư phụ là nhất định phải cứu, nhưng chính mình một mình đến Bắc Châu cũng không phải là ổn thỏa nhất, lựa chọn cao minh nhất, đấu pháp kịch liệt như lúc này, ngược lại sẽ càng dễ đặt sư phụ vào hiểm địa. Nếu là chính mình bình thường, ý nghĩ toát ra dù không phải là chuyển rời lực chú ý, tạo áp lực đối với yêu tộc, cũng sẽ tìm mấy vị cao thủ đồng hành, Triệu đại gia cùng với Vân Tiêu tiên tử, vốn là người ứng kiếp trên danh sách trận đại kiếp này, chính mình không muốn để cho bọn họ ra tay, như vậy cũng có thể tìm Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân. Những cao thủ nguyên bản không có xảy ra việc gì ở bên trong đại kiếp này, cùng lắm thì hứa cho ích lợi lớn. Dùng thân phận đệ tử thánh nhân nhân giáo đi mời bọn họ ra tay, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt. Vì sao lúc chính mình toát ra ý nghĩ mời người hỗ trợ này, sẽ bởi vì Triệu đại gia cùng với Vân Tiêu tiên tử, chặt đứt ý nghĩ này. Có vấn đề, bộ lạc thương quật khởi, kiếp vận đột nhiên buông xuống, sư phụ đột nhiên ra ngoài, chính mình vào lúc ngăn cản sư phụ, trong đáy lòng đột nhiên nổi lên ý xem thường và tự mãn. Ý nghĩ trong đáy lòng chính mình lúc ấy, đúng là chỉ là đi thiên đình mà thôi. Mà thôi, bản thân mình rốt cuộc làm sao vậy? Đội ở bên trong lôi quang, không gian xích không ngừng công về phía trước, thế công của lão bọ cạp thượng cổ ở phía sau, hoàn toàn bị Lý Trường Thọ dùng độn pháp bỏ lại đằng sau. Ở bên trong đấu pháp kịch liệt, Lý Trường Thọ đang suy tư, suy nghĩ lại chuyện đã qua, tìm kiếm nguồn gốc sự bất thường của mình. Nhưng bất kể suy nghĩ lại chuyện đã qua như thế nào, hắn cũng đã tạm thời đi tới nơi đây, sắp rơi vào trong sự vây công của đại năng yêu tộc thượng cổ. Đây là cục diện không có cách nào sửa đổi, chính mình dường như đã bị điều gì đó ảnh hưởng. Lúc này, đạo thể nguyên thần đang đấu pháp cùng với đại năng yêu tộc, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, lại đang đánh cờ cùng với một loại tồn tại bí ẩn nào đó. Tính cảnh giác của Lý Trường Thọ kéo lên đến điểm cao nhất. Tiếng nói hơi có một chút xem thường của nữ oa thánh nhân kia, dường như còn đang xoay quanh ở trong đáy lòng hắn, người kia đã thành một phần không thể thiếu của thiên đạo diễn biến. Thiên đạo, kiếp vận, lãng tiền bối. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ nghĩ đến Vân Tiêu tiên tử, đây coi như là người hắn hiểu khá rõ, nàng ôn nhu như nước, dịu dàng động lòng người, tràn đầy kính sợ đối với thánh nhân, nhưng lúc đại kiếp nàng vẫn đã xuất hiện, ra tay đối với thánh nhân cùng với hai vị muội muội. Sinh linh trong thiên địa đều ở bên trong thiên đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, giáo nghĩa của Tiệt giáo chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Một tia sinh cơ. Ở bên trong đấu pháp kịch liệt, lúc này Lý Trường Thọ đã hoàn toàn rõ ràng, trước đây mí mắt của hắn giật giật cũng không phải là bởi vì cảm ứng được kiếp vận tu vi cảnh giới của hắn kém xa Bạch Trạch còn cần suy tính mới có thể cảm ứng được kiếp vận, chính mình làm sao có thể cảm ứng trước tiên. Lúc ấy mí mắt giật giật, trong đáy lòng nổi lên từng tia khí tức nguy hiểm, là thiên đạo hạ thủ đối với chính mình. Hoặc là nói, thiên đạo lão gia muốn dùng hắn làm chút gì đó ở bên trong đại kiếp. Đau đầu. Chính mình lúc này nhìn như là đang đấu pháp cùng với đại năng yêu tộc, trên thực tế là đang đối kháng cùng với đại kiếp, mặc dù loại đối kháng này cũng không tính là kịch liệt, nhưng suy đoán từ góc độ này, Mộc Công tám thành là không thể cứu lại được. Không, không thể kết luận như thế, đây có khả năng vẫn là ý nghĩ sau khi bị kiếp vận quấy nhiễu sinh ra. Ngay cả khi khả năng một đợt này là sư phụ phải ứng kiếp có thấp hơn, cũng không thể xem nhẹ khả năng này. Còn có thể, thiên đạo đã sớm phát hiện ra chính mình muốn vứt người ở bên trong đại kiếp phong thần, dùng sư phụ làm ngòi nổ, tiếp tay yêu tộc đánh cho chính mình rơi đài. Ranh giới cuối cùng lúc này chính là tự vệ và cứu sư phụ, phải giữ lại ranh giới cuối cùng này trước khi nghĩ đến việc cứu Mộc Công. Nếu không, ai cũng không cứu được. Nhưng, cứu như thế nào? Muốn đối kháng cùng với đại kiếp, không, không đúng. Đại kiếp là thiên đạo thôi động, đây là việc chính mình không có cách nào chống cự. Nếu cứng rắn chống cự chính là châu chấu đá xe. Muốn đọ sức cùng với cỗ lực lượng ảnh hưởng chính mình kia, muốn nhìn thấy ranh giới cuối cùng cùng với không gian có giãn của đại kiếp, phải tiến hành cân nhắc vấn đề từ cái góc độ này, tìm được phương pháp giải quyết. Cũng may, chính mình đã sớm làm chuẩn bị. Vào lúc mưu tính đại kiếp phong thần, hắn đã sớm cân nhắc qua tình huống như vậy. Hắn nhớ rõ bản thân đã dạy bảo Linh Nga mấy trăm lần. Cái gọi là át chủ bài, chính là thủ đoạn có thể nghịch chuyển tình thế vào thời khắc mấu chốt. Mà thủ đoạn như vậy, hắn xưa nay không thiếu. Hư tiếng gào chói tai sốt ruột nổ vang ở bên tai. Trong khoảng thời gian Lý Trường Thọ phóng thích lôi quang, con thoi màu trắng bạc cấp linh bảo tiên thiên lại xuất hiện, đánh thẳng về phía Lý Trường Thọ. Thân hình của Lý Trường Thọ lúc này chính là tư thế đang nằm ngửa,
Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu rải xuống đạo đạo hào quang bảy màu, huyền hoàng khí tức bao bọc Lý Trường Thọ cực kỳ chặt chẽ. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Tiếng nói thoải mái nhàn nhã của Tháp Đại Gia vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, tiểu đồ đệ cứ buông tay mà làm, có thể kịp thời tỉnh ngộ là đã đủ để làm đệ tử của lão gia, đây thử thách cuối cùng sau khi ngươi bái sư. Rõ ràng, Tháp Đại Gia đang nhắc nhở chính mình, khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tạ ơn Tháp Đại Gia. Lý Trường Thọ hít vào một hơi thật sâu, căn bản không quan tâm đến con thoi đánh tới, hai mắt nhắm lại. Thế giới tâm thần, đột nhiên nhấn nút tạm dừng. Một cái nháy mắt trong dòng sông năm tháng, đang kéo dài vô hạn ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Tại phủ Thủy Thần Thiên Đình, tại nơi ở của chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế Vương Mẫu ở, tại Bộ Lạc Thương, tại Miếu Hải Thần các nơi, tại Tiểu Quỳnh Phong, xung quanh Sơn Môn, tại phụ cận Long Cung Tứ Hải, phụ cận Phong Đô Thành Địa Phủ, Biên Duyên Huyết Hải, phụ cận Thiên Nhai Hải Giác, phụ cận ranh giới Bắc Câu Lô Châu, tại khuê các của Vân Tiêu Tiên Tử, trong ống tay áo của Linh Nga, trước bàn trang điểm của Hữu Cầm Huyền Nhã, toàn thể đạo nhân giấy, tạm dừng lực lượng nguyên thần dao động trong nháy mắt. Đồng thời, hai cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, trong miệng hổ yêu có liên hệ tâm thần vô cùng yếu ớt với Lý Trường Thọ, lúc này cũng không bị thần thông Lý Trường Thọ thi triển ra ảnh hưởng. Không thể nói thần thông này, bất quá là Lý Trường Thọ ở dưới tình huống ứng đối với kiếp vận công tâm, mở rộng ra một chút kỹ xảo nhỏ. Ở nơi linh đài, Lý Trường Thọ phảng phất như rơi vào một mảnh thế giới an bình, từng đạo thân ảnh bắt nguồn từ tự thân hắn, hoặc gần hoặc xa, hoặc cao hoặc thấp, xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hết thảy phương vị, sinh, lão, bệnh, tử, mừng, giận, buồn, vui. Vô số tiếng nói đang trùng hợp, đan xen, hóa thành từng chuỗi tụng kinh, vang vọng trong đạo tâm của Lý Trường Thọ. Tâm thần quy nhất, không có gì duy ta, đạo tự hằng sinh, yên tĩnh không minh. Một chút ánh sáng màu xanh nước biển nở ra từ trán của Lý Trường Thọ, quét qua linh đài ngay lập tức, làm cho đạo tâm vô cùng yên tĩnh, vô cùng bình yên. Át chủ bài, không minh đạo tâm. Thấy được rồi, Lý Trường Thọ ở bên ngoài mảnh ánh sáng xanh này, nhìn thấy một vệt khí đen giống như tơ nhện, dán trên đạo tâm của chính mình, dán ở bên ngoài đạo vận thái cực đồ. Đây là đại diện cụ thể cho kiếp vận kiếp nạn trong tâm thần của hắn. Nhưng lúc này trong đáy lòng Lý Trường Thọ không có bất kỳ dao động gì, bình tĩnh mở hai mắt ra, hắn vào giờ phút này, không cảm xúc. Phát động thần thông không minh đạo tâm, thiên địa trong mắt Lý Trường Thọ bỗng nhiên có biến hóa, con thoi trắng bạc nguyên bản phóng tới cực nhanh, trở nên chậm mấy phần ở bên trong cảm giác của hắn. Các đại năng yêu tộc đang vọt tới nơi đây mà tiên thức bắt được trước đây, vào giờ khắc này ở dưới sự ngăn cách của chướng khí, hóa thành từng đoàn quầng sáng, chỉ cần một hai hơi thở nữa liền sẽ vọt tới nơi đây. Đây, đã là cơ hội quyết thắng. Không minh đạo tâm vận chuyển, tâm thần của Lý Trường Thọ thôi diễn ra 7 loại khả năng, 8 loại thủ đoạn, 9 cái phương án, lại nắm bắt được kế hoạch ổn định nhất trong số đó. Không gian xích nhẹ nhàng điểm một cái, ở trước khuôn mặt của Lý Trường Thọ, ở bên ngoài sự ngăn cách của huyền hoàng khí tức, không gian xuất hiện chỗ trống 3 thước. Thần thông, không gian tiểu Nazi. Dựa vào sự mạnh mẽ của linh bảo tiên thiên không gian xích, thủ đoạn chuyển vật mà Lý Trường Thọ thi triển thật trơn tru và mượt mà. Bạch. Con thoi màu trắng bạc kia hiện ra từ bên trong màn máu do hổ yêu chống ra, ở ngay phía trước cái đầu ở giữa của hổ yêu. Theo suy đoán của Lý Trường Thọ, con thoi này nhanh chóng như vậy, sở dĩ có thể kiềm chế không gian, phóng độc trong khoảng cách vô cùng ngắn, rất có thể chính là hai loại công năng này bị lão bọ cạp tinh thượng cổ kia luyện chế thành một loại. Thiên địa vạn vật đều là cân đối, ngoại trừ chí bảo tiên thiên, sẽ không có khả năng tồn tại sự hoàn mỹ, bảo vật là như thế, công năng của bảo vật cũng là như thế. Luyện chế như thế, tất nhiên là làm cho quá trình đánh lén trở nên một mạch mà thành, nhưng có một điểm yếu tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn bảo vật bộc phát, chính là lúc này. Con thoi trắng bạc kia bị Lý Trường Thọ dùng không gian xích, Nazi đến trước mặt hổ yêu, ánh sáng trắng bùng lên lại ngưng tụ trong nháy mắt, trong giây lát liền thả ra kịch độc có thể dễ dàng làm tê liệt kim tiên. Loại độc này hẳn là đến từ bản thân con bọ cạp tinh này, bất quá chuyện này cũng không trọng yếu. Sau khi Lý Trường Thọ thi triển tiểu Nazi, thân hình lóe lên một lần nữa, cực lực rời xa bọ cạp tinh, hai đạo lưu quang thoát ra từ trong tay áo hai bên, phóng tới không trung. Người giấy bị lưu quang bao quanh cùng nhau a, một tiếng, bên trong ba lô hai vai, trên lưng, càng nhiều lưu quang bắn ra, giống như pháo hoa ngày lễ vậy, trực tiếp nổ tung bầu trời. Không minh đạo tâm, tâm lực kéo căng. Mười mấy cỗ đạo nhân giấy đeo ba lô hai vai, hóa thành mấy chục đạo thân ảnh. Bọn hắn lại lập thành 3-4 đội, cấp tốc hội tụ tiên lực của từng người, đốt đạo nhân giấy dán trên người 8 cỗ đạo nhân giấy, đồng thời khởi động 8 bộ địa sát linh bảo đại trận. Thật sự cho rằng thế là, xx năm sau thoáng một cái đã qua kia, Lý Trường Thọ hắn không hề làm gì. Cảm ơn Thánh Mẫu Nương Nương đã tặng linh thụ tiên thiên bình thường. Những địa sát linh bảo đại trận này bất quá là vì ngăn trở địch, Lý Trường Thọ phân ra 9 thành 9 tâm thần không minh đạo tâm, dùng để điều khiển đạo nhân giấy bộc phát. Một phần tâm thần còn lại, đã đủ để trèo chống đấu pháp. Lại nhìn chỗ của hổ yêu. Con thoi kia bộc phát, cái đầu ở giữa của hổ yêu lập tức rủ xuống, một mảng lớn da hổ bị độc đốt cháy, thân hổ đang điên cuồng rung động. Cái đầu phía bên phải thống khổ gầm rú,
La hét, nó tuy có ba đầu, nhưng cũng không phải là có ba cái nguyên thần. Vào giờ phút này gần như bị pháp bảo của đồng bạn đánh cho trọng thương. Lý Trường Thọ cầm không gian xích vọt tới, lưu lại liên tiếp tàn ảnh ở phía sau, giống như có bí pháp phân thân, đồng thời xuất hiện ở phần bụng, đỉnh đầu, phần lưng, phần đuôi hộ yêu này. Không gian xích không ngừng điểm nhẹ về phía trước, mấy chục lỗ đen lặng yên xuất hiện, không gian xuất hiện vặn vẹo, thân thể cao lớn của con hổ yêu này bị kéo duỗi, áp xúc, quanh co khúc khuỷu như rắn dài. Đúng lúc này, tại nơi xa, bên trong thiên địa xuất hiện 8 quả cầu ánh sáng lấp lánh, 8 cỗ linh bạo đồng thời bộc phát, tạm thời ngăn cản đại năng yêu tộc gấp rút tiếp viện nơi đây ở bên ngoài. Ở gần đó, mắt trái của cái đầu bên trái hổ yêu đột nhiên trợn tròn, trong đó tràn đầy hoảng sợ. Lý Trường Thọ đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, tay cầm không gian xích, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đầu trái hổ yêu, không gian xích phun ra đạo đạo lưu quang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, hung hăng chạm ở trên cổ con hổ yêu này. Thước nặng không gió, lại có thể chém đứt không gian. Mở! Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, tiên lực toàn thân tràn vào không gian xích, đối với không gian xích luôn văn nhã, cãi nhau cũng đều rất ôn nhu, lời thô tục của tháp đại gia nổi lên ở trong đáy lòng của Lý Trường Thọ. Một thước chém xuống, cái cổ đầu trái của hổ yêu đột nhiên vỡ ra, vết thương chính là không gian đứt gãy đen ngòm. Tiếng xe gió gấp rút chạy đến từ phía sau, bọ cạp tinh kia vọt tới một lần nữa, thân hình của Lý Trường Thọ lóe lên nhẹ nhõm tránh thoát thế công của bọ cạp tinh, trong tay phun ra đạo đạo sấm sét, đập về phía đầu trái của hổ yêu, chỉ còn một bước nữa thôi, cứu sư phụ, vớt mộc công. Tránh khỏi miệng hổ yêu, Lý Trường Thọ thi triển lôi độn, vội vã tiến về phía trước, chỉ trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở bên cạnh cái đầu hổ miệng đóng chặt, dùng tay trái đám gãy răng hổ yêu giải cứu sư phụ cùng với mộc công. Đạo tâm khẽ chấn động, tháp đại gia nói một tiếng cẩn thận. Phía sau, tiếng nói thông qua không gian cộng hưởng truyền vào trong tai chính mình, mang theo giận, mang theo hận. Mời bảo bối quay người. Một chùm ánh sáng trắng chém vào sấm sét cực nhanh. Trong chốc lát trước, Bạch Trạch đang phi nhanh, xuyên vân quá vụ, rất nhanh liền chạy tới ranh giới Đông Thắng Thần Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu, xâm nhập vào bên trong chướng khí nồng đậm tại Bắc Câu Lô Châu. Y hiện tại, sợ, thực sự sợ. Tiếp nhận lời truyền âm của Lý Trường Thọ sư phụ cùng với Mộc Công, bị yêu tộc bắt làm con tin, trong đáy lòng Bạch Trạch chính là lột bột một cái. Ý nghĩ toát ra cũng là vô cùng chân thực, thủy thần có thể cho rằng y là phản đồ hay không? Lúc chính mình cảm ứng mệnh đồ của Tề Nguyên đạo hữu, thật sự là cảm giác được tương lai của Tề Nguyên đạo hữu sẽ gặp may mắn. Hơn nữa còn là đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên, phúc như Đông Hải. Hít hà không phải là chọc tiên bạc mệnh, không tiêu thụ được đó chứ? Hay là thần thông của chính mình bị thiên cơ ảnh hưởng quá sâu, từ đó cho ra phán đoán tương phản? Không thể nào. Chính mình trước đây chính là dựa vào Su Cát Tị Hung tránh né đại kiếp, thành công rút lui khỏi đại kiếp. Bạch Trạch ở bên trong xoắn suýt, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Ban đầu nhìn thủy thần từ đằng xa, cảm thấy thủy thần thiện trí thiện mưu, thủ đoạn ngoan tuyệt, am hiểu cân bằng tình hình, chính là nguyên liệu nhị thiên đế nhất đẳng. Nhưng đi tới bên người thủy thần đại nhân, tương giao một hồi lâu cùng với thủy thần, mới phát hiện ra, trái tim của tên gia hỏa này có chút bẩn, lại không phải hoàn toàn tâm ngoan thủ lạn, tối thiểu là rất thân thiện đối với nhân tộc, người thân và bạn bè. Vị trí của thủy thần ở bên trong đạo môn bây giờ, quả thực có chút xấu hổ. Hắn là hạt giống tốt Thái Thanh thánh nhân nhìn chúng, chỉ thiếu một cái dập đầu với Thái Thanh Quan, liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của thánh nhân mạnh nhất. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, thủy thần còn có một vị sư phụ Tề Nguyên nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, vị Tề Nguyên này còn tạm được xem như là tiên nhân yếu nhất, chọc tiên đương đại. Hơn nữa, có sự hiện diện của thủy thần, có khả năng chính là chọc tiên mạnh nhất. Bình thường mà nói, luyện khí sĩ rất phổ thông giống như Tề Nguyên lão đạo, tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra đệ tử như thủy thần Linh Nga càng là như vậy, nàng hoàn toàn chính là do thủy thần đại nhân bồi dưỡng ra được. Phong cách hành sự dần dần dựa sát vào sư huynh nhà mình. Thủy thần vốn là có sư phụ, lúc này lại bị Thái Thanh thánh nhân thu làm đệ tử, vậy chuyện này vạn nhất truyền đi, oa, thánh nhân mạnh nhất đoạt đồ đệ cùng với chọc tiên. Mặc dù không ai dám chỉ trích như thế, nhưng thật sự là có chuyện như thế. Căn cứ vào sự hiểu rõ của Bạch Trạch đối với thủy thần, lúc này hẳn là đã có phân thân thủy thần quỳ gối ở phía trước bức họa thánh nhân, nhưng thánh nhân lão gia hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ cứu một chọc tiên, điều này thực sự không hợp lý, cho dù sùng hơn cũng không phải sùng như vậy. Lúc này thủy thần có chút vội vàng sao động, một người liền phóng đến cảnh nội Bắc Châu, nơi đó thế nhưng có một đám lão yêu thượng cổ trốn tránh, có mấy đầu yêu thú là tùy tùng yêu đế năm đó, thực lực không kém gì 10 đại yêu soái. Thủy thần tuy có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thân, nhưng căn cứ vào một trận chiến giữa thủy thần cùng với lục áp để phán đoán, tu vi cảnh giới của bản thân thủy thần, hẳn là còn không có tiến vào cảnh giới đại la, nếu bị đối phương vây hãm, cho dù là hắn cũng phải gặp phiền phức. Rất dễ dàng liền biến thành một ngọn núi không có cách nào công phá. Nhưng cũng vô pháp di động, ầm ầm thiên địa không gian như trống, vạn độc gào thét như điên. Những sinh linh bên trong đám mây chướng khí kia, vào giờ phút này đều đang điên cuồng chạy trốn, sự hoảng sợ của những sinh linh này đã gieo vào trong đáy lòng của Bạch Trạch. 10 vạn dặm ở phía trước, mây chướng khí tại Bắc Châu trải qua nhiều năm không tiêu tan, nặng nề như núi kia,
Vào giờ phút này giống như cuồng phong mưa rào bên trong biển cả, không ngừng cuồn cuộn, không ngừng chấn động, Bạch Trạch đã hóa thành bản thể, sóng nước xẹt qua mắt, ba chiếc lông vũ trên đỉnh đầu lóe ra hào quang yếu ớt, y thấy được địa phương hạch tâm đang rung chuyển. Nơi đó nguyên bản là nơi chứng khí nồng nặc nhất Bắc Châu, vào giờ phút này lại, bầu trời quang đãng. Dưới bầu trời xanh, ánh sáng thái dương tinh lại có một chút chứng mắt, trên bầu trời nổi lên từng lớp mây vòng tròn. 16 đầu yêu thú hình thể khổng lồ lao vào trong khe hở của mây chứng khí, mà trong đó, Bạch Trạch co rụt trong mắt lại. Y vừa vặn thấy được Lý Trường Thọ thi triển lôi độn, bị một đạo ánh sáng trắng chém vào sấm sét, thấy được hổ yêu bị chém đứt đầu lâu cách Lý Trường Thọ không hơn trăm trượng kia, một đầu kim ô có hỏa diễm màu trắng bao quanh, mang theo từng âm thanh nổ vang, mang theo tầng tầng không gian nếp uốn, xuyên qua đầu lâu hổ yêu cực nhanh. Lục Áp, ngươi dám! Lý Trường Thọ quát khẽ một tiếng, thân hình đánh xuống phía dưới, nhưng một khối đại ấn đập tới từ đầu lâu hổ yêu, đảo mắt hóa thành cao mấy trăm trượng, cứng rắn đẩy bay Lý Trường Thọ. Ấn tỷ yêu đế! Ha 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 ha! Tiếng cười to thoải mái lại đắc ý của Lục Áp đạo nhân truyền đến từ sau đại ấn, một chiếc móng vuốt kim ô của Lục Áp cưỡng ép cầm một công đã bị độc bất tỉnh lại trọng thương ra. Nhìn hai cỗ đạo nhân giấy kia, lệ khí trong mắt Lục Áp chợt lóe lên, bên trong đạo tâm nổi lên một chút ý niệm hủy diệt điên cuồng. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Há mồm, Lục Áp phun ra một ngụm thái dương chân viêm uy lực cực mạnh. Hai mắt của Lý Trường Thọ trợn tròn, không gian xích trực tiếp đập ở bên trên ấn tỷ yêu đế, mặc dù bởi vì tu vi cảnh giới có hạn, hắn không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của không gian xích, vẫn miễn cưỡng đánh bay ấn tỷ yêu đế. Hắn thấy được, bản thể tam túc kim ô của Lục Áp đang há mồm nhắm ngay vào hai cỗ đạo nhân giấy vào giờ phút này mới vừa khôi phục liên hệ, lại không có cách nào động đậy. Con mắt chim của Lục Áp phản chiếu thân hình của Lý Trường Thọ, trong đó tràn đầy trêu tức. Lục Áp đúng là không biết, ở bên trong tay áo hai cỗ đạo nhân giấy kia có cái gì, chỉ là một cái chớp mắt, một hơi thở mà thôi. Bạch Trạch ở nơi xa vào giờ phút này đã nghĩ đến điều gì, thân hình điên cuồng vọt tới phía trước, tiếng nói thông qua tiên thức nổ vang ở bên tai Lục Áp, đúng là hoảng loạn như vậy, đúng là hoảng hốt như vậy. Dừng tay, coi như ngươi giết Mộc Công cũng không cần động đến hai cỗ hóa thân đó. Phừng hỏa diễm màu trắng bộc phát, một cỗ đạo nhân giấy làm ra động tác dùng sức ném, ở trong thời gian ngắn nhất, dùng phán đoán rõ ràng nhất, ném túi da thú ra, nhưng thái dương chân viêm đến quá nhanh, chỉ là một đóa hoa lửa nhàn nhạt, liền quấn lấy túi da thú, đốt cháy. Trong đó hiện ra thân ảnh một lão đạo, chọc tiên, cảnh giới chân tiên. Quanh người lão đạo này tuôn ra đạo đạo ánh sáng, đó là linh bảo phòng hộ Lý Trường Thọ lưu lại cho sư phụ, nhưng lại bị thái dương chân viêm trực tiếp phá mất. Đạo nhân giấy chữ nhân bay ra từ bên trong tay áo của lão đạo, chỉ vừa bộc phát ra tiên lực, đã bị ngọn lửa đánh tan. Đảo mắt, lão đạo bị thái dương chân viêm bao trùm, thiêu đốt còn nhanh hơn cả đạo nhân giấy. Đây dù sao cũng là thần thông bản nguyên của Kim Ô nhất tộc. Nhưng những chuẩn bị ở sau Lý Trường Thọ lưu lại này, đã tranh thủ cho sư phụ một cái cơ hội chớp mắt, nhiều thêm một lần cơ hội mở miệng. Lão đạo đầu tiên là kinh ngạc, ngẩng đầu liền thấy Lý Trường Thọ điên cuồng vọt tới, cách y không tới 10 thước, mặc cho toàn thân đau đớn và hoảng sợ sẽ bị hủy diệt, y chỉ biết lo lắng hét lên, đi mau, đừng có đi, qua. Ngọn lửa nhấn chìm khuôn mặt của lão đạo, đập vỡ vụn nguyên thần của lão đạo, nhiệt độ cực cao khiến cơ thể của lão đạo biến thành tro tàn trong chớp mắt. Lý Trường Thọ bổ nhào vào, vồ hụt, bàn tay trái mở ra, bên trong là một nắm tro tàn. Sư phụ, sư, trống không, yên tĩnh. Lý Trường Thọ ngơ ngác đứng tại kia, bởi vì không minh đạo tâm áp chế thất tình lục dục, vào giờ phút này từng hình ảnh không ngừng quay cuồng trong đáy lòng hắn. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt, một vết máu ứa ra từ khóe miệng. Trong đáy lòng như có dao cứa, đang cứa, như là vừa tỉnh lại từ trong mộng, Lý Trường Thọ nhìn về phía Lục Áp đã bay đi nơi xa, thấy được những yêu thú khổng lồ vây tới, phát ra âm thanh run rẩy. Ngươi giết y. Lục Áp chau mày, lạnh nhạt nói, hình như vậy, ngươi giết y. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ khiến Lục Áp cảm thấy khó hiểu. Bạch Trạch bay tới từ nơi xa, vô thức dừng bước ở ngoài ngàn dặm. Hung hiểm vô cùng lớn. Lông tóc toàn thân Bạch Trạch lóe sáng, thần thông của bản thân điên cuồng cảnh báo, sau đó cười khổ một tiếng, nhắm mắt thở dài. Yêu tộc đã triệt để kết thúc. Ngươi giết y. Thanh âm của Lý Trường Thọ trở nên vô cùng hùng hậu. Lục Áp mới vừa muốn nói gì, đã thấy quanh người Lý Trường Thọ phun trào thần quang, một bức bảo đồ chậm rãi nổi lên ở phía sau. Bức bảo đồ mở ra, thiên địa bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Bên trong bức bảo đồ hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hiện ra phàm tục phồn hoa, hiện ra tiên sơn liên miên, đám mây u tĩnh, cung điện cao ngất, chỉ là một bức bảo đồ dài 6 thước, trên đó phẳng phất như chỉ có mây mù, nhưng bên trong mây mù lại diễn dịch chúng sinh, diễn dịch thiên địa, diễn dịch liên quan giữa vạn vật và vạn linh, nhân thần quỷ, yêu linh ma. Bức tranh nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ đạo vận mênh mông, tối nghĩa, phức tạp, rất đơn giản, cuốn Lục Áp cùng với 16 đầu cự yêu thượng cổ, còn đang do dự phải chăng muốn thử đánh dụng Huyền Hoàng Tháp vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, Lý Trường Thọ cúi đầu phun máu,
toàn thân xuất hiện hào quang yếu ớt. Hắn thiêu đốt lực lượng nguyên thần. Đây là việc luyện khí sĩ chỉ thực hiện khi liều mạng, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, nguyên khí nhất định sẽ tổn hao rất nhiều. Át chủ bài, đạo. Lục áp, đối với ngươi, ta liền không nên cố gắng ổn định vài lần, cũng không nên suy nghĩ, ngươi là một trong những người ứng đại kiếp kiếp được thiên đạo che chở, liền không nên chờ nắm chắc vạn phần. Đột nhiên, Lý Trường Thọ nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay có một tia sáng lóe lên, giọng nói lạnh lùng, trống rỗng, vô cảm vang lên khắp nơi. Vạn vật quân hoành. Một chùm ánh đen hiện ra ở phía sau Lý Trường Thọ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, như là có lực lượng thiên đạo quỷ dị xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt cùng với lực lượng thiên đạo, trực tiếp bao trùm 16 đầu yêu thú cùng với lục áp ở trong đó. Trong nháy mắt, những yêu thú này như là bị phong ấn, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, tu vi cảnh giới tự thân không hiểu sao biến mất hơn phân nửa. Lục áp hóa thành hình người, toàn thân run rẩy, khôi phục khuôn mặt thiếu niên, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Lý Trường Thọ, nhưng sau đó, sự kinh ngạc này biến mất không thấy gì nữa, y ném một công đến nơi xa. Liền cùng với những yêu thú bên người, rơi vào phẫn nộ khôn cùng, đáy mắt tràn đầy sát ý, cơ hồ muốn thôn phệ Lý Trường Thọ. Đây là Lý Trường Thọ cân bằng phẫn nộ của bọn hắn. Ngụy trang bên trên khuôn mặt của Lý Trường Thọ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bộ dáng thanh niên đạo sĩ nguyên bản. Két, ken két, âm thanh vỡ vụn yếu ớt lần lượt phát ra từ cơ thể của Lý Trường Thọ, hắn đứng trên không trung, nụ cười tràn đầy chua xót. Sư phụ, người cũng không biết đệ tử thành đạo gì. Sư phụ, người cũng không biết. Lý Trường Thọ đưa tay điểm vào ngực, từng tia đạo vận bảy màu rực rỡ, ngưng tụ thành kiếp vận đen nhánh, giống mạng nhện, nhẹ nhàng điểm một cái đối với lục áp. Một tia khí đen quấn quanh ở phía trên nguyên thần của lục áp, làm cho lục áp càng thêm phẫn nộ. Không minh đạo tâm, tự nát. Dẫn kiếp vận nhập ta, hàng kiếp vận nhập ngươi. Lục áp. Có lẽ trước kia không chết không thôi, là bởi vì lập trường, là bởi vì lợi ích, là bởi vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, ta, chính là kiếp của ngươi. Bảo đồ rung động rì rào. Đạo vận màu xanh nước biển không ngừng cọ rửa phiến thiên địa này, lục áp cùng với 16 vị cao thủ yêu tộc cùng nhau gầm thét, giống như điên đánh về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tóc dài phất phới, đạo bào tung bay, huyền hoàng tháp chìm vào đỉnh đầu, che phủ nguyên thần, màu xanh băng trong mắt trái của hắn là do biểu hiện của đạo, còn màu đỏ ở mắt phải của hắn là sát khí không thể kìm nén được nữa ở trong lòng. Đại vũ trị thủy đồ, hiện. Bảo khí thủy thần tạo vũ kỳ, hiện. Tay cầm không gian xích, một bước đoạn thiên khung. Chết. Đột nhiên ở phương hướng tây nam xuất hiện một bàn tay lớn che khuất bầu trời, chộp về phía phạm vi ngàn dặm đạo vận của Lý Trường Thọ bao phủ. Lại có một tiếng khẽ than thở phiêu đãng trên chín tầng trời. Trên bầu trời, một lão đạo xếp bằng ở bên trên bồ đoàn hiện ra thân hình, dưới bồ đoàn có thái cực thủy hỏa. Sắc mặt của lão đạo tiểu tụy, dường như không có mang theo một chút đạo hạnh nào, hai mắt cũng không có tinh thần gì, lúc nâng tay trái lên, ống tay áo rộng tung bay trong gió, đầu ngón tay lướt nhẹ. Bàn tay lớn đường kính vượt qua mấy ngàn dặm che khuất bầu trời kia lại vỡ nát, tiêu tán thành vô hình trong nháy mắt. Lão đạo có một chút cố sức mở miệng, dương mắt nhìn về phía phương hướng bàn tay to kia đánh tới, tiếng nói nhàn nhạt lại cho người ta xung kích kinh lôi nổ vang. Cút! Ở phía tây nam, cách không biết bao xa, toàn thân lão đạo nâng bảo thụ rung động, cũng không dám đối mặt cùng với lão đạo ở phía trên chín tầng trời, cúi đầu nói một câu, sư huynh, đắc tội. Sau đó quay người rời đi, biến mất không còn tăm tích. Lão đạo ở phía trên chín tầng trời lại không có bất kỳ bày tỏ gì, cúi đầu nhìn về trận đại chiến phía dưới. Mọi thứ trên đời đối với lão đạo phẳng phất như mây khói thoảng qua, thiên địa đại đạo giống như không có một chút liên hệ nào với lão đạo. Lão đạo ngồi ở kia chính là đạo, một sợi tóc cũng có thể diễn dịch ý nghĩa chân thật vô biên. Lão đạo cũng không quản nhiều, liền lặng lặng nhìn như vậy, nhìn Lý Trường Thọ như điên dại phía dưới, dùng không gian xích đập nát đầu lâu yêu thú, dùng một tay xé nát đôi cánh của yêu thú. Trong lúc những yêu thú này rơi vào đạo vận như vậy, cũng rơi vào phẫn nộ khôn cùng. Đây chính là đạo của Lý Trường Thọ, thoát thai từ thái cực chi đạo, tên là vạn vật cân đối. Một khi thi triển ra vạn vật cân đối chi đạo, liền có thể kéo cường địch vào tu vi cảnh giới giống như chính mình, hết thảy đều có thể bị cân đối, hết thảy đều từ chúa tể giả phiến lĩnh vực này quyết định phải chăng có muốn cân đối. Đạo này chưa viên mãn, nếu không thì Lý Trường Thọ liền sẽ bước vào cảnh giới đại la. Thậm chí, đạo này chưa hoàn thiện là Lý Trường Thọ dùng phương thức thiêu đốt nguyên thần, tạm thời thu được thực lực thôi phát ra đạo này. Nếu như thiêu đốt nguyên thần trong thời gian quá lâu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh của bản thân. Ở trên chín tầng trời, lão đạo gảy nhẹ ngón tay một lần nữa, 7-8 đầu hung ác yêu thú dừng động tác lại, huyền hoàng tháp đột nhiên bộc phát ra từng tia huyền hoàng khí tức, 7-8 đầu yêu thú kia bị huyền hoàng khí tức ép thành vỡ nát trong nháy mắt. Lý Trường Thọ lao thẳng tới lục áp vận hết toàn lực đọc lên 10 vào bối xoay người, nhưng một đạo lam quang phóng tới, hồ lô lớn vào giờ phút này như là mất linh tính, khẽ run rẩy. Lý Trường Thọ cúi đầu phun ra hai ngụm máu tươi, tất nhiên là hắn lâm thời cân đối pháp bảo lợi hại như vậy, cân đối nó thành một kiện pháp bảo tàn tạ cầm ở trong tay. Đại giới là nguyên thần bị tổn thương, nhưng đáng giá. Lý Trường Thọ ném không gian xích ra, lục áp vội vàng hóa thành tam túc kim ô, lại bị không gian xích trực tiếp đánh rớt.
Lý Trường Thọ lao về phía trước như một kẻ mất trí, bất chấp Thái Dương Chân Viêm đã suy yếu hơn rất nhiều, trực tiếp đè cái cổ Kim Ô, tay trái giơ cao, không gian xích bị hắn nắm chặt một lần nữa, ném ra một thước, hai thước đối với Kim Ô, không gian xích đập xuống như mưa rào. Đúng lúc này, ở chân trời xuất hiện một bóng người xinh đẹp, nàng ở trong một cái chớp mắt trước vẫn là ở bên ngoài mấy vạn dặm, phóng ra một bước, đã xuất hiện ở quanh người lão đạo. Nữ tử có dung mạo vô song, khuôn mặt thánh khiết, trong ôn nhu mang theo trang nghiêm, ánh vàng quanh người nhẹ nhàng lấp lóe. Nàng đến trước người lão đạo, hơi hạ thấp người, nói một tiếng, sư huynh. Lão đạo vẫn luôn nhìn chăm chú vào tình hình phía dưới, lạnh nhạt nói, không cần cầu tình. Nữ tử bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng ở trên mây lẳng lặng chờ đợi, cũng không nhìn phía dưới nhiều. Bên trong thiên địa, gió đang nghẹn ngào, độc trùng gào thét, chờ thanh niên đạo sĩ phía dưới kia xé nát Kim Ô, xách theo đầu lâu Kim Ô đã máu thịt be bét, lảo đảo cất bước trong không trung, đi trở về địa phương chọc tiên kia vừa mới tiêu tán. Đạo vận tràn ngập bên trong ngàn dặm phiêu trở về, chui vào trong cơ thể của Lý Trường Thọ. Hai chân khuỵu xuống, Lý Trường Thọ vô lực quỳ xuống, ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt trên người tắt ngấm, nhắm mắt lại. Trường Thọ, hiện tại sư phụ không có suy nghĩ gì khác, ngươi và sư muội ngươi cứ tu luyện cho tốt, vi sư sẽ đi lên thiên đình trải đường cho các ngươi. Hỗn trướng, đây là cách ngươi dạy sư muội sao? Thấy đúng mà không làm thì làm sao được, sao có thể được coi là luyện khí sĩ? Ngươi chạy, ngươi lại chạy, trở lại cho ta. Đồ nhi, ngươi bái nhập sư môn hơn 9 năm, vi sư quyết định ban thưởng cho ngươi đạo hiệu, cái tên Trường Thọ này của ngươi quá tục khí, về sau liền gọi ngươi là Tiêu Dao nhé. Càng tục khí hơn. Vân Trung Hạc thì thế nào? Hạc trắng trên mây, ngươi không phải muốn cưỡi hạc mà bay sao? Đồ đệ tốt, ngày hôm nay sư phụ mang ngươi tiến vào độ tiên môn, sau này hy vọng ngươi tu hành thật tốt, không thể có nửa phần lười biếng, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, đạp tiên đồ, cầu trường sinh, đạt được Tiêu Dao đạo quả. Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, từng giọt máu tươi rải xuống, Lý Trường Thọ thậm chí còn quên thu thập máu của chính mình. Không, chính mình không thể từ bỏ như vậy. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Sư phụ còn có thể cứu, sư phụ khẳng định còn có thể cứu, biện pháp, phải tìm biện pháp, chân linh. Sư phụ có lẽ sẽ có chân linh lưu lại, Thái Dương Chân Viêm vừa rồi mặc dù hung ác, nhưng chỉ đốt trong một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ ném ra 7-8 viên nhiếp hồn châu. Lập tức ngồi quỳ chân trong hư không, không ngừng thôi động nhiếp hồn châu, từng tia tàn hồn nhẹ nhàng lấp lánh. Còn cần gì? Còn cần công đức, hương hỏa công đức. Ở bên trong Cố Sự Na Tra, sau khi cạo xương cắt thịt thì cần dùng hương hỏa công đức để tái tạo tiên thể. Đúng, chính là như vậy. Cảm thụ được từng tia tàn hồn yếu ớt bên trong nhiếp hồn châu đang nhanh chóng trôi qua kia, Lý Trường Thọ không dám đợi lâu, dẫn xuất công đức tự thân, trực tiếp rót vào mấy quả nhiếp hồn châu. Lấy đi. Đều lấy đi, hắn nguyện ý dùng một thân công đức này để đổi. Trong nháy mắt, đạo đạo ánh vàng lấp lóe, chắp vá ra hư ảnh của Tề Nguyên lão đạo, nhưng hư ảnh này lóe lên liền muốn tan biến. Đừng, đừng. Sư phụ, tích tiếng nước nhỏ xuống quen thuộc. Lý Trường Thọ thấy hoa mắt, phảng phất như thấy được ao nước, bình phong, thảm, lầu các quen thuộc, mà nữ thần trong ao nước đang ngồi ở bên cạnh ao. Nàng cười ôn nhu hỏi, cần giúp một tay không? Tái sinh lại thành hồn phách nhân tộc, còn có thể giao phó cho y từ chất được trời ưu ái. Lý Trường Thọ không biết nên nói cái gì, lập tức gật đầu. Nữ thần đưa tay trái ra, 500. Lý Trường Thọ gật đầu nặng nề, Nữ thần cười khẽ, Lý Trường Thọ cảm thấy 5 tháng trôi qua một lần nữa, giải thoát khỏi hoàn cảnh nhợt nhạt này, trước mắt lại là hư ảnh sư phụ sắp tiêu tán. Lý Trường Thọ nhấc đạo tâm lên một lần nữa, không đợi hắn có động tác, một chùm ánh vàng rơi xuống từ trên cao, bao phủ tàn hồn sư phụ vào bên trong. Lại có một chút ánh vàng như đom đóm đêm hè, bay tới từ bên cạnh. Tụ hợp vào bên trong tàn hồn, làm tàn hồn này càng trở nên thực chất. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên hai chữ công đức, lập tức rút công đức của chính mình ra, cho những tàn hồn này. Hắn hận không thể để sư phụ cầm hết công đức của chính mình đi, nhưng khi công đức tiêu hao một thành, tàn hồn kia đã bị ánh vàng bao trùm, không có cách nào lại thu nạp công đức. Không trung truyền đến tiếng nói của nữ oa thánh nhân, ngày hôm nay sư phụ của ngươi đã chết, linh hồn tái sinh cũng không liên quan gì đến ngươi, có hiểu hay không? Nhưng, nữ oa thánh nhân lại nói, đưa hồn phách của y vào lục đạo luân hồi bàn ôn dưỡng là được. Ánh vàng thu liễm, nữ tử trên 9 tầng trời mỉm cười, liếc nhìn lão đạo ngồi xếp bằng bên người, cười không nói. Đúng lúc này, bên trên đại địa đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy 7 màu, tiếng tụng kinh vang lên, tiếng ca mờ mịt vang lên, một cái bóng mờ bay ra từ bên trong vòng xoáy xoay tròn, sau đó chính là thở dài yếu ớt, ai, thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, vẫn là phải làm việc của câu hồn sứ giả, ta quá thảm rồi. Hậu thổ nương nương. Không đúng, là tiểu khổ. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, hư ảnh kia đã bay đến trước mặt Lý Trường Thọ. Nàng nhìn nước mắt chưa khô bên trên khuôn mặt, bàn tay dính đầy máu tươi của Lý Trường Thọ, lộ ra mấy phần ý cười bất đắc dĩ. Người chết là hết, bớt đau buồn đi, bớt đau buồn để ta bớt đau buồn theo, ta quá khó khăn, đa tạ nương nương. Lý Trường Thọ lập tức hô hào. Tiểu khổ thở dài,
đưa tay điểm vào bên trên hồn phách đoàn tụ của Tề Nguyên lão đạo vào giờ phút này, hóa hồn phách thành một đoàn quang mang màu vàng. Ai, ta phải trở về, không thể ở lâu bên ngoài. Lý Trường Thọ lại vái chào, đa tạ nương nương. Tiểu Khổ lắc đầu, thân ảnh lóe lên, cùng với vòng xoáy bảy màu bên trên đại địa biến mất không thấy gì nữa. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Thái Thanh đạo vận nhẹ nhàng lắc lư, một bức hình ảnh có một chút mơ hồ chậm rãi hiện ra. So với hai lần video truyền tin trước đây, lần truyền tin này của Thái Thanh lão sư rõ ràng nhận phải một ít quấy nhiễu. Hình ảnh rất đơn giản, là ở chỗ lục đạo luân hồi bàn tại địa phủ không biết bao lâu về sau, hồn phách Tề Nguyên lão đạo kết thúc kỳ uẩn dưỡng, cùng với một vệt ánh vàng bay ra khỏi phần lưng lục đạo luân hồi bàn, bay vào một bên trong mảnh mây đen, chuyển thế giáng sinh. Sấm sét lấp lóe bên trong mây đen, điện quang như rồng, sấm sét lại chiếu ra một đạo hư ảnh to lớn dựng thẳng, đây là dị tượng lúc dị nhân, hàng thế. Đó là một con gấu có hai đôi cánh khổng lồ phía sau, đây được gọi là phi hùng chi tư tại Hồng Hoang, nói rõ đó là nhân kiệt thông minh cơ trí, có kinh thế chi ngư một đời. Có thể chuyển thế là tốt rồi, có thể chuyển thế là tốt rồi, nhân kiệt hay không nhân kiệt cũng không sao. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một hơi, sợi dây căng cứng trong đáy lòng đứt đoạn, tiên lực trong cơ thể khô kiệt, nguyên thần uể oải suy sụp, rơi từ trên không trung xuống bất tỉnh. Mà lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, một chút tâm lực sau cùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phi hùng chi tư, đại kiếp phong thần, Khương Tử Nha. Sư phụ nhà mình là kiếp trước của Khương Tử Nha. Tề Nguyên, khởi nguyên của Tề Quốc. Lý Trường Thọ giật khóe miệng một cái, mất đi ý thức trong nháy mắt, mà hai đạo lưu quang bay vụt đến từ hai phương hướng, một đạo trong đó dừng lại, lại là thân ảnh của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười khẽ, nhìn nhị muội nhà mình tiếp được Lý Trường Thọ, ôn nhu nhét Lý Trường Thọ vào bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Triệu đại gia nhìn về phía nơi xa, thân ảnh Mộc Công đập xuống trên đỉnh núi một ngọn núi lớn, toàn thân run run mấy lần. Đây là độc gì? Sao lại lợi hại như vậy? Không biết, bất quá Triệu Công Minh tiền bối đã cho đan dược, Mộc Công hẳn là không có chuyện gì. Yêu tộc lớn mật, ta đi liều mạng với bọn hắn. Bên trong Thông Minh Điện có một chút hỗn loạn, một đám tiên thần đồng thời quay đầu, nhìn về phía vị thiên tướng nói chuyện kia, vị thiên tướng kia vội vàng dùng tay gẩy gẩy đồng đội bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu. Khuyên ta đi. Ấy, lão Chu ngươi đừng có kích động. Chúng ta phải chờ Thủy Thần đến đây làm chủ, đi mời Thủy Thần chưa? Thủy Thần giống như không có ở phủ Thủy Thần, thiên tướng đã cầu kiến rất nhiều lần, cũng đều không thể cầu kiến được. Ở phía trong cùng của Thông Minh Điện, có tiên nhân làm ra sảng mây. Vào giờ phút này Mộc Công toàn thân xanh lét, hơi thở mong manh nằm tại kia. Một đám tiên thần từng người liếc nhìn nhau, mấy vị chính thần tam giai đứng dậy, kịp thời ổn định tâm tình tiên thần, phái trọng binh chấn giữ ngũ phương thiên môn, tránh xảy ra bối rối. Một chút lời đồn đại quanh quẩn tại các nơi thiên đình, nói là Mộc Công bị đánh lén, hiện tại bị trọng thương, tính mạng không rõ, Thủy Thần không biết tung tích, đồng dạng có khả năng bị cao thủ yêu tộc đánh lén. Lòng người tại thiên đình bắt đầu bàng hoàng, không ít tiên thần, thiên tướng tự phát tụ tập lại, từng người chuẩn bị pháp bảo, dự định khai chiến cùng với yêu đình vào bất cứ lúc nào. Tổng thể mà nói, thiên đình mặc dù không có quá nhiều cao thủ, nhưng từ trên xuống dưới cũng coi như một lòng đoàn kết. Nhưng so sánh cùng với thiên đình, yêu tộc danh giới Bắc Châu ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Đạo thể của Lục Áp bị đập nát, bọn hắn còn không biết thái tử điện hạ nhà mình đến tột cùng trải qua chuyện gì, hết thảy đều như thường. Chuyện này cũng có quan hệ cùng với đại chiến bộc phát tại chỗ sâu Bắc Châu, và mây trướng khí dày và nặng tại Bắc Châu đã giảm sóc dao động đại chiến. Mà sau trận đại chiến, thánh nhân tiện tay san bằng không gian dao động, để không làm hại quá nhiều sinh linh. Độc trùng độc thú cũng là sinh linh, đồng dạng có được quyền lợi sinh hoạt tại Hồng Hoang thiên địa. Ở bên cạnh Thiên Hà, Điện Trang cùng với Ngao Ất bí mật đàm phán một thời gian, sau đó bắt đầu chia ra hoạt động. Làm hai tay chân được Thủy Thần tín nhiệm nhất, hai người bọn hắn cảm thấy chính mình lúc này nhất định phải làm gì đó. Ngao Ất đầu tiên là đi đến thần miếu An Thủy Thành, thần niệm kêu gọi đến đau đầu, cũng đều không thể nhận được đáp lại. Tình hình như vậy, thiên đình Mộc Công bị yêu tộc đánh lén, lại bị tiền bối Triệu Công Minh tiệt giáo đưa về thiên đình, giáo chủ ca ca nhà mình còn không biết tung tích. Ngao Ất nhanh chóng lấy ra một khối ngọc phù, trên dưới hầu kết run rẩy. Thật sự phải sử dụng thứ này sao? Đã từng có lúc, giáo chủ ca ca vỗ đầu vai của y, thấm thía dặn dò, nếu như thiên đình, nhân giáo, hoặc là độ tiên môn xuất hiện dị dạng, ngươi lại không liên lạc được với ta thông qua thần niệm, liền mở khối ngọc phù này ra. Trong này, có thể hướng dẫn ngươi tùy cơ ứng biến như thế nào. Đây, chính là cẩm nang tận thế của hải thần giáo trong truyền thuyết. Trên khuôn mặt của Ngao Ất tràn đầy trang nghiêm, xác định xung quanh không có bất kỳ uy hiếp gì, không có bất kỳ ai dò xét, mới mở ra cấm chế bên trên ngọc phù, tiên thức thăm dò vào trong đó. Đây là, tới vội vàng, đừng lo lắng về việc nhàn rỗi, đi đường chắc chắn, khó cạnh tranh. Ổn tự, kinh, đọc xong ổn tự kinh, cuối cùng còn có mấy hàng chữ dựng thẳng, thình lình viết, hiện tại đã tỉnh chưa? Nghĩ xem tình huống gặp phải lúc này có nhất định phải tìm ta hay không? Hiện tại đã có thể bắt đầu tùy cơ ứng biến. Ngao Ất thật sự muốn duy trì khuôn mặt vô cảm đập ngọc phù xuống đất, hung hăng chửi một câu cẩm nang tận thế cái quỷ đối với ngọc phù. Khục, bình tĩnh, bình tĩnh.
giáo chủ Kaka có khả năng gặp phải phiền toái, mà nơi có khả năng tìm được giáo chủ Kaka nhất, tất nhiên là độ tiên môn. Ngao Ất đọc ổn tự kinh một lần nữa, ổn định tâm thần, mang theo một chút lễ vật, che giấu hành tung, đi đường vòng tiến đến độ tiên môn. Vừa tới phía trước sơn môn độ tiên môn, Ngao Ất liền phát hiện ra một chút chỗ không giống bình thường. Nơi này, dường như có một tia đạo vận huyền diệu đến cực điểm, có một chút tương tự với đạo vận bên trong động xuất cung. Nhưng đạo vận này rất nhạt nhòa, nếu không phải Ngao Ất có khứu giác của rồng, sự nhạy bén của rồng, cùng với nhiều năm hun đúc của giáo chủ Kaka, chỉ sợ là cũng vô pháp chú ý tới. Lúc này Ngao Ất hóa thành một thiếu niên, cưỡi mây tiến về phía trước, bày tỏ ý đồ đến đối với nhóm lão đại gia thủ vệ, cũng đẩy một khối ngọc phù tới, nói rằng hãy đưa tận tay cho trưởng môn độ tiên môn, rồi đợi một hồi ở ngoài sơn môn. Không bao lâu, có trưởng lão chạy đến, dẫn Ngao Ất vào bên trong độ tiên môn, tiến vào bên trong độ tiên điện. Hư không trưởng môn Quý Vô Ưu lau vết máu bên miệng, đi ra cửa điện, chắp tay cười nói đối với Ngao Ất, không biết là ngày, Vô Ưu trưởng môn. Ngao Ất đánh gãy lời nói của Quý Vô Ưu, cười chắp tay một cái. Quý Vô Ưu lập tức rõ ràng Ngao Ất không thể bại lộ thân phận, quay người dùng tay làm dấu mời, dẫn Ngao Ất vào thiền điện. Ngao Ất tướng quân có chuyện quan trọng gì? Vô Ưu trưởng môn, Tiểu Quỳnh Phong có dị dạng gì không? Ngao Ất nhướng mày nói, hiện giờ thiên đình gặp phải một chút phiền toái, giáo chủ nhà ta, Trường Thọ huynh lại không liên lạc được. Ồ, Quý Vô Ưu nhíu mày suy ngẫm, lại nói, ngươi đi theo ta, lại dùng bí pháp ẩn hình, chúng ta đi đến Tiểu Quỳnh Phong nhìn liền biết. Ngao Ất, một vị trưởng môn đi ở bên trong sơn môn nhà mình, cũng đều phải câu nệ như vậy sao? Lời này tự nhiên không thể tùy tiện nói ra, mặc dù hư không trưởng môn chỉ là kim tiên bình thường, lại bởi vì cưỡng ép tu hành thần thông khiếu trung nhị khí, đạo cơ bị chấn động bị hao tổn, nhưng dẫu gì cũng là trưởng môn đạo thừa nhân giáo, lén lén lút lút như vậy, chưa kể, có một cảm giác kích thích khi sắp nhìn trộm cuộc sống hàng ngày của giáo chủ Kaka. Đáng tiếc là hai người mò tới bên ngoài đại trận vô hình vô tung kia của Tiểu Quỳnh Phong, vừa định tiến vào bên trong, linh giác chính là cuồng loạn một hồi. Quý Vô Ưu nhướng mày, tu vi của y đường đường là cảnh giới kim tiên, lại sẽ nổi lên ý nghĩ tiến vào nơi đây sẽ lập tức trọng thương. Chuyện này, Vô Ưu trưởng môn, chúng ta quang minh chính đại đi vào đi. Ngao Ất hơi có một chút thất vọng đưa ra đề nghị. Quý Vô Ưu ho khan, tự động xuất hiện, hô một câu đối với bên trên Tiểu Quỳnh Phong, ở trên núi có người không? Bên trong môn phái có một chút tiên thức dò xét đến, tất nhiên là chỉ thấy được Quý Vô Ưu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang nở rộ từ trên Tiểu Quỳnh Phong. Kiếm quang này dài ước chừng 10 trượng, tổng thể là màu xanh thẳm, trong đó ẩn chứa kiếm ý sắc bén, cơ hồ liền muốn bộc phát ở trước mặt Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu vội vàng lui lại, cơ hồ là vận hết toàn lực bỏ chạy, lúc này mới miễn cưỡng chạy ra khỏi mấy chục trượng, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh thoát đạo kiếm quang này, chỉ bị chém một sợi tóc dài. Chuyện này, bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Quý Vô Ưu ngược lại là không có gì, chỉ là đang nghĩ chính mình làm không đúng chỗ nào, làm cho Huyền Đô tiểu pháp sư không vui. Độ tiên môn lại là vỡ tổ, từng thân ảnh lần lượt phóng lên tận trời từ các phong, liền muốn xông đến hộ vệ trưởng môn. Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga vội vàng chạy ra khỏi nhà tranh, cầm ngọc phù trong tay lắc lư hai lần, trước mặt Quý Vô Ưu trưởng môn cùng với Ngao Ất, lập tức xuất hiện từng tia dao động, lại là đại trận hộ môn được mở ra. Linh Nga đưa tay vỗ vào trán của chính mình, vừa rồi nếu như không phải kịp thời phát hiện ra thao tác sai lầm, làm cho ngũ hành đại trận trách đi một chút, trưởng môn nhà mình nói không chừng liền không còn. Không tồi. Khục. Quý Vô Ưu ho khan, tiếng nói truyền khắp nơi, Bần Đạo và Trường Thọ cùng nhau thiết kế bộ trận pháp này, uy lực xác thực lợi hại. Được rồi, đừng có thử nghiệm, để tránh quấy nhiễu đồng môn tu hành. Các ngươi đều trở về đi, không có việc gì, không có việc gì. Ngao Ất thi triển pháp thuật ẩn nấp trong bóng tối, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Làm trưởng môn của giáo chủ Kaka, khó như vậy sao? Quý Vô Ưu bình tĩnh cười một tiếng, giúp Ngao Ất che lấp thân hình, cùng nhau bay vào bên trong Tiểu Quỳnh Phong, đại trận bên trên Tiểu Quỳnh Phong khép kín một lần nữa. Mấy vị tiên tử bên trong phòng bài bạc, cũng đến cửa ra vào, cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, lộ ra vẻ mặt giật mình. Giang Lâm Nhi dựng lông mày lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, Tiểu Cửu ngươi đang đổi bài. Không có. Tiểu Cửu đang thi triển bí pháp cách không nhiếp vật cười hì hì một tiếng, Giang Lâm Nhi nói một tiếng tốt, liền trực tiếp nhào tới, ở dưới ánh mắt có một chút bất đắc dĩ cùng với hâm mộ của Tử Vũ Thi, và Hùng Linh Lị, đùa giỡn một hồi lâu. Lại nói đến Quý Vô Ưu cùng với Ngao Ất đến bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Ngao Ất hiện ra thân hình, chắp tay hành lễ đối với Linh Nga, cất cao giọng nói, Linh Nga tẩu tẩu. Linh Nga có một chút xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, tiến về phía trước nhận lỗi đối với trưởng môn, Quý Vô Ưu liên tục khoát tay nói không có việc gì. Ngao Ất không dám chậm trễ nhiều, đi thẳng vào chủ đề, hỏi, giáo chủ Kaka có ở trên núi không? Linh Nga khẽ cau mày, nhìn Ngao Ất, lại nhìn Quý Vô Ưu, thoáng có một chút do dự. Quý Vô Ưu cười nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng, phải đi trước, sư huynh hẳn là không có ở trong núi. Linh Nga nói một câu như thế, thấy Ngao Ất nhíu mày, lại lập tức nói bổ sung, bất quá lúc này sư huynh hẳn là an toàn.
Ngao Ất vội hỏi, giáo chủ ca ca đi nơi nào? Ngay vào lúc vừa rồi, Bạch tiên sinh, cũng chính là Bạch Trạch tiền bối đã đi lên trên núi. Linh Nga nói, Bạch Trạch tiền bối nói, sư huynh ta xâm nhập vào một chỗ di tích viễn cổ, bị nhốt ở bên trong đại trận lĩnh hội một môn thần thông. Phải chờ đến khi lĩnh hội xong thần thông, mới có thể thoát khốn từ trong đại trận. Quý Vô Ưu cười nói, trường thọ thật sự rất may mắn. Ngao Ất lại cúi đầu suy tư một hồi, hỏi, có bằng chứng gì không? Có, hơn nữa còn hết sức thuyết phục. Linh Nga lấy ra một lá cờ bốn góc từ trong tay áo, một tia đạo vận bay ra từ trên đó, làm cho Ngao Ất cùng với Quý Vô Ưu vô thức lui lại mấy bước, không dám thở mạnh. Quý Vô Ưu, kẻ già đời hồng hoang. Y nhận ra này bảo kỳ này trong nháy mắt, nhận ra đạo vận của bảo kỳ này, thất thanh nói, Huyền Đô Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Ngao Ất cũng lộ vẻ mặt giật mình, hơi nhẹ nhàng thở ra. Linh Nga nói, Bạch Trạch tiền bối nói, sư huynh bảo y đưa lá cờ này trở về, để ta bảo vệ an nguy của Tiểu Quỳnh Phong. Nếu như có sự tình nguy nan, Bạch Trạch tiền bối sẽ kịp thời chạy đến. Đúng rồi, Bạch Trạch tiền bối đã đi lên thiên đình. Ngao Ất cười nói, như thế liền tốt, như thế liền tốt, ta sẽ trở về thiên đình. Quý Vô Ưu ở bên cạnh trầm ngâm vài tiếng, nhìn ly địa diễm quang kỳ kia, lại nhìn Linh Nga, cảm thụ được đạo vận cảnh giới thiên tiên sơ kỳ mà Linh Nga hiển lộ ra, nhỏ giọng hỏi một câu, Linh Nga có hứng thú đối với chức trưởng môn hay không? Linh Nga, trưởng môn, không, không thể. Lúc Ngao Ất chạy về thiên đình, Bạch Trạch đã đi. Ngày hôm nay có rất ít người không biết, Bạch Trạch là tọa kỵ của Thủy Thần Thiên Đình Lý Trường Canh, dù sao thì chuyện này đối với yêu tộc mà nói chính là đả kích chí mạng, đối với nhân tộc mà nói lại là chuyện lý thú mở mày mở mặt, cho nên lưu truyền hết sức nhanh chóng. Lúc Bạch Trạch tới thiên đình, tản ra uy áp, lấy ngọc phù thủy thần ra, thiên binh thiên tướng cũng không ngăn cản, ngược lại là hộ tống Bạch Trạch đi đến thông minh điện. Lúc ấy, Bạch Trạch duy trì bản thể tản bộ ở bên trong thiên đình, dùng dáng người ưu nhã, bước ra bộ pháp thượng lưu, thu hút không ít ánh mắt của tiên nữ và sự tán thưởng của tiên nam. Đến thông minh điện, Bạch Trạch cũng không nhiều lời. Tuy bị thánh nhân lão gia dùng phương thức kỳ lạ đạo tâm ngưng chữ phát nhiệm vụ, bận rộn cả ngày, làm việc khắp nơi, Bạch Trạch vẫn có một chút hưng phấn. Việc này chứng minh thánh nhân lão gia đã thừa nhận, y là tọa kỵ của đệ tử thánh nhân. Nhưng nghĩ đến cái chết của Lục Áp, Bạch Trạch vẫn có phần hụt hẫng. Thiên đình không thể vô chủ một ngày, lúc này Lý Trường Thọ bị Vân Tiêu tiên tử mang về bên trong Tam Tiên đảo dưỡng thương, cho dù có hỗn nguyên kim đấu, đoán chừng 8 năm 10 năm cũng vô pháp thức tỉnh. Mộc Công mặc dù không thể nào làm được việc lớn, nhưng tối thiểu có thể duy trì thiên đình vận chuyển bình thường. Sau khi đến thông minh điện, lông vũ trên đầu Bạch Trạch nhẹ nhàng lấp lóe, một viên đan dược chui vào trong miệng Đông Mộc Công. Bất quá chỉ trong chốc lát, mặt của Mộc Công hết xanh, tổn thương rút lui, có thể lập tức xuống giường. Bạch Trạch dùng hình dáng thụy thú mở miệng nói tiếng người, thủy thần vô sự, chư vị không cần phải lo lắng, chỉ là lúc này không có cách nào trở về thiên đình. Còn xin Mộc Công chủ trì đại cuộc thiên đình, chớ nên tùy tiện dụng binh đối với yêu tộc, thiên đình cố thủ là được. Ánh mắt của Đông Mộc Công chớp động, nghe được Bạch Trạch truyền âm, lập tức làm ra ứng đối, hướng về phía trước vái chào, thở dài, đa tạ thủy thần cứu giúp, làm phiền Mộc Công. Bạch Trạch nói một câu như thế, sau đó liền mang theo làn sóng màu xanh, tiếp tục bước bộ pháp thượng lưu, rời khỏi thiên đình. Sau khi Bạch Trạch đi, chúng tiên vội hỏi Đông Mộc Công chuyện gì đã xảy ra. Mộc Công theo truyền âm của Bạch Trạch, chỉ nói y bị cao thủ yêu tộc liên thủ đánh lén, cũng may là được thủy thần ra tay cứu giúp. Về phần tung tích của thủy thần, tất nhiên là không sai biệt lắm so với giải thích Bạch Trạch cho Linh Nga. Tin tức này cấp tốc truyền ra ở bên trong thiên đình, chúng thiên binh thiên tướng nhẹ nhàng thở ra, Mộc Công cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc y bị Lục Áp ném đi, thần trí không rõ, mơ mơ màng màng, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy thủy thần vì cứu y, đã chém giết cùng với hơn mười mấy lão yêu, cuối cùng rơi xuống từ thiên khung. Mộc Công y, thiếu thủy thần hai cái mạng. Thủy thần nào có phát hiện ra mật địa tu hành gì, đó là sợ thiên đình tao loạn, bản thân trọng thương ngã gục, trốn đi chữa thương. Đáng hận, Đông Mộc Công y tu vi không được. Đáng hận, bây giờ Ngọc Đế bệ hạ không có ở bên trong thiên đình. Nhưng cỗ hận ý này, Đông Mộc Công chỉ có thể để ở trong lòng, ngược lại là dấn thân vào bên trong đại sự thiên đình, ổn định đại cuộc thiên đình. Cỗ hận ý này, giống như một đám lửa, không ngừng thiêu đốt ở trong đáy lòng Mộc Công. Rốt cuộc, lại 12 năm sau, thiên đình cùng với yêu tộc Bắc Châu duy trì bình tĩnh, nhưng Đông Mộc Công lại không có cách nào lại nhẫn nại, trong một đêm tối đầy sao, quỳ gối ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện bị phong ấn, cúi đầu thật sâu. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, bên ngoài Sát Châu Thành, trong một trang viên nhàn nhã, dắt ngựa ở Nam Sơn, trở về làm ruộng và ở với người vợ thân yêu của mình trong 7 năm. Giờ đây, Hoa Hữu Minh đang phiền muộn bởi vì vấn đề 7 năm mà không có con, đang phân vân có nên nạp tiểu thiếp hay không, bị một tiếng sét vào ban đêm bừng tỉnh. Y bỗng nhiên ngồi dậy, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, đủ loại hồi ức trở về trong đáy lòng, không khỏi cao giọng cười to. Ta một thế này, chinh chiến mấy năm, cưới một người vợ rồi trở về ẩn cư, hoàn mỹ, ấy. Ở bên trong trí nhớ phàm tục này, làm sao xuất hiện nhiều nhất, lại là khuôn mặt quen thuộc như thế. Bên người Ngọc Đế truyền đến một chút âm thanh thì thầm, khuôn mặt của Ngọc Đế,
Từ mỉm cười dần dần biến thành mặt đen, sau đó âm thầm đưa tay che trán. Đúng lúc này, hai đạo ánh vàng bay tới từ trên cao, chiếu ở trên người chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu. Hai người hóa thành hai điểm sáng trong nháy mắt, biến mất không thấy trong nháy mắt, chỉ còn lại tấm chăn mỏng nhẹ nhàng trượt xuống. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ở bên trên bảo tọa mở hai mắt ra, không khỏi vung tay lên, không nói nên lời. Tâm lý của ta sụp đổ. Trường Canh đã an bài như thế nào? Đây là đang làm gì? Cũng không đúng, nhất định là sư muội phát hiện ra điều gì, ép buộc Trường Canh, sau đó đuổi theo. Hừ, lần này nhất định phải trị tội Trường Canh làm việc bất lợi, để cho hắn đi đến Nguyệt Cung huấn luyện Thường Nga trăm năm. Ngọc Đế cười khẽ, nhớ lại tất cả chuyện phàm tục, đạo vận tự thân chậm rãi bay ra. Y liền nhìn thấy Đông Mộc Công quỳ sát ở ngoài điện, mở Lăng Tiêu Bảo Điện ra, để Mộc Công đi vào. Đông Mộc Công đi vào trong điện, Ngọc Đế liền cười nói, làm sao chỉ có Mộc Công? Trường Canh ái khanh ở đâu? Mộc Công vành mắt đỏ lên, đi vào trung tâm đại điện liền quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt trong nháy mắt, khóc lóc kể lể một tiếng, bệ hạ. Lão thần liều chết đánh thức bệ hạ, chính là do đám yêu tộc kia khinh người quá đáng muốn tập sát lão thần. Đáng hận, thủy thần vì cứu tính mạng của lão thần, bị mười mấy đầu đại yêu yêu tộc thượng cổ vây công, trọng thương ngã gục, bây giờ lão thần cũng không biết tung tích của thủy thần. 12 năm này không có tin tức, lão thần thật sự lo lắng cho thủy thần, lúc này mới đánh thức bệ hạ. Lăng Tiêu Bảo Điện an tĩnh trong một cái chớp mắt, khuôn mặt của thiên đế áo trắng ngồi ở bên trên bảo tọa dần dần trở nên âm trầm. Ầm, bàn ngọc trực tiếp bị đạp bay, Ngọc Đế đứng dậy. 12 năm? Vì sao 12 năm mới đánh thức ta? Vì sao còn phải đợi 12 năm? Đi, điểm các bộ thiên binh. Lập tức khởi binh. Nếu Trường Canh xảy ra chuyện không hay, ta thề giết sạch đám yêu thượng cổ. Ầm ầm. Phong vân bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện biến sắc, đạo đạo lôi long lấp lánh, khiến cho chính tầng trời không ngừng chấn động. Ai? Lúc Đông Mộc Công cúi đầu ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo sấm sét nổ vang ở bên người chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế, tại Nam Thiệm Bộ Châu, trong một góc tối tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo nào đó. Một thanh niên đạo sĩ tóc tai bù xù ngồi xếp bằng ở đó, trong miệng phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng. Một vệt đạo vận nhẹ nhàng, ấm áp trào dâng trong bóng tối, bao bọc hắn, làm dịu hắn, an ủi hắn. Ở sau lưng hắn, là một tòa bảo tháp nhẹ nhàng xoay tròn, bảo tháp giải xuống đạo đạo huyền hoàng khí tức, chấn áp không gian nhỏ hẹp này. Trước mặt hắn là một cây thước dài bằng đồng, cây thước dài vào giờ phút này cũng toát ra tầng tầng làn sóng, tăng thêm một tầng ngăn cách không gian. Ở bên ngoài ngăn cách này, còn có một chiếc kim đấu triển khai toàn bộ uy năng. Ở bên ngoài kim đấu, thái cực đồ chậm rãi chuyển động, phong bế lỗ hổng của kim đấu. Ở trước mặt thanh niên đạo sĩ, một tấm bảo đồ ngưng tụ thành từ tiên lực đang không ngừng biến hóa. Hắn thỉnh thoảng nâng bút viết xuống một hai chữ, hoặc là vẽ xuống một hai vật và linh. Nếu quan sát kỹ, trong bóng tối nơi đây, cất giấu một đám văn tự và đồ án lấp lóe. Bỗng nhiên, mấy kiện bảo vật đồng thời rung động, hắn dừng động tác lại, che lấp hết thảy. Thủy thần. Tiếng nói của Bạch Trạch truyền đến, Ngọc Đế bệ hạ đã bị Mộc Công đánh thức, có muốn làm việc theo kế hoạch hay không? Ừm. Hắn đáp ứng một tiếng, bên trong hai tròng mắt cũng không có bao nhiêu biểu hiện. Tiếng nói của Bạch Trạch mang theo một chút chần chờ, lúc này nếu lựa chọn tránh lui, có ta tương trợ, thủy thần ngươi có thể thoát thân từ bên trong đại kiếp. Bên trong kim đấu an tĩnh một chút, thanh niên đạo sĩ lạnh nhạt nói, như vậy không ổn. Bạch Trạch cười khẽ, kim đấu bị phong bế, mấy kiện bảo vật hiện ra uy năng của mình một lần nữa. Thanh niên đạo sĩ kia ngồi ở kia, suy tư, tưởng tượng và tìm kiếm, những văn tự, đồ án che giấu trong bóng đêm quanh người ngày càng nhiều lên. Nếu có người nhìn trộm đạo tâm của hắn, liền có thể thấy tình huống như thế này. Linh đài màu xanh lam vang lên tiếng tụng kinh uy nghiêm, người Tí Hon Nguyên Thần cũng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trước mặt Nguyên Thần, từng tia khí đen ngưng tụ thành thân ảnh một lão đạo. Khuôn mặt của lão đạo này mơ hồ, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện với hắn, đang chăm chú nhìn vào hắn. Bên trong đêm tối, Lăng Tiêu Bảo Điện đầu tiên là ánh vàng nở rộ, chiếu sáng một tầng trời, lại là sấm sét vang dội, đại đạo rung động. Bên trong thiên đình, tiên thần thiên binh đầu tiên là lo sợ bất an, hơi kinh ngạc, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức Ngọc Đế đột nhiên dâng lên, tiên tâm đại chấn. Ngọc Đế trở về, chúng tiên thiên đình nguyên bản rối rắm, trống rỗng, không biết làm sao, vào thời khắc này tan thành mây khói. Bởi vì bọn hắn biết, kế tiếp chính mình không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần nghe lệnh. Bất quá chỉ nửa canh giờ, lệnh điều binh của Thông Minh Điện truyền đến trong tay thống soái các bộ thiên binh, từ 3 tầng dưới 9 tầng trời, đến ngũ đại thiên môn, dần dần sôi trào. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Từng đội thiên binh, từng vị thiên tướng hội tụ về hướng Bắc Thiên Môn, Trung Thiên Môn, Tây Thiên Môn. Đường mây hỗn loạn, bóng người bay ngược xuôi. Không có đủ chỗ đứng, liền kéo dài ra phía ngoài Thiên Môn. Ngọc Đế hạ chỉ, Thiên Đình muốn đánh một trận toàn lực cùng với yêu tộc Bắc Châu. Mà lúc này Ngọc Đế cũng chưa hiện thân, bận rộn tại Thông Minh Điện cùng với các nơi, đều là Mộc Công và các tiên thần khác. Ngọc Đế đi một mình đến Động Xuất Cung. Từ khi Thiên Đình thành lập, Lão Quân thường trú ở đây, Ngọc Đế chưa từng tới Động Xuất Cung bao giờ. Bởi vì lão quân trên danh nghĩa chính là thần tử của Ngọc Đế,
nhưng trên thực tế là hóa thân thánh nhân, Ngọc Đế cũng không biết chính mình đến Động Xuất Cung bái phỏng, sẽ được tiếp đãi như thế nào, có thể làm cho Thái Thanh sư huynh xấu hổ hay không. Nhưng mà ngày hôm nay, Ngọc Đế đã là nhất định phải tới nơi đây, hỏi một chút tình huống của Lý Trường Thọ lúc này như thế nào. Mặc dù trong đáy lòng Ngọc Đế bệ hạ đã sớm biết, có Thái Thanh sư huynh, tuyệt đối sẽ không để cho Lý Trường Thọ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng như Mộc Công đã nói, 12 năm mà vẫn không có tin tức gì, điều này thực sự đáng lo ngại. Ngọc Đế mặc giáp vàng trên người đi đến phía trước Động Xuất Cung, cửa cung Động Xuất Cung mở rộng, trong đó mây khói lượn lờ, tiếng ca gỗ trong veo vi vu theo gió. Hai vị đồng tử Tiểu Kim Tiểu Ngân không nhanh không chậm vượt qua cửa cung, quỳ xuống hành đại lễ đối với Ngọc Đế, đồng thanh nói, cung nghênh bệ hạ. Ngọc Đế tự biết, đây là mấy phần mặt mũi Thái Thanh sư huynh cho Thiên Đế y, lúc này cũng lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, không cần đa lễ, lão quân có trong cung không? Bệ hạ thứ tội, trước đây lão quân đã đi Vân Du rồi, mấy năm này vẫn chưa trở về. Tiểu Kim cúi đầu bẩm báo, nhưng trước khi đi lão quân đã từng nhắn lại, nếu bệ hạ đến bởi vì Trường Canh sư huynh, vậy thì bệ hạ hãy yên tâm. Năm đó, Trường Canh sư huynh bị thương rất nặng, đạo hạnh gần như tán loạn, bây giờ đang chữa thương ở bên trên Tam Tiên đảo, có Vân Tiêu tiên tử dốc lòng chăm sóc, cũng có bảo vật bảo hộ, lúc này đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ nếu muốn dụng binh đối với yêu tộc, còn xin chú ý đến cục diện thiên đình bây giờ kiếm không dễ. Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Trường Canh mạnh khỏe, Trường Canh mạnh khỏe. Lão quân còn có lời nhắn nào khác không? Ta tự nhiên không thể nhìn tiên thần thiên đình bị người ức hiếp, mà coi như không có chuyện gì xảy ra, sau này cũng sẽ mang binh mã thiên đình xông lên phía trước. Được rồi. Theo lời của lão quân, ta sẽ triệu tập chúng tiên gia, thương nghị trước rồi mới xuất binh. Nói xong, Ngọc Đế chắp tay một cái đối với Động Xuất Cung, quay người trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi sau khi Ngọc Đế đi, Tiểu Kim Tiểu Ngân liếc nhìn nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đứng dậy nhảy trở về bên trong Động Xuất Cung. Đóng lại cửa lớn, đạo vận Thái Thanh thánh nhân huyền diệu bao phủ Động Xuất Cung. Tiểu Ngân có một chút bất an nói thầm, chúng ta làm như vậy có được tính là gây sự không? Vì sao lại nói là gây sự? Làm sao lại gây sự? Tiểu Kim mắng, trước khi lão quân đi du lịch đã nói, về sau Trường Canh sư huynh nói chuyện chính là lão quân nói chuyện, chúng ta nghe là được. Hơn nữa chúng ta là khuyên Ngọc Đế bệ hạ tỉnh táo, nếu như trực tiếp khai chiến cùng với yêu tộc, thiên đình không có nhiều cao thủ chèo chống, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, một chút gia sản thật vất vả mới kiếm được cũng đều sẽ bồi hết vào. Nói như vậy, chúng ta là đang làm chuyện tốt. Tiểu Ngân nháy mắt mấy cái, ngược lại là an ổn hơn rất nhiều. Lại nói đến Ngọc Đế bệ hạ sau khi trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, liền lập tức triệu tập chúng tiên thần thiên đình, văn thần võ tướng tụ tập, bầu không khí trong Lăng Tiêu Bảo Điện vô cùng ngưng trọng. Ngọc Đế mặc giáp vàng, ngồi bên trong bảo tọa, nói một tiếng, sự tình yêu tộc, Mộc Công hãy bẩm báo cụ thể. Dưới đài cao, Đông Mộc Công khom mình hành lễ, bẩm báo kỹ càng mọi việc sau khi Ngọc Đế hạ phàm. Yêu tộc phát ra hịch văn thảo phạt thiên, tuyên bố không tuân theo lệnh thiên đình theo quyết định của thủy thần, phát ra hịch văn trừ yêu, lại dùng kế sách kéo binh làm tan rã sĩ khí yêu tộc. Thủy thần lại chủ trì đại chiến Bắc Châu, thiên đình lấy đại giới yếu ớt, diệt sát chúng tinh nhuệ yêu tộc, đến tận đây sự uy hiếp của yêu tộc đối với thiên đình giảm mạnh, sĩ khí yêu tộc suy bại. Mộc Công nói, theo lời của thủy thần, chỉ cần chờ bệ hạ lịch kiếp trở về, sẽ do bệ hạ chủ trì trận chiến diệt yêu, nhưng Mộc Công không cần do dự, để ta nói. Khuôn mặt của Ngọc Đế vô cùng lạnh lùng, ngày đó Mộc Công bị cao thủ yêu tộc vây công, chính là thủy thần kịp thời cứu viện, thủy thần vì thế mà bị trọng thương, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Lời vừa nói ra, một nửa tiên thần phía dưới lộ vẻ mặt giật mình, một nửa có một chút tức giận. Ở phía sau chúng thiên tướng, Ngao Ất ném mũ sắt lao thẳng ra khỏi đám người, đi về phía trước mười mấy bước, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu hét lớn, bệ hạ, còn xin cho phép mặt tướng lãnh binh đánh tiên phong, báo thù rửa hận vì giáo chủ ca ca. Chuẩn. Ngọc Đế nói, Ngao Ất không cần phải lo lắng, thủy thần đã không còn đáng ngại, hãy về hàng đi. Ngao Ất cúi đầu xác nhận, quay người trở về vị trí của chính mình, yên lặng đứng. Diễn kịch phải có chừng mực. Ngọc Đế lại hỏi, ngày hôm nay, ta muốn công đám yêu danh giới Bắc Châu, các vị ái khanh có kế gì không? Tiên thần phía dưới an tĩnh một hồi. Mộc Công dùng tiên thức liếc nhìn Ngọc Phù bên trong tay áo của chính mình, đây chính là vào chốc lát trước, lúc Ngao Ất cùng với y gặp nhau, dâng lên binh pháp hải thần. Mộc Công đang chờ tình huống được miêu tả bên trong Ngọc Phù xuất hiện. Sau khi đại điện yên tĩnh hai hơi thở, Ngọc Đế hỏi lại, không ai có diệu kế. Bệ hạ, một lão đạo hô to một tiếng, như là vừa hạ một quyết định gian nan nào đó, cúi đầu vái chào, nói, thần có một kế sách. Nói, lão đạo cao giọng hô hào, đám yêu tộc kia làm hại tứ phương, chúng sinh trong thiên địa chịu khổ đã lâu. Bây giờ yêu tộc không tuân theo thiên đình, mưu hại trọng thần thiên đình, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng, thiên đình vừa mới cất bước, binh tướng mặc dù đã không thiếu, lại không có quá nhiều cao thủ. Yêu tộc di họa từ thượng cổ, ẩn giấu các cao thủ, lần này chúng ta chinh phạt yêu tộc, nếu như không có cao thủ gấp rút tiếp viện, chỉ sợ khó đại thắng. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, bất mãn nói, kế sách của Phù Nguyên Ái Khanh, chính là lặp lại sự tình mọi người đều đã biết một lần nữa. Bệ hạ,
Phù Nguyên Tiên Ông tiếp tục cao giọng hô, kế sách của thần chính là lấy danh nghĩa thiên đình, triệu tập các cao thủ đạo môn. Thần nguyện đi đến xiển giáo cầu viện. Ngọc Đế nhướng mày, sau đó liền ngồi ở bên trên bảo tọa hơi suy tư. Dưới đài cao, Mộc Công thở dài trong đáy lòng. Hết thảy quả thật đều như sở liệu của thủy thần, thậm chí người đứng ra hiến kế, lời nói ra, cũng đều không sai biệt nhiều so với phỏng đoán bên trong Ngọc Phù. Đã như vậy, bệ hạ. Mộc Công lập tức đứng dậy, khom người nói, lão thần nguyện thay mặt bệ hạ, mời cao nhân bên ngoài tương trợ thiên đình. Tốt. Lúc này Ngọc Đế đã hạ quyết tâm, con mắt bắn ra thần quang, rất hăng hái. Truyền lệnh của ta, đại quân lập tức xuất phát, vây quanh ranh giới Bắc Châu, đợi hai vị ái khanh mời cao thủ đến hỗ trợ, đánh một trận tiêu diệt đám yêu Bắc Châu, dương cao thiên uy. Tiên thần cả điện cùng nhau lĩnh mệnh, tuân ý chỉ của bệ hạ. Ngọc Đế mở tay phải ra, bảo châu trên đỉnh điện Lăng Tiêu Bảo Điện nở rộ ánh vàng, từng tia lưu quang màu vàng ngưng tụ tại lòng bàn tay của Ngọc Đế, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm sắc bén vô song. Thiên đạo thần quyền kiếm. Ngọc Đế rút kiếm chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng, khởi binh. Thế là, các bộ binh mã thiên đình, từng nhóm, từng cụ, phủ kín thiên khung, dũng mãnh lao về hướng Bắc Châu. Mộc Công mang theo một đội binh mã, vội vàng chạy tới Kim Ngao đảo, tiên thức không ngừng đọc nội dung bên trong Ngọc Phù. Y đã đọc mấy chục lần, vẫn có một chút nhìn thấy mà giật mình. Tu vi của Mộc Công mặc dù không cao, nhưng ở thiên đình nhiều năm như vậy, cũng không phải là hạng người ngu dại, làm sao nhìn không ra chuyện hôm nay, sẽ sinh ra ảnh hưởng bao lớn đối với Hồng Hoang. Bên trong Ngọc Phù còn nói, tiên thần tiến đến Ngọc Hư Cung cầu viện, thần thái chắc chắn sẽ kiêu căng, cố ý hạ lệnh đối với đệ tử thánh nhân, từ đó khiến cho đệ tử thánh nhân bất mãn, cự tuyệt điều lệnh của thiên đình. Nếu tiên thần tiến đến Kim Ngao đảo cầu viện, trong lòng cũng mang ý đồ xấu như thế, vậy thì đạo môn nguy rồi. Lúc này ta không có cách nào hiện thân, chỉ có thể cầu xin Mộc Công tiến đến Kim Ngao đảo. Trước khi vào đảo, Mộc Công chắc chắn sẽ bị người tự xưng là tiệt giáo chặn lại, đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Chợt nghe một tiếng la lên, tiên thức của Mộc Công mò ra ngoài vạn dặm, liền thấy mấy đạo lưu quang bay tới từ phương hướng tây nam, ngăn Mộc Công lại. Chuyện phát sinh phía sau, càng làm cho Mộc Công cảm thấy kinh hãi. Hết thảy diễn biến đều giống như nội dung ở bên trong khối ngọc phù thủy thần đưa cho này. Người ngăn lại Mộc Công, tự xưng là tiên nhân nhị đại tiệt giáo, biết được Mộc Công muốn đi đến tiệt giáo cầu viện, chuyên tới để gặp mặt. Nhưng bọn họ cũng không phải là đến chi viện, mà là nói, thiên địa có đại kiếp, trên dưới tiệt giáo nghe theo lệnh của đại sư huynh đa bảo, vào giờ phút này không được tùy ý ra ngoài. Mộc Công cho mày, nói chuyện vài câu với mấy vị tiên nhân tiệt giáo, liền quay người trở về thiên đình. Lúc này, Mộc Công đọc Ngọc Phù nhiều lần, trong đáy lòng phảng phất như nổi lên tiếng nói thong dong bình tĩnh nhất quán của thủy thần, biện pháp phá cục duy nhất, tới gần Đông Thiên Môn. Đông Mộc Công cắn răng một cái, dậm chân một cái, mây trắng dưới chân nhất chuyển, mượn đường mây thiên đình, đi về hướng Tây Ngưu Hạ Châu, tiến thẳng đến Linh Sơn. Tiên quang phía trên Linh Sơn nở rộ, mấy vị đệ tử thánh nhân đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Mộc Công, nhưng làm cho bọn hắn trở tay không kịp chính là Mộc Công chỉ đi đến gần Linh Sơn, liền chợt quay người mà đi, còn lắc đầu thở dài, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng Linh Sơn, nửa ngày sau. Trên không Bắc Châu, Ngọc Đế ngồi trên Long Liễn Thiên Đế, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai canh giờ trước, Phù Nguyên Tiên Ông đến đây thỉnh tội, quỳ gối ở phía trước Long Liễn cao giọng la lên, nói chính mình vô năng, không mời được đệ tử thánh nhân, còn bị chế giễu. Chuyện này không thể nghi ngờ là tạt một chậu nước lạnh cho chúng thiên binh thiên tướng sĩ khí đang thịnh, cũng làm cho trong mắt Ngọc Đế nhiều hơn mấy phần tức giận. Mây đen đầy trời trong phương viên vạn dặm, các bộ thiên binh thiên tướng đều đang đợi mệnh lệnh của thiên đế. Mà sứ giả xiển giáo nhục nhã thiên đình, cự tuyệt không phái cao thủ đến đây tương trợ, không thể nghi ngờ đã cho y một cái tát. Đúng lúc này, Đông Mộc Công mang theo một đội thiên binh đến từ phương Tây, người chưa tới, tiếng khóc đã tới trước, quỳ gối trước xa liễn nói những gì gặp phải trước đây. Ngọc Đế nghe được, Đông Mộc Công tiến vào Kim Ngao đảo, bị tiên nhân tiệt giáo báo rằng bởi vì đại kiếp buông xuống, không có cách nào phái người chi viện thiên đình. Sau đó Đông Mộc Công lại tiến đến Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn, lại ngay cả Sơn Môn Linh Sơn cũng đều không bước lên được. Ngọc Đế hít vào một hơi thật sâu, ngồi ở trên xa liễn đã là muốn mở miệng giận mắng. Vào giờ phút này, không có cao thủ đạo thừa thánh nhân đến giúp. Thật sự, nhân giáo đại pháp sư trấn thủ Huyền Đô thành trong thiên ngoại, xiển giáo, tiệt giáo, Tây Phương giáo đều cự tuyệt phái người. Thiên đình khởi binh đến tận đây, đã là cưỡi hổ khó xuống, nếu lui binh, thiên đình sẽ rất mất mặt, không biết sẽ bị yêu tộc chế nhạo như thế nào. Nếu không lui, liền phải dùng mệnh của thiên binh thiên tướng, để điền vào thân xác của những đại yêu thượng cổ kia. Ngọc Đế đứng dậy ở bên trong xa liễn, tóc dài phất phới, sấm sét nổ đi đoàng ở phía sau. Y nắm chặt song quyền, lại buông ra, lặp đi lặp lại như thế mấy lần, mày kiếm mắt sáng bao hàm hàn quang, thiên đế thần quyền kiếm không ngừng chiến minh bên người, lui binh. Một tiếng này, Ngọc Đế phảng phất như đã dùng hết thảy khí lực, làm cho Đông Mộc Công ở một bên cũng đều không khỏi siết chặt trái tim. Binh mã thiên đình thối lui vô thanh vô tức giống như thủy triều, yêu tộc ở phía dưới truyền đến tiếng la rung trời. Lại nửa ngày sau, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế huy kiếm,
chém bàn ngọc trước mặt thành hai khúc, quay người lại, cởi giáp vàng, gỡ mũ giáp, cầm ấn tỷ thiên đế, bay đến chỗ sâu nhất 9 tầng trời. Cái chức vị chúa tể tam giới này, y không làm cũng được. 3 ngày sau, hồng hoang thay đổi, mây đen đầy trời che phủ ngũ bộ châu một ngày một đêm. Một tin tức lan truyền nhanh chóng ở bên trong hồng hoang, ngọc đế bất mãn đệ tử tam giáo bất lễ thiên đình, không tuân theo thiên mệnh, đi vào trong tử tiêu cung tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Đạo tổ hạ xuống đại kiếp, giao trách nhiệm cho thánh nhân tam giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn, chuẩn đề, cùng với Thái Thanh lão tử, Thánh mẫu nữ oa, sau 100 năm cùng đi vào trong tử tiêu cung, bàn bạc phong thần. Đại kiếp phong thần, bắt đầu như vậy. Nhưng thiên cơ triệt để hỗn loạn, thôi diễn chi đạo bị phong, trong hồng hoang ngoại trừ thánh nhân, không có ai biết đại kiếp là gì, lại nên phong thần như thế nào. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Ai? Ở bên trong hỗn nguyên kim đấu. Thanh niên đạo sĩ ngồi ở dưới sự che lấp của tầng tầng bảo vật, cũng chính là Lý Trường Thọ, thở dài lần thứ hai. Tại linh đài đạo tâm, bóng đen lão đạo nguyên bản ở trước mặt hắn, vào giờ phút này đã lặng yên tiêu tán. Tiếng tụng kinh càng trở nên rõ ràng, ánh mắt của hắn cũng càng trở nên rõ ràng. Ngàn tính vạn tính đi mưu đồ phong thần, không nghĩ tới chính hắn lại trở thành ngòi nổ của đại kiếp phong thần, trở thành ngòi nổ khiến cho Ngọc Đế giận dữ. Đây chính là thiên đạo, ở khắp mọi nơi, gần như không gì làm không được, điều khiển mọi sinh linh. Lãng tiền bối lúc thượng cổ, chính mình bây giờ đều trở thành quân cờ của thiên đạo. Nhưng vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy chính mình bại bởi thiên đạo ở trong ván cờ này. Ở bên trong kim đấu, Lý Trường Thọ lấy ra 2 kiện bảo vật từ trong ngực đặt ở trước mặt: Trảm Tiên Phi Đao, Ấn Tỷ Yêu Đế. Sau đó hắn sẽ dâng Ấn Tỷ Yêu Đế cho thiên đình, cho yêu tộc một kích chí mạng. Hồ lô lớn, Trảm Tiên Phi Đao có tác dụng khác, bảo vật này cũng có phần khó thuần phục. Lục Áp đã chết, mặc dù không biết tung tích của Đinh Đầu Thất Tiến Thư, khả năng Triệu Đại Gia bị xử lý ở bên trong đại kiếp vẫn chưa bị xóa sổ, nhưng ít nhất điều đó đã chứng tỏ kịch bản của thiên đạo không phải là không thể thay đổi. Thiên đạo mượn tay của chính mình định ra người phong thần Khương Tử Nha, lại nhờ vào đó buộc hắn nhập kiếp trở thành ngòi nổ Ngọc Đế trách tội tam giáo, mở ra sự tình phong thần. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ lại âm Tây Phương Giáo một phát, trực tiếp kéo Tây Phương Giáo vào trong đại kiếp, đẩy Nhân Giáo ra ngoài. Chuyện này không xảy ra trong một sớm một chiều, từ lúc hắn can thiệp sự tình Long tộc nhập thiên cùng với phương Tây đánh cờ, từng bước một làm cho thiên đình cùng với phương Tây có ý đối địch, không ngừng tích lũy đại vận mới có thay đổi như vậy. Mộc Công đi đến Linh Sơn, nhìn như là một nước cờ Lý Trường Thọ tùy ý đưa ra, trên thực tế, đối với thánh nhân phương Tây mà nói, chính là một nan đề khó giải. Nếu bọn hắn ra tay đối với Mộc Công, phương Tây sẽ trực tiếp khai chiến cùng với thiên đình, hậu quả khó dò. Cho nên Linh Sơn chủ động nghênh đón Mộc Công, thậm chí muốn phái ra cao thủ giúp thiên đình hủy diệt yêu tộc, nhưng Mộc Công căn bản không vào Linh Sơn. Xoay người rời đi, làm cho từ trên xuống dưới Linh Sơn chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây không phải là dương mưu, cũng không phải là âm mưu, mà là đại giới. Là đại giới trước đây lúc Lý Trường Thọ diệt sát Lục Áp, Tây Phương Giáo chuẩn đề thánh nhân đã từng ra tay. Khi đó, phương Tây đã nhập kiếp, mà thiên đạo cũng vui vẻ để phương Tây nhập kiếp. Thiên đạo muốn, từ đầu đến cuối chỉ là thiên địa ổn định. Hết thảy nhìn như chưa thay đổi, hết thảy lại có biến hóa, thiên đạo đang kiềm chế biến số, chính mình vì diệt Lục Áp cho nên đã nhập kiếp. Bên trong hỗn nguyên kim đấu, Lý Trường Thọ phát ra tiếng thở dài thứ ba. Lần này, hắn nhắc lên đao khắc ngưng tụ thành từ tiên lực, nhìn chăm chú bảo đồ trước mặt. Đây là đạo của hắn, vạn vật cân bằng. Thần quang phun trào trong mắt, cái trán nở rộ ánh vàng, tay áo, tóc dài bay loạn. Bên trong kim đấu, không gian nguyên bản tối tăm chật hẹp, đột nhiên có một đám chữ lớn màu xanh nước biển sáng lên. Thái cực đồ, hỗn nguyên kim đấu, huyền hoàng tháp, không gian xích, cùng nhau bộc phát uy năng, tam tiên đảo nở rộ sấm sét. Nhưng cũng không có sấm sét đánh tới hỗn nguyên kim đấu. Trong miệng Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, ta có thể trở thành quân cờ của thiên đạo, bởi vì bản thân ta liền là một phần tử của thiên đạo, là một hạt bụi bặm trong thiên địa. Nhưng, thiên đạo chính là ý chí của thiên địa, ở dưới thiên đạo, sinh linh không có quyền riêng tư, bị điều khiển, mặc dù vạn vật đều không thể tránh khỏi, nhưng sinh linh cuối cùng cũng không giống với tử vật. Bản cổ khai thiên địa, mở ra nơi sinh sống cho vạn linh. Đạo tổ bù đắp thiên đạo, định ra trật tự nơi đây cho vạn linh. Đây, chính là chỗ ngăn cách giữa sinh linh cùng với thiên đạo. Ngày hôm nay, ta viết thiên đạo vào đạo của ta, ở giữa ý chí thiên địa và sinh linh, cần phải có sự cân bằng. Vừa dứt lời, đao khắc rơi xuống. Toàn thân Lý Trường Thọ phun trào thiên quang, giống như hao phí sức lực toàn thân, viết 2 chữ thiên đạo vào bên trong bảo đồ. Trong chớp mắt, đạo vận quanh người Lý Trường Thọ phun trào, sau đó nổ ẩm ẩm, quy về vô hình. Sư phụ, cảm ơn. Tại U Minh Địa Phủ, ở thành Đông Phong Đô Thành, trên đỉnh núi bên cạnh hùng quan nhất tuyến thiên. Đây là khu vườn bí mật nơi 2 vị câu hồn nguyên soái mò cá, nơi chứng kiến 2 vụ bọn hắn đến từ thượng cổ, tình huynh đệ không ngừng thăng hoa. Không có biến chất, gió nhẹ thổi qua lông bờm mềm mại của mã diện, mây xám đi ngang qua mắt trâu đen như ngọc thạch của ngưu đầu. 2 con hàng này đang gối lên cánh tay nằm trên đỉnh vách núi, trong lòng cũng không có chuyện phiền lòng gì.
Những ngày không được khiêng quan tài thật là buồn chán, nhàn nhã, lại tịch mịch. Mã, gần đây Hồng Hoang đang xảy ra chuyện gì? Hơn 10 năm này, địa phủ mỗi ngày đều rung chuyển. Bò, ò, Đại Vu Tế nói, không phải là sắp có đại kiếp sao? Hí, trước tiên hãy chiêu mộ một chút người đi, nói không chừng đến lúc đại kiếp bộc phát, chúng ta ở nơi này sẽ bận tối mặt tối mũi. Mã Diện cười xùy một tiếng, tìm ai? Cơ hồn sứ giả không phải dễ làm như vậy, phải dọa sợ hồn phách những người phàm tục kia mới được. Ai, nếu như thủy thần có thể cho chúng ta một chút chú ý liền tốt, nghe nói thủy thần bị thương, cũng không biết có khỏe hay không. Ngư đầu trong khi nói, đột nhiên hơi chớp mắt, nhấc mũ trùm đầu bò lên. Làm sao hiện tại mới nghĩ đến? Nhanh, chúng ta mang theo đặc sản địa phủ, đi vấn an thủy thần đại nhân. Mã Diện bình tĩnh lắc đầu, thủy thần là dễ gặp như vậy sao? Đây chính là quyền thần thiên đình, đệ tử của thánh nhân nhân giáo lão gia, nghe nói Ngọc Đế bệ hạ giận dữ vì thủy thần, suýt nữa liền trực tiếp diệt yêu tộc, vậy cũng không nhất định. Ngư đầu cười hắc hắc, chúng ta dùng danh nghĩa địa phủ đi thăm, thủy thần làm sao cũng sẽ gặp chúng ta chứ. Thiên đình cũng không thể ngăn cản chúng ta chứ. Người hãy suy nghĩ một chút, vào thời điểm thủy thần bị thương cần được an ủi nhất, chúng ta chọn 50 nữ oan hồn tư sắc xuất chúng. Thủy thần vạn nhất tìm được một chút vui vẻ trước kia không có, hắc 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 hắc. Về sau hai ta còn không sống thoải mái sao? Ngư đầu dựng thẳng ngón tay cái lung lay, Mã Diện ở bên cạnh lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đột nhiên, hai vị nguyên soái có khỏe hay không? Tiếng nói ôn nhuận này, khí tức quen thuộc này, hương vị khắc vào cốt tủy này. Mũ trùm đầu của Ngư đầu và Mã Diện cùng nhau run lên, đứng lên nhìn về phía chân trời nơi xa, thấy được thanh niên đạo sĩ cưỡi mây mà đến kia, đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ. Ngư đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Lý Trường Thọ thấy thế có một chút bất đắc dĩ cười một tiếng, truyền âm từ xa, ở phía ta cũng không nghe được điều gì, hai vị gần đây có thiếu gia vị. Ngư đầu Mã Diện nghe vậy không khỏi mừng rỡ, đứng dậy nhảy xuống vách núi, nhắc nhở những âm sai ỉu xìu ở phía dưới giữ vững tinh thần, đánh chiêng trống, dựng chiêu bài phủ bụi đã lâu. Địa phủ hoan nghênh ngươi, âm dương người một nhà. Lý Trường Thọ, có cảm giác Thái Ất chân nhân bị mạo phạm. Ở trong ống tay áo của Lý Trường Thọ, một cái đầu nhỏ ló ra, lại là Linh Nga hóa thành kích thước ba tấc, tóc mây váy lụa gương mặt xinh đẹp. Tay nhỏ cầm dìa ống tay áo của sư huynh, hiếu kỳ đánh giá các nơi. Sư huynh nói, mang chính mình đến nơi tốt, nơi này là. Linh Nga đột nhiên giật mình. Sư huynh, nơi này không phải là địa phủ sao? Sư phụ thật sự chẳng lẽ? Lý Trường Thọ đưa tay đóng tay áo, ngón tay ôn nhu ấn Linh Nga trở về. Kỳ thật, sư phụ đã quyết định chuyển thế sớm. Chuyện đã xảy ra tương đối phức tạp, chúng ta cũng chỉ có thể tới đây để gặp sư phụ. Linh Nga không khỏi run lên. Nhưng nghe lời nói khinh đạm của sư huynh, trong lúc nhất thời cũng không có xúc định. Dù sao, từ mấy năm trước Linh Nga đã dự cảm được sự tình không đúng, đã xây dựng rất nhiều tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới, sư phụ đã thật sự chuyển thế, nếu sư phụ đã quyết định chuyển thế, như vậy kẻ làm đệ tử cũng chỉ có thể chúc, đợi chút, bị chuyển thế. Trên cái trán nhỏ của Linh Nga treo đầy vạch đen, đây còn không phải là bị giết. Nàng còn chưa kịp hỏi ý sư huynh, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh đối thoại, liền kiễng chân trong tay áo Lý Trường Thọ nhìn ra ngoài, nhìn thấy Ngư đầu Mã Diện cùng với đại đội âm sai đón khách. Sau một phen hàn huyên khách sáo, Lý Trường Thọ cầm hai bình gia vị, cũng lấy ra một khối ngọc phù, nói chính mình là phụng lệnh thủy thần đến đây cầu kiến hậu thổ nương nương. Ngư đầu Mã Diện không dám khinh thường, cầm ngọc phù nhìn thoáng qua, ngư đầu lấy ra xe bò tiếp đãi khách quý đặc biệt, mang Lý Trường Thọ chậm rãi đi đến Phong Đô Thành. Mã Diện thì là vắt chân lên cổ chạy như điên, xin chỉ thị của Diêm Quân đại nhân trước một bước. Trong trận chiến Bắc Châu 12 năm trước, dung mạo chân thực của Lý Trường Thọ mặc dù bại lộ, nhưng sinh linh tại hiện trường hoặc là bị xóa bỏ, hoặc chính là loại người một nhà như Triệu Đại Gia. Lúc này Lý Trường Thọ hắn vẫn còn có thể tiếp tục diễn kịch. Có thể nhiều thêm một chút bảo hộ, liền nhiều thêm một chút bảo hộ. Sở dĩ mang Linh Nga đi đến địa phủ, Lý Trường Thọ cũng có mấy phần tự tin. Dù sao, các thánh nhân đều đã biết được, Thái Thanh thánh nhân đích thân hiện thân bảo vệ hắn, bảo hiểm trên người hắn liền tăng thêm một mảng lớn. Lại có, hiện tại Huyền Hoàng Bảo Tháp nổi lơ lửng bên ngoài nguyên thần của Lý Trường Thọ, trong tay áo cất không gian xích, trong lòng ngực dán ly địa diễm quang kỳ, còn có thể mời một bộ phận uy năng thái cực đồ đến đây chi viện vào bất cứ lúc nào. Nói một cách ổn thỏa hơn, khoảnh khắc này là khoảnh khắc an toàn nhất đối với hắn trong 500 năm trước, và 500 năm tới. Lúc này trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng vô cùng sôi nổi, Tháp Đại Gia say khướt kể về 12 năm tiếp xúc gần gũi với Kim Đấu muội muội, ly địa diễm quang kỳ A-di biểu thì im lặng, không gian xích lão ca thì cười lạnh. Đáng nhắc tới chính là, Thái Cực Đồ cũng bắt đầu có linh nghiệm truyền đến, tham dự đề tài của bọn nó. Hiển nhiên là trải qua thử thách mà Tháp Đại Gia nói, Thái Thanh lão gia đã triệt để công nhận Lý Trường Thọ hắn là đệ tử thánh nhân. Thái Cực Đồ cũng không còn xem hắn như người ngoài, thừa dịp không cần trả lại chí bảo nhân giáo, Lý Trường Thọ rời khỏi Tam Tiên Đảo, liền quyết định mang Linh Nga tới tế điện sư phụ, đều là luyện khí sĩ, kỳ thật cũng đều xem nhẹ sinh tử, nếu không sẽ không chịu nổi những năm tháng tịch mịch dài đằng đẵng,
Tiên nhân bình thường tảo mộ, tìm mộ phần, vái chào đối với mộ phần, cắm một ít hương, đặt một số hoa quả, niệm vài câu điếu văn. Quyền thần thiên đình tảo mộ, trực tiếp đi tới địa phủ lục đạo luân hồi bàn, còn là cái loại muốn đi vào. Không có khó khăn chắc trở gì, Lý Trường Thọ liền đến bên cạnh lục đạo luân hồi bàn, bị một chùm sáng đưa vào trong đó. Lần này, hậu thổ nương nương cũng không lộ diện, đặt Lý Trường Thọ ở bên trên một con dốc thoải. Bên ngoài con dốc thoải có một hồ nước nhỏ, mấy quả cầu ánh sáng màu vàng chìm chìm nổi nổi ở trong đó, hồn phách Tề Nguyên lão đạo ở ngay trong đó. Trong mắt Lý Trường Thọ toát ra một chút bình yên, nâng Linh Nga ở bên trong tay áo ra. Từng tia tiên quang lượn lở, thân hình của Linh Nga không ngừng xoay tròn, khôi phục thành kích thước bình thường, sau đó, miệng nhỏ mím lại, hai mắt đỏ hoe, đôi mắt to gợn sóng, nhìn chăm chú vào hồn phách sư phụ, che miệng mũi liền gọi, sư phụ, người chết thật thảm. Lý Trường Thọ, cũng đâu phải là hồn phi phách tán. Đứng ở bên cạnh hồ nước, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú hồn phách sư phụ một hồi, sau đó nhìn về phía chân trời nơi xa, tâm tình bớt đi mấy phần chán buồn bực so với trước đây. Linh Nga bận rộn ở bên cạnh, cũng không biết tại sao nàng lại chuẩn bị trước, nhưng nàng luôn chuẩn bị sẵn giấy vàng, bàn hương án, tế phẩm và hoa quả. Nàng lập ra một bàn thờ nhỏ, trong vào áo choàng màu trắng, ngồi quỳ chân, đốt vàng mã cho sư phụ. Linh Nga sụt xịt cái mũi, chóp mũi nhỏ sưng tấy vì nước mắt, nhỏ giọng thì thầm, "Sư phụ, người hãy ra đi thanh thản." Lý Trường Thọ cải chính, đây là điểm cuối con đường, cũng là nơi bắt đầu. Linh Nga nức nở nói thầm, vậy thì, sư phụ, trước đây đệ tử không thể tẫn bao nhiêu hiếu, mặc dù là bởi vì người vẫn ngủ ở trong phòng không ra. Sư phụ, là người mang đệ tử về núi, đưa vào tiên đạo, đệ tử vẫn chưa thể làm cho người hưởng phúc. Ta ở đây đốt vàng mã cho sư phụ liền ở chỗ này, cũng không cần qua tay đại quỷ tiểu quỷ địa phủ, tại địa phủ mua nhiều một chút. Không đúng, sư phụ người ở đây cũng không ra được. Sư phụ chết thật thảm, kỳ thật cũng may. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, chuyển thế thân của sư phụ sẽ đặc sắc hơn rất nhiều so với một thế này, cần phải ẩn dưỡng ở chỗ này không biết mấy trăm năm, mới có thể đi chuyển thế đầu thai. Linh Nga ngẩng đầu liếc nhìn sư huynh, thở dài, tiếp tục cúi đầu đốt vàng mã. Sau nửa canh giờ, Linh Nga vành mắt hồng hồng thu thập lại dụng cụ bái tế, bị không gian xích đánh vào đầu vai, lập tức hóa thành tiểu tiên tử cao ba tấc, bị sư huynh đặt vào ống tay áo. Làm như vậy, đơn thuần là để thân phận của nàng không bị bại lộ. Lý Trường Thọ vái chào đối với nơi xa, liền bị đưa ra khỏi lục đạo luân hồi bàn. Bạn đang xem sư huynh sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Sư huynh muội bọn họ cũng nhận được một tia truyền âm ôn nhu, muốn tới đây lúc nào cũng được. Linh Nga truyền âm hỏi, sư huynh, đây là hậu thổ nương nương đang nói chuyện sao? Ừm. Lý Trường Thọ ứng tiếng, vái chào đối với ngư đầu mã diện chờ phía trước, cười nói, làm phiền hai vị. Ngư đầu cười nói, không phiền phức, không phiền phức, người một nhà, người một nhà. Bò, ò. Mã diện hỏi, thương thế của thủy thần đại nhân đã tốt chưa? Xác nhận không ngại, rất nhanh liền sẽ trở về thiên đình báo cáo công tác. Lý Trường Thọ giải thích một câu đơn giản, liền cùng với ngư đầu mã diện rời khỏi 18 tầng địa ngục trên không luân hồi đảo. Trở về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga lại bận rộn một hồi. Lý Trường Thọ thu dọn ngôi nhà tranh của sư phụ và phong ấn nó bằng tiên lực, từ đó có thể ngàn năm bất hủ, tồn tại vạn năm. Linh Nga sử dụng kỹ nghệ ma luyện ra khi chính mình khắc họa ổn tự kinh, lặp đi lặp lại bên trên phiến đá, tạc một tấm bia đá nhỏ cho sư phụ và đặt nó ở giữa ngôi nhà tranh. Linh Nga lau nước mắt ở trước bài vị, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, chúng ta nên nói chuyện này với sư tổ như thế nào? Nói thẳng là được. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi đi nói cho sư tổ một tiếng, ta đi đến Bách Phàm Điện thông báo cho sư môn. Kỳ thật, Linh Nga, Linh Nga ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt phản chiếu nụ cười thoải mái nơi khóe miệng của sư huynh, không nhịn được khẽ mím khóe miệng. Lý Trường Thọ nói, đối với luyện khí sĩ chúng ta mà nói, không có hồn phi phách tán, sẽ không phải là chết thật. Sư phụ đầu thai chuyển thế, mặc dù đã không phải là sư phụ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể biết, sư phụ kỳ thật vẫn luôn ở đó. Hơn nữa sau khi chuyển thế, sư phụ cũng sẽ không lại tiến vào chọc tiên đạo, sư huynh. Linh Nga đánh gãy lời nói của Lý Trường Thọ, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, ta đều biết. Lý Trường Thọ đưa tay, vô thức muốn xoa xoa nàng đầu, nhưng lại có một chút hoảng hốt. Đã lớn như vậy rồi. Không nhịn được bật cười, Lý Trường Thọ nói một câu ta đi Bách Phàm Điện trước, quay người đi đến phía trước cửa. Sư huynh. Linh Nga kêu gọi một tiếng, Lý Trường Thọ còn không kịp quay người, đã bị Linh Nga nhẹ nhàng ôm từ phía sau lưng. Vị tiểu tiên tử hay bốc hơi nước này, ngày hôm nay lại là không có một chút dấu hiệu mặt đỏ tới mang tai nào, ôm đạo bào của Lý Trường Thọ, cái chán rán ở trên lưng sư huynh, nhỏ giọng nói, còn có ta ở đây. Ta không sao, ngươi đừng có để việc này ảnh hưởng đến đạo tâm. Thọ nguyên của sư phụ vốn là có hạn, chuyện này chỉ là đến sớm hơn một chút. Lý Trường Thọ vỗ vỗ bàn tay của Linh Nga, ấm giọng đáp lời, cưỡi mây tiến đến Bách Phàm Điện. Tề Nguyên bỏ mình, trưởng môn độ tiên môn quyết định tổ chức một cuộc tang lễ lớn cho Tiểu Quỳnh Phong, lại bị Lý Trường Thọ ngăn lại. Vạn Lâm quân trưởng lão đề nghị, muốn thu Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga đến Đan Đỉnh Phong, lại bị trưởng môn Quý Vô Ưu nhanh chóng ngăn cản.
Nếu không phải Vạn Trưởng lão lớn lên nhìn quá hung, Quý Vô Ưu suýt nữa liền đi tới bịt miệng Vạn Trưởng lão miệng tại chỗ. Nhưng xét cho cùng, cảm giác tồn tại của sư phụ ở bên trong độ tiên môn cũng không tính quá cao, cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Giang Lâm Nhi tự giam mình ở nhà tranh của Tề Nguyên nửa tháng, liền mỉm cười đi ra, nói một câu không có việc gì, đối với Vong Tỉnh thượng nhân đợi nửa tháng ở bên ngoài. Sinh ly tử biệt là đại sự, luyện khí sĩ cũng có thể cảm ngộ ra rất nhiều đạo lý từ đó. Những đạo lý này có tác dụng hay không, tạm thời gác lại, con người tóm lại là luôn phải nhìn về phía trước. Lý Trường Thọ lấy lại tâm tình, bắt đầu làm việc trở lại. Hắn trước tiên mở ra một chút xíu đạo nhân giấy, cũng đi đến Hắc Chỉ Phong uống chút rượu, tâm sự, tính kế chuyện về sau cùng với Bạch Trạch. Đại kiếp phong thần, hẳn là vào 800-900 năm sau. Lý Trường Thọ hiện tại đã là chính thức nhập kiếp, nhưng lại cũng không phải là vào đại kiếp phong thần. Kiếp của hắn không phải là thân tử đạo tiêu, cũng không phải lên phong thần bảng. Đầu tiên, hắn sẽ không trở thành đối tượng được phong thần. Lúc này ứng kiếp chính là ba giáo Tiệt giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo. Tiếp theo, hắn hiện tại là quyền thần thiên đình, tình huống cũng là có một chút khác biệt với vị Dương Tiễn tương lai kia. Lúc này nhị lang thần Dương Tiễn chưa sinh ra, nhưng đã có thần vị thiên đình, lại là đệ tử Xiển giáo, sau khi ngăn cản sư tôn nhập đại kiếp phong thần, cuối cùng cũng thuận lợi nhục thân lên trời, thần vị tấn thăng. Lý Trường Thọ không để nhân giáo ra trận, đã đưa bản thân ra ngoài. Nhưng lúc ấy hắn vì giết Lục Áp, dùng cân bằng chi đạo kéo Lục Áp nhập kiếp, làm cho Lục Áp bị đại kiếp khống chế, nhờ vào đó triệt tiêu thiên đạo che chở của Lục Áp, chính mình cũng bởi vậy mà trói lại cùng với đại kiếp phong thần. Lấy kiếp công kiếp, mới có thể trực tiếp chém giết Lục Áp tại chỗ. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ cũng không hối hận, lại làm lại một lần nữa hắn vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Lý Trường Thọ chủ động nhập kiếp, xác nhận phải hoàn thiện đạo của chính mình ở bên trong đại kiếp, nếu như thuận lợi vượt qua đại kiếp, chính mình liền có thể nhận được chỗ tốt vô biên. Nếu như thua, trường sinh đạo quả là vẫn có thể bảo trụ, nhưng về sau khẳng định chỉ có thể là công cụ người của thiên đạo, sẽ không thể dung túng cho hắn vùng vẫy. Thiên đạo cần bị cân bằng, kỳ thật cũng là do thiên đạo ngầm đồng ý, quan hệ nơi đây thập phần vi diệu, cần kiên nhẫn suy ngẫm. 12 năm này, lúc Lý Trường Thọ đang thể ngộ cân bằng đại đạo, cũng đã tu bổ lại không minh đạo tâm. Bởi vì tiến hành cường hóa tăng lên đối với không minh đạo tâm, Lý Trường Thọ lại đặt tên lại cho môn thần thông này một lần nữa thời khắc hiền giả. Sinh động, sống động, lại phong phú về nội dung. Ngày mai trở về thiên đình. Đêm đầy sao, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn thiên khung, đầu óc trống rỗng, đạo pháp tự nhiên. Cùng lúc đó, ở bên trong phòng bài bạc, mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ tụ tập ở chỗ này, trận pháp xung quanh phòng bài bạc mở ra, lại bố trí tầng tầng kết giới tiên lực. Linh Nga, Tửu Cửu, Hữu Cầm Huyền Nhã, Tửu Vũ Thi, Giang Lâm Nhi, Hùng Linh Lị, lúc này đang tụ tập ở bên trong góc khuất, thi triển kỹ năng truyền thống của nhân giáo truyền âm ở trước mặt. Tửu Cửu thầm nói, ta cảm thấy Trường Thọ hiện tại rất bình thường. Tề Nguyên sư huynh mặc dù bất hạnh gặp nạn, chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng đạo tâm của Trường Thọ không phải sẽ bị tổn thương sao? Linh Nga bóp cằm, nghiêm mặt nói, không, hắn không phải thực sự vui vẻ. Hữu Cầm Huyền Nhã bình tĩnh nói, vì làm cho Trường Thọ sư huynh có thể thoát ra khỏi bóng ma, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Giang Lâm Nhi buồn bực nói, Trường Thọ vì sao lại có bóng ma? Chuyện này, Tửu Cửu vung tay nhỏ lên, hắn không cần phải biết, hãy bắt đầu thương lượng kế hoạch cứu vãn Trường Thọ không vui vẻ. Sư huynh lại đây đi khẳng định không phải là chuyện gì xấu, bản sư muội có thể lừa gạt sư huynh sao? Muốn lừa cũng không lừa được, có đúng hay không? Màn đêm dày đặc, phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong, bên trong rừng cây to lớn bị trận pháp bao phủ. Linh Nga lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, làm nũng trong suốt quãng đường, kéo Lý Trường Thọ đến một mảnh đồng cỏ. Ở chung quanh có những linh thụ tiên thiên thẳng tắp chuyên cung cấp mủ nhựa cây, giống như cột đá to lớn chống đỡ đêm tối, tản ra một loại khí tức xa xưa lại trường tồn nào đó. Linh Nga kéo sư huynh đến trung tâm bãi cỏ, vừa định thối lui, lại nhíu mày hỏi, sư huynh bây giờ là bản thể? Lý Trường Thọ nghiêm túc trả lời, dù sao thì trước đây muội cũng đã nói rõ. Vậy là tốt rồi. Linh Nga cắn đầu lưỡi, cười nhẹ lui về phía sau hai bước, chậm rãi xoay người. Động tác của nàng lúc này mềm mại uyển chuyển, vạt áo dài khẽ bay, kèm theo ánh sao từ khe nứt trên ngọn cây, giống như yêu tinh xinh đẹp nhất trong rừng. Một chút ánh sáng nhẹ nhàng màu trắng sáng từ cỏ chiếu ra tứ phía, đó là một số loài linh trùng phát sáng phổ biến. Bọn chúng đầu tiên là từ từ bay lên, rồi bay quanh đồng cỏ trong rừng, tạo cho cánh rừng một vầng hào quang mờ ảo. Lý Trường Thọ nhìn một màn này, trong mắt toát ra mấy phần bình yên. Linh Nga đứng ở ngoài một trượng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt lấp lánh ánh sao và có chút mơ màng. Sư huynh, thấy có đẹp không? Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ hỏi, ta thật sự không sao cả, muội không cần phải, không được nói chuyện. Linh Nga đột nhiên trở nên cường thế, ưỡn ngực ngẩng đầu quát nhẹ một tiếng. Sau đó, nàng liền nhớ lại những năm tháng mình bị sư huynh khi dễ trước kia, rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, có được không? Lý Trường Thọ gật gật đầu, ngồi trên mặt đất. Tới đi, xem thử nha đầu ngươi và những kẻ lén lút bên cạnh ngươi rốt cuộc muốn làm cho gì. Linh Nga lại lui về phía sau mấy bước,
Hai tiên tử có khuôn mặt đáng yêu nhưng hai mắt vô thần đi ra từ trong khu rừng, tất nhiên là đạo nhân giấy của Linh Nga. Đánh đàn, thổi tiêu, vỗ nhẹ trống con, bên trên tiểu quỳnh phong vang lên giai điệu du dương. Bước đầu tiên trong kế hoạch cứu vãn không vui vẻ, âm nhạc. Dùng âm nhạc để chữa lành vết thương đạo tâm, dùng âm nhạc để giải tỏa cảm xúc, dùng âm nhạc để mở đường cho những kế hoạch tiếp theo. Sau khi một khúc hát hoàn thành, trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười, đông, thùng thùng. Như thể một con voi khổng lồ đang chạy qua khu rừng, Linh Nga tấu lên giai điệu, nương theo giai điệu này, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Hô oa, một tiếng hét vang lên từ bên cạnh, Hùng Linh Lị giơ hai con non dê cổ dài, nhảy đến trước mặt Lý Trường Thọ, cơ thể khổng lồ, cao 6 trượng, giống như ngọn núi, nhảy vũ điệu cầu chúc lưu truyền đã lâu bên trong hùng trại, trong miệng còn la lên một hồi hắc, hắc, hắc. Lý Trường Thọ, Linh Nga cũng là bĩu môi một hồi, nhưng cũng không tiện nói gì. Bởi vì lúc đoàn ăn hàng cao cấp trên Tiểu Quỳnh Phong đang thương nghị kế hoạch, mỗi người mỗi ý kiến không có cách nào thống nhất, cho nên quyết định ra trận theo trình tự, xem ai có thể chọc cho Lý Trường Thọ cười to thoải mái. Với cái đầu đầy tiểu bằng hữu, khục, với cái đầu đầy dấu chấm hỏi, Lý Trường Thọ kiên nhẫn nhìn ra ngoài một hồi, rốt cuộc đợi đến khi Hùng Linh Lị bày ra tạo hình kết thúc. Hai con non linh thú bị nàng kẹp ở dưới cánh tay, quay đầu chính là nôn mửa tùm lum. Vào giờ phút này, bên trên khuôn mặt nhỏ của Hùng Linh Lị viết đầy chờ mong, không ngừng phát ra ánh mắt ám chỉ đối với Lý Trường Thọ, dường như đang chờ mong lời bình của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi, nhớ nhà sao? Nếu muốn trở về Hùng trại, ngày mai ta sẽ thu xếp cho ngươi trở về. Hai chân của Hùng Linh Lị mềm nhũn, suýt nữa liền quỳ, vội nói, không không không, ta ở trên núi rất tốt, ta đi về trước đây, không cần quan tâm đến ta, hắc, hắc, hắc. Nói xong, Hùng Linh Lị ôm hai con non linh thú như búp bê, ủ rũ, thất ý rời trận. Nhìn bóng lưng của Hùng Linh Lị, Lý Trường Thọ đột nhiên hiểu ra, các nàng hẳn là muốn làm cho chính mình vui vẻ hơn. Linh Nga rũ mày cúi đầu, âm nhạc trở lại tiếng nhạc du dương ban đầu. Ừm khục. Bên trong rừng truyền đến tiếng ho nhẹ, liền thấy Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng cất bước đi tới, đưa tay đối với Lý Trường Thọ, đặt một cái bàn thấp xuống, đặt hai vỏ tiên tử lên. Lý Trường Thọ vừa muốn đứng dậy hành lễ, liền bị Giang Lâm Nhi ấn trở về. Sư, không cần phải nói, ta đều hiểu, có gì ghê gớm chứ? Giang Lâm Nhi tiện tay mở giấy niêm phong trên vỏ rượu, cầm hai cái bát nước lớn, đưa một cánh tay ngọc vào trong ống tay áo, đưa ra trước cổ áo, buộc ống tay áo vào ngực. Một cỗ khí tức hồng hoang hảo hán đập vào mặt. Giơ vỏ rượu lên, Giang Lâm Nhi quát khẽ một tiếng, đều là rượu. Là huynh đệ liền uống cho ta. Nói xong liền ngửa đầu hung hăng rót. Uống như thế này là một loại tiểu kỹ xảo, nhìn như uống thả cửa, trên thực tế hơn phân nửa rượu đều đổ ra ngoài. Lý Trường Thọ thở dài, biết trong lòng Giang Lâm Nhi hẳn là rất áp lực, dù sao thì Hoàn Giang Vũ Sư Bá cùng với sư phụ Tề Nguyên nhà mình, đều là do Giang Lâm Nhi một tay nuôi nấng, kết quả. Lý Trường Thọ cầm lấy vò rượu, dựa vào cổ họng chính là nhíu mày một hồi, mùi vị kém xa rượu hắn cất. Đừng thấy hắn theo đuổi sự ổn định trong mọi việc, kỳ thật cũng là tiểu đệ tử nhân giáo tinh tế, nhất là mấy năm gần đây ở dưới sự hun đúc của Bạch Trạch tiền bối, hắn đã có một mục tiêu theo đuổi nhất định. Linh Nga đánh đàn ở một bên nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, cảm thấy bầu không khí lúc này có chút khác xa so với những gì nàng nghĩ. Một lát sau, đang vò rượu trống không đập vào trên bàn, Giang Lâm Nhi nấc một cái, nhìn đồ tôn trước mặt đang ôn nhu nhìn mình. Ánh mắt này đúng là ấm áp như thế, mang theo một chút áy náy, mang theo vài phần bất đắc dĩ, trong nháy mắt liền mở ra hai vết sẹo ở trong đáy lòng của Giang Lâm Nhi. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Giang Lâm Nhi cúi đầu phun ra một ngụm hơi rượu, cúi người ở trên bàn thấp, nghẹn ngào khóc giống, ta chính là một thiên tiên thất bại. Sư tổ, đều đã đi qua. Lý Trường Thọ ấm giọng khuyên, người phải nhìn về phía trước, hồn phách của sư phụ vẫn còn. Tiếng đàn của Linh Nga hỗn loạn, dường như có chút thảm thiết. Hùng Linh Lị ngồi xổm cách đó không xa vội vàng chạy tới, nâng Giang Lâm Nhi lên, xấu hổ cười một tiếng đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu chạy như điên rời đi. Tác chiến, thất bại lần hai. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười. Vừa định nói đừng lộn xộn nữa, ở bên cạnh lại truyền tới tiếng chuông thanh thúy. Hai bóng hình xinh đẹp cùng với tiếng nhạc chân thành mà đến, người mặc tiên váy, tay cầm quạt hoa văn, tua rua váy như sóng nước lắc lư. Nhưng điệu nhảy xoắn suýt và thiếu tự nhiên của hai người họ thực sự khiến cho Lý Trường Thọ suýt nữa bật cười. Ở phía bên trái, chính là Tử Cửu cực ít mặc tiên váy. Nàng mặc dù vẫn là tội ác ngập trời như vậy, nhưng nhiều hơn 3 phần tiên khí, 3 phần tinh khiết so với ngày bình thường, khuôn mặt, khí chất đều thành thục không ít, có một chút phong phạm tiên tử. Lại nói phía bên phải, Hữu Cầm Huyền Nhã vào giờ phút này có một chút mê người. Nàng vốn là dáng người mảnh khảnh, bởi vậy sau khi trang điểm, nhiều hơn mấy phần dịu dàng và quyến rũ, hết lần này tới lần khác biểu tình của nàng lại có một chút cứng ngắc, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lúc nào cũng cau mày nghiêm túc suy nghĩ về động tác kế tiếp. Đáng tiếc, nếu như chỉ là loại trình độ này, xúc động Lý Trường Thọ muốn đưa tay che mắt, rõ ràng vượt qua xúc động cười to thoải mái. Nhưng, Tử Cửu cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã múa một hồi, đột nhiên thối lui sang hai bên trái phải. Hai người từng người hạ thấp người, bảo trì động tác rung rinh cây quạt.
tiếng nhạc bắt đầu có một chút quỷ dị. Một bóng đen lóe lên từ trong rừng cây, xông ra từ giữa hai cây quạt của Tử Cửu cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, hai chùm sáng từ bên cạnh chiếu lên trên người. Người này đầu đội khăn cô dâu màu lam, mặc tiên váy màu xanh, bắt đầu lắc lư thân thể theo tiếng nhạc, trong miệng hát lên ca dao phàm tục có chút nhộn nhạo. Hát chưa được hai câu, lại vén khăn cô dâu lên, để lộ khuôn mặt trang điểm đậm và lộng lẫy, hai bím tóc, cùng với chòm râu dê mang tính tiêu chí kia. Ai nha, sư huynh thật tuyệt vời, sư huynh thật hấp dẫn, sư huynh là một người tốt, phốc. Lý Trường Thọ đưa tay lên chọc vào mắt mình, lựa chọn trở nên mù tạm thời. Bạch tiên sinh, hình tượng quân sư tao nhã của ngươi đã sụp đổ. Nhưng tóm lại, Lý Trường Thọ vẫn cố nén xúc động phàn nàn, để bọn hắn diễn xong tiết mục, sau đó mới đen mặt đứng dậy. Tất cả hãy đến đây. Trong rừng cây bên cạnh, mấy người đưa mắt nhìn nhau, thành thật bước ra, có chút ngại không dám nhìn thẳng về phía trước. Lý Trường Thọ thở dài, tâm ý của các vị ta xin tâm lĩnh, nhưng ta xác thực đã điều chỉnh tốt trạng thái tự thân. Còn có, Bạch tiên sinh. Bạch Trạch vội vàng sờ soạng khuôn mặt của chính mình một cái, cười nói, đây là do Linh Nga đến mời, vui vẻ một chút với mọi người. Bần đạo thế nhưng ngay cả mặt mũi cũng đều không thèm đếm xỉa. Lập tức, trong lòng Lý Trường Thọ tràn đầy phàn nàn lại không mở miệng được, Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày hỏi, sư huynh, huynh thấy những thứ này, không vui sao? Đến đây, muội đến đây ngồi, lại nhìn tiên sinh. Hữu Cầm Huyền Nhã theo lời đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch, cái trán trắng nõn lập tức che kín vạch đen. Tử Cửu cùng với Giang Lâm Nhi cũng tiến tới, Tử Cửu lập tức phình bụng cười to. Giang Lâm Nhi còn chưa hết say, nhìn Bạch Trạch giả nữ, lại nhìn chính mình, chán nản thở dài, quay đầu ôm Hữu Cầm Huyền Nhã khóc giống một lần nữa, trong miệng còn lầm bầm, giống nhau, đều giống nhau. Lý Trường Thọ quét tay áo dài, quay người thi triển độn pháp, lui ra ngoài. Bạch Trạch cũng nhanh chóng cáo từ, Lý Trường Thọ không ở đây, y cũng không dám tiếp xúc nhiều cùng với nữ quyến bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Ngắm nhìn phương hướng đan phòng, Linh Nga lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Xem ra, sư huynh muốn ép nàng ra đại chiêu. Linh Nga lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, điểm nhẹ hai lần đối với ngọc phù, quay đầu chui vào bên trong rừng. Tỷ tỷ đang bế quan sao? Không có sao, vậy ta đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể làm sư huynh vui vẻ một chút. Ừm, đúng, chuyện của sư phụ tạo nên đả kích rất lớn đối với sư huynh. Ta không sao, ta chính là lo lắng cho sư huynh, ta mỗi ngày tu hành ở trong núi, sư huynh còn phải ứng đối với các loại đại sự. Vạn nhất tâm tính bất ổn bị địch lợi dụng, vậy thì không xong. Bên trong rừng vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng cười to của mấy vị nữ tiên cộng thêm một nữ nửa vu, lúc này Linh Nga mới thu hồi ngọc phù, đắc ý cười một tiếng. Lý Trường Thọ nguyên bản định chờ trời sáng sẽ trở về thiên đình, quyết định khởi hành trước nửa canh giờ. Cái bóng đạo tâm chân chính, bản thể trốn ở bên trong Tiểu Quỳnh Phong, hai mắt của Lý Trường Thọ nhắm lại, tâm thần mở ra đạo nhân giấy bên trong phủ thủy thần thiên đình. Một người giấy bay ra từ bên trên giá sách bên cạnh, hóa thành lão đạo râu tóc bạc trắng. Đã lâu không gặp, tiên thức của Lý Trường Thọ trải rộng ra như nước chảy, thấy được Linh Châu Tử đang tu hành, thấy được một số lớn thiên binh trấn thủ ở trước cửa. Bên trong phủ thủy thần hết thảy như thường, thiên đình dường như cũng hết thảy như thường, nhưng ở bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, một cột sáng màu vàng chậm rãi xoay quanh, trên đó có từng khối ô vuông, biểu hiện ra thần vị thiên đình thiếu hụt. Đợi đại kiếp phong thần cất bước, xuất hiện sinh linh ứng kiếp, nguyên thần nhập phong thần bảng, cột sáng màu vàng này liền sẽ nhiều thêm một cái tên. Việc này sẽ do Ngọc Đế quyết định, phải chăng để cho sinh linh này tiến vào thiên đình, thiên đạo cùng với đạo tổ lão gia đã cho Ngọc Đế đủ quyền hạn. Sau khi Lý Trường Thọ nhìn thấy cột sáng này, trong đáy lòng chính là cười một tiếng. Quả nhiên đã có rất nhiều biến hóa. Thiên đình bây giờ, hẳn là còn cường thịnh hơn rất nhiều so với thiên đình, bên trong cố sự phong thần nguyên bản, về phần Ngọc Đế bệ hạ có nhiều hơn không ít quyền nói chuyện. Cân nhắc từ góc độ này, đủ loại chuyện chính mình làm lúc trước, đều đã trở thành làn sóng nho nhỏ thay đổi đại kiếp phong thần. Thay đổi vẫn là rất nhiều. Lý Trường Thọ bưng phất trần, đứng dậy, cố ý thả ra một tia khí tức, làm cho chúng thiên binh thiên tướng ngoài cửa sững sờ. Cửa gỗ kéo ra, đạo đạo ánh mắt quăng tới, có thiên tướng lộ ra sắc mặt kích động, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, hô to, phụng lệnh bệ hạ, cung minh thủy thần về trời. Mấy vị thiên tướng ôm quyền hành lễ, chúng thiên binh quỳ một chân trên đất, cùng nhau hô to, cung minh thủy thần về trời. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, bưng phất trần chắp tay hoàn lễ, cười nói, làm phiền các vị trấn thủ tại đây, ta muốn đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến bệ hạ. Thủy thần có cần chúng ta hộ tống không? Không cần. Lý Trường Thọ cười khoát tay, ta tự đi được. Lập tức, bên trong phủ thủy thần cực kỳ náo nhiệt, Linh Châu Tử đang tu hành cũng bị bừng tỉnh, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lý Trường Thọ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của thiên binh thiên tướng trấn thủ phủ thủy thần cũng đều có một chút cực nóng. Mặc dù chỉ xa cách hơn 10 năm, khoảng 5 tháng này ở bên trong hồng hoang, đối với Nguyên Tiên Chân Tiên đều không dài lắm, nhưng đối với binh tướng thiên đình mà nói, lại như là qua một hồi lâu vậy. Loại sùng bái này cũng không chỉ là đối với cường giả, đối với cao thủ, mà là một loại cảm giác tán đồng vi diệu.
không ít thiên binh vọt tới, lại không dám nói lời nào, chỉ nhìn Lý Trường Thọ, bày ra một con đường hướng ra phía ngoài cho thủy thần. Lý Trường Thọ mỉm cười cưỡi mây, bình tĩnh đi hết đoạn đường, đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Mới vừa bay không bao lâu, lão sư, liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, Long Cát cưỡi mây mà đến, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ không khỏi vui mừng nhướng mày, nhảy nhót một hồi. Lão sư lành vết thương chưa? Nguyên thần đã có thể dùng hóa thân chưa? Vào thời điểm Đông Mộc Công bị nhấc trở về ngày đó, thật sự đã dọa cho mọi người sợ gần chết, không đáng ngại. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi đã làm hết bài tập về nhà chưa? Đám mây dưới chân Long Cát đột ngột dừng lại, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào trán của chính mình, thầm nói, hở. Vừa rồi giống như thấy được lão sư, hẳn là ảo giác, ai nha, còn phải đi đưa trà cho mẫu thân. Đi vào bên trong phủ thủy thần đợi ta. Lý Trường Thọ nói một câu chắc nịch, Long Cát ủy khuất khuất sụt xịt cái mũi, xám xịt đi về hướng phủ thủy thần. Trên đoạn đường tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện này, hơn phân nửa chúng tiên thần thiên đình chạy đến gặp mặt, trong đó các tướng lĩnh thủy quân thiên hà Ngao Ất, Biện Trang là kích động nhất. Lý Trường Thọ đến phía trước cửa đại điện, Mộc Công đợi ở đây đã lâu lập tức hành đại lễ đối với Lý Trường Thọ, hô, đa tạ ân cứu mạng của Trường Canh. Mộc Công hãy khoan hành lễ. Lý Trường Thọ vội vàng đưa tay đỡ, nói, ta và ngươi là thần cùng điện, đều là hiệu mệnh vì bệ hạ, nào có lý lẽ không cứu. Mộc Công có một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười nói, bệ hạ chờ Trường Canh đã lâu, mau vào đi thôi. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, bước nhanh từng bước mà lên, vội vàng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngẩng đầu nhìn một chút, Ngọc Đế bệ hạ đang tĩnh tọa ở bên trên bảo tọa, thẩm duyệt tấu biểu, Lý Trường Thọ tiếp tục bước nhanh, đến trước đài cao, khom người vái chào. Tiểu thần bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, giọng nói này không ngừng quanh quẩn ở trong đại điện, nhưng cũng không có lời đáp lại. Đông Mộc Công ở ngoài điện không nhịn được quay đầu liếc nhìn, lại phát hiện ra toàn bộ đại điện đã bị ánh vàng bao trùm, ngăn cách ngoại giới dò xét. Trong điện, Lý Trường Thọ duy trì động tác khom người, hơi ngẩng đầu len lén liếc một chút biểu tình bình tĩnh của Ngọc Đế bệ hạ, cúi đầu hô to một lần nữa, tiểu thần bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. Lần này Ngọc Đế cho một lời đáp lại, phía trên áo trắng có ánh vàng nhàn nhạt thổi qua. Ngọc Đế không mở miệng, Lý Trường Thọ cũng không thể trực tiếp nâng eo lên, chỉ có thể bảo trì tư thế, đây là tình huống gì? Lý Trường Thọ có một chút chuyển động tâm niệm, rất nhanh liền có đối sách, mở miệng nói một tiếng, Mộc Thanh Hoa của Mộc Hoa thư viện, bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. Bụp. Ngọc Đế vỗ tấu biểu vào bên trên bàn ngọc, cắn răng mắng, tốt, quả nhiên là ngươi. Lý Trường Canh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Trường Thọ sầu mi khổ kiểm, thở dài, tiểu thần, nguyện đi đến Lôi Phạt Điện lãnh phạt một lần nữa, lại là âm thầm khiêng ra sự tình chính mình bị vương mẫu lôi phạt lúc trước. Hừ. Ngọc Đế hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, mang theo một chút đắc ý, lạnh nhạt nói, xem ở trên phân lượng ngươi cũng bị ép buộc bất đắc dĩ, sau này ta sẽ tính toán sau. Lại nói đi, trận chiến giữa ngươi cùng với đại năng yêu tộc tại Bắc Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ vội nói, bọn hắn bắt Mộc Công, tiểu thần sợ thiên đình rơi vào thụ động, liền đuổi theo. Chỉ như vậy, không sai biệt lắm, là như thế. Ngọc Đế đi xuống đài cao, ngồi xuống tại bậc thềm ngọc thứ ba đếm ngược, thân thể ngửa ra sau, thản nhiên nói, vậy thì vì sao Thái Thanh Sư Huynh lại ra tay đánh Chuẩn Đề phương Tây, Thánh Mẫu Nương Nương ra tay tu bổ hồn phách của một chọc tiên? Lại vì sao thiên đạo biểu hiện ra, thiên đình tổn hại một vị sơn thần? Ai? Lý Trường Thọ thở dài, vị sơn thần kia, thật ra là sư phụ nuôi tiểu thần từ nhỏ đến lớn. Ngọc Đế run lên, thân thể lập tức ngồi ngay ngắn, thấp giọng nói, lại còn có nội tình như vậy, Trường Canh đừng có chú ý, ta chỉ là trong lòng có một chút hiếu kỳ, chuyện này, bệ hạ, gia sư chỉ tu thành chọc tiên, bây giờ cũng coi như chuyển thế sớm một chút, còn được thánh nhân nương nương cho chỗ tốt, đây đã là thiên đại cơ duyên. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tiểu thần có việc muốn bẩm báo. Trường Canh, đến đây ngồi. Ngọc Đế bệ hạ vỗ vỗ bậc thềm ngọc bên người, trước tiên bẩm báo chính sự, lại nói lần đại kiếp nạn này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao Tiệt giáo lại cự tuyệt lời mời của Mộc Công. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, ngồi ở trên bậc thềm ngọc thấp nhất, bẩm báo kỹ càng trận chiến tại Bắc Châu. Ngọc Đế bệ hạ ở bên trong đại kiếp phong thần, là chiến hữu, nhất định phải đoàn kết, cũng nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau của hắn. Lý Trường Thọ vào giờ phút này nhất định phải củng cố mối quan hệ này, cho nên cũng không có giấu giếm nửa điểm, thậm chí còn nói mọi việc chính mình an bài lúc chữa thương cho Ngọc Đế. Nhưng mà, Ngọc Đế lại có một chút không quan tâm, suy tư một hồi trong đáy lòng, nỗi đau mất sư phụ mới xót xa làm sao. Vẫn là phải tìm cớ, phạt Trường Canh đi lên bên trên Thái Âm Tinh huấn luyện nhóm Thường Nga, căn cứ vào tin tức chính mình thu thập được trong thời kỳ Hoa Nhật Thiên, đây là chức vị làm cho nam tiên hướng tới nhất bên trong thiên đình, hẳn là có vui vẻ rất lớn. Chức vị tổng giáo đầu của 300 Thường Nga này, chuẩn. Nếu ở phía xiển giáo có phản đồ âm thầm cản trở thiên đình, vậy thì phía Tiệt giáo tại sao lại cự tuyệt Mộc Công? Trường Canh ngươi không phải thân mật cùng với Vân Tiêu tiên tử, tương giao tâm đầu ý hợp cùng với Tiệt giáo Triệu Công Minh hay sao? Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trên bậc thang đài cao, Ngọc Đế bệ hạ nằm nghiêng,
tiện tay bỏ một quả tử tinh nho long cung cống lên vào trong miệng, có một chút buồn bực hỏi. Lý Trường Thọ, quả nho này sao lại nhìn quen mắt như thế? Khục, không đúng. Ngọc Đế bệ hạ nhanh như vậy liền tỉnh táo rồi. Lúc này không có cắn răng nghiến lợi chửi ẩm lên, ít nhiều có một chút không giống với tính tình của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ thở dài, nói, là do trước đó thần viết thư cho Đa Bảo sư huynh. Ồ, Ngọc Đế tràn đầy không hiểu, vì sao Trường Canh lại chủ động để Tiệt Giáo nhập kiếp. Người vốn nên cố gắng hất Tiệt Giáo ra ngoài mới đúng. Bệ hạ có lẽ không biết. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, tiểu thần từ khi bắt đầu tính kế sự tình Long tộc, đã là ảnh hưởng đến kiếp vận của lần đại kiếp nạn này, kiếp vận vừa ra, sẽ lập tức gặp phản phệ. Tiểu thần mặc dù giết chết Lục Áp đạo nhân tại Bắc Châu báo thù cho sư phụ, nhưng cũng bởi vậy mà bị thiên đạo để mắt tới, có một cỗ ý chí bên trong kiếp vận, nhìn chằm chằm vào nguyên thần của tiểu thần. Nếu tiểu thần dám làm ra sự tình trở ngại đại kiếp, nguyên thần liền sẽ bị trọng thương, đại khái là phải mất 80 đến 100 năm sau mới có thể thức tỉnh. Đại kiếp đã sớm là định số, tiểu thần không được trở ngại đại kiếp buông xuống, nhưng tiểu thần lại nhớ đến đạo môn cùng với thiên đình, nên đành phải lựa chọn. Ồ, lựa chọn như thế nào? Ngọc Đế lấy mấy đĩa dưa, hoa quả trên bàn ngọc đặt ở giữa hai người, càng nghe càng nhập thần. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, xiển giáo, tiệt giáo đã được chú định là sẽ nhập kiếp, việc này, thông thiên sư thúc biết, đa bảo sư huynh biết, tiệt giáo phàm là tiên có một chút tu vi đều biết, đây không phải là ta muốn cứu liền có thể cứu, ngoại trừ thiên đế bệ hạ có thể can thiệp thiên đạo vận chuyển. Ai cũng không ngăn cản được. Nhưng đại kiếp nếu chỉ nhằm vào đạo môn, chẳng phải sẽ khiến cho phương Tây được lợi. Hai vị sư thúc Tây phương giáo dùng đại hoành nguyện thành thánh, bản thân liền có một phần bức thiết đối với đại hưng, nếu đạo môn suy yếu, phương Tây nhất định sẽ đại hưng. Cho nên, tiểu thần liền chủ động ra tay, thương nghị cùng với tiệt giáo để bọn họ vào trong đại kiếp, bán một phần ân tình cho ý chí bên trong kiếp vận, sau đó lại dựa vào phần nhân tình này, âm thầm mời Mộc Công đi đến Linh Sơn phương Tây, chạy về thiên đình mà không vào Linh Sơn. Nói là ân tình, kỳ thật cũng là một phần cân bằng. Lại mượn tay của bệ hạ, dẫn phương Tây nhập kiếp, đưa nhân giáo ra khỏi đại kiếp, còn xin bệ hạ thứ tội, ha ha, ha 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 ha. Diệu thay, Ngọc Đế cười to một hồi, tiếng cười cởi mở quanh quẩn qua lại trong điện, bàn tay nhẹ nhàng đong đưa. Trong mắt vị Ngọc Đế áo trắng này mang theo vài phần ánh sao, cười nói, không ngại. Trước đây ta cũng bị đại kiếp ảnh hưởng, trở thành chìa khóa mở ra đại kiếp. Ngược lại là lần tính kế này của Trường Canh ngươi, mặc dù mượn lực của ta, nhưng ta lại cảm thấy rất an tâm. Ta trước đây vẫn luôn không biết ngươi cầu điều gì, vì sao lại gia nhập thiên đình, vì sao đi đến bên người ta phụ tá, bây giờ đã hiểu đại khái. Thái Thanh sư huynh là như vậy, Đại Pháp sư là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, hiểu đại khái cái gì? Trong này, có phải hay không lại sinh ra một loại hiểu lầm vi diệu nào đó? Đối với lần đại kiếp nạn này, Trường Canh cảm thấy, thiên đình sẽ đặt tại nơi nào? Ở bên trên. Lý Trường Thọ chỉ lên trời nói, lần đại kiếp này, bản thân thiên đình không nên tham dự vào trong đó, chỉ cần chờ đợi đại kiếp kết thúc. Bệ hạ hãy tận dụng tốt cột vàng bên ngoài cửa, tận dụng như thế nào, không tận dụng thì lại có thể thế nào. Phần lớn đều đã có định số. Ngọc Đế cười nói, ta cố ý phó thác việc này cho Trường Canh, chỉ đợi đại kiếp chính thức rơi xuống, liền giao phó cho Trường Canh quyền lực giám sát. Đến lúc đó, Trường Canh chính là đặc sứ thiên đình, chính là sứ thần của thiên đạo, Trường Canh muốn cứu một số người ở bên trong đại kiếp, cũng có thể thuận tiện hơn. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy, vái chào đối với Ngọc Đế. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Có qua có lại, nên là như vậy. Ngọc Đế lắc đầu cười một tiếng, nếu không phải đạo tổ, lão già nói với ta một chút đủ loại cố gắng của Trường Canh ngươi trước đây, ta cũng thật sự không có nghĩ tới những thứ này. Trường Canh ngươi không cần lo lắng nhiều cái gì, có mấy lời cũng không cần buồn bực ở trong lòng, có thể thương nghị cùng ta liền thương nghị. Ngươi thành tâm đối đãi với thiên đình, đối đãi với thiên đế ta nguyên bản không có ai để ý, ta liền thành tâm đối đãi với ngươi, giúp ngươi một tay. Thiên đình đại hưng. Cuối cùng cũng có công của Trường Canh. Vô luận sau này thiên đình như thế nào, chỉ cần ta vẫn là người đứng đầu, Trường Canh sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Lý Trường Thọ đứng dậy, cùng với Ngọc Đế liếc nhìn nhau, mỉm cười thoải mái hơn một chút. Ngọc Đế lại khẽ thở dài nói, không đề cập tới những chuyện này, lần đại kiếp nạn này tên là Phong Thần, tất nhiên là thiên đạo muốn mở rộng thiên đình. Trăm năm sau, Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây phương giáo sẽ đi vào trong Tử Tiêu cung ký tên Phong Thần bảng, đến lúc đó ta cũng sẽ đi qua, Trường Canh có nguyện đi theo ta cùng nhau bái kiến đạo tổ lão gia? Bệ hạ có lệnh, tiểu thần tự nhiên đi theo. Cũng không biết, lần đại kiếp nạn này nên phong thần như thế nào. Ngọc Đế cong khóe miệng lên, hễ có nghiệp báo thì đại kiếp sẽ tiêu diệt hết. Trường Canh ngươi nói xem, có phải hay không sẽ làm cho tiên nhân tam giáo trực tiếp đánh nhau. Người này công đến đạo trường người kia, đồ đệ người này giết đồ đệ người kia. Nếu như thế, căn cứ phong thần lại là gì? Là dựa vào địa vị nguyên bản ở bên trong tam giáo, hay là pháp lực mạnh yếu, hay là phẩm tính? Lý Trường Thọ cười nói, chắc hẳn đạo tổ lão gia đều đã an bài xong xuôi. Ngọc Đế nói thầm, đạo tổ lão gia cũng nói lời này, nói là thiên đạo đều đã sắp xếp xong xuôi. Đúng rồi Trường Canh, khi nào Thái Thanh sư huynh chính thức thu ngươi làm đồ đệ? Chuyện này,
Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cười giỡn nói, việc này phải dựa vào ý của lão sư, bất quá đến lúc đó, tiểu thần liền có thể gọi bệ hạ một tiếng sư thúc. Ha 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 ha. Ngọc Đế lập tức mừng rỡ, mau gọi thêm vài tiếng. Lý Trường Thọ, bệ hạ, vẫn phải tuân theo quy củ thiên đình. Không thú vị, trường canh ngươi còn không thú vị bằng lúc làm Mộc Thanh Hoa. Ngọc Đế lột một quả quýt, ném vào trong tay Lý Trường Thọ, cười nói, ta vốn còn định gọi ngươi một tiếng lão sư lúc ngươi mới vừa vào đại điện, xem ngươi có thể bị dọa ra mồ hôi lạnh hay không. Ngươi nói xem, giúp sư muội ta thì cũng thôi đi, còn đi làm tiên sinh dạy học, cố ý tác hợp. Lý Trường Thọ tràn đầy bất đắc dĩ, ngồi trở lại bậc thềm ngọc thấp nhất kia, cười khổ nói, một chút thần hồn của bệ hạ nhập vào luân hồi bàn, sâu chuỗi thiên địa nhân tam giới, khắp nơi trên Nam Thiện Bộ Châu đều là điểm lành, đại năng suy tính một phen liền biết, thật sự là không gạt được. Đi tác hợp bệ hạ cùng với nương nương, cũng đúng là bất đắc dĩ. Năm đó bệ hạ ngài mới 12-13 tuổi, xuân tâm manh động, thoáng cái liền tăng 5 sợi dây đỏ, Nguyệt lão suýt nữa bị dọa đến khóc. Ha 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 ha, ta lại dũng mãnh như vậy. Lý Trường Thọ ho khan, ăn tiên quýt ngọt không ngắn này, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ có thể nói rõ với tiểu thần hay không, ngài đi vào trong Tử Tiêu cung làm cái gì? Ngọc Đế lập tức yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, ai, chỉ sợ là bị Hoa Hữu Minh lúc lịch kiếp phàm trần ảnh hưởng đến tính tình, lúc ấy trong đáy lòng ta giận dữ, ở dưới sự ảnh hưởng của kiếp vận, trực tiếp đi đến Tử Tiêu cung. Đến phía trước cửa cung, ta liền quỳ xuống hô lão gia, sau đó, Ngọc Đế dùng một tay che mắt, thở dài, ta lại khóc, thật sự ném đi mặt mũi tiên đế. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, hóa ra khóc lóc kể lể là thật, không phải là thủ pháp khoa trương của nghệ thuật lời đồn đại. Nam nhân khóc lóc không phải là cái tội, tiên đế khóc lóc mới lạ. Nếu như thiên đình có thể thuận lợi đại hưng, chấp chưởng tam giới, lần khóc lóc này của ta cũng coi như đáng giá. Ngọc Đế duỗi lưng một cái, đứng dậy, ngắm nhìn biển mây bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Trường canh Ái Khanh tiếp chỉ, tiểu thần ở đây. 3 tháng sau, Ái Khanh lại đi vào bên trong phàm trần, đưa chuyển thế thân lịch kiếp của sư muội ta lên thiên đình. Trước đây ta đã báo mộng nói cho Hoa Vân việc này, để nàng ở lại bên trong phàm trần thêm 100 ngày. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần lĩnh mệnh. Khục. Ngọc Đế đột nhiên ho khan, ánh mắt nhìn trái phải, lại tiến tới bên người Lý Trường Thọ, mặt đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, vai trái đụng vai trái, nhỏ giọng nói, trường canh lần này đi, nhớ đi đến bên trong trang viên chuyển thế thân lịch kiếp của ta quy ẩn, ở dưới tủ quần áo có một cái hòm gỗ, hãy trực tiếp dùng một mồi lửa đốt, bên trong đều là một chút, ngươi hiểu. Việc này truyền đi, ta cũng không cần mặt mũi nữa. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm túc, ngưng trọng gật đầu, biểu tình so với lúc thương nghị đại kiếp, nghiêm túc hơn gấp 100 lần. Loại cảm giác này, hắn hiểu. Đời trước khi chết, hắn cũng giữ chặt cổ áo của hảo huynh đệ chính mình, căn dặn ở bên tai hảo huynh đệ, nhất định phải format ổ cứng cực lớn đã đầy mặt ngoài không có chữ viết kia, ghi chép lên một lần nữa, ghi chép lặp đi lặp lại một lần nữa, tốt nhất là trực tiếp làm cho hư hao, đốt linh kiện cho hắn. Đây chính là vảy ngược của nam nhân. Lúc rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi hơi xúc động. Ngọc Đế hạ phàm một lần, nhiều hơn rất nhiều tính người, so với trước đó, lời nói cử chỉ cũng có mấy phần cảm giác máu thịt. Nhất là, khi Lý Trường Thọ nghe Ngọc Đế hô lên muốn sinh 7 nữ nhi, bù đắp tiếc nuối lúc lịch kiếp không có cách nào có con, cũng cảm thấy kính nể sâu sắc. Đại khái, 7 tiên nữ chính là đến như vậy. Hóa thân này của hắn trở về phủ thủy thần, còn chưa vào đại môn, đạo tâm chính là một hồi tiếng sóng vẫn như cũ, miếu hải thần tại An Thủy Thành có khách tới chơi. Lý Trường Thọ không dám lơ là khách tới, một cỗ đạo nhân giấy bay ra dưới nền đất, tiến đến gặp nhau cùng người tới. Đến lại là 3 vị thành viên tổ chức thập nhị kim tiên xiển giáo, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân. Nếu đoán không lầm, xác nhận là đến hỏi ý sự tình có quan hệ với đại kiếp phong thần. Trận chiến Bắc Châu qua đi, Lý Trường Thọ cố ý dưỡng thương, 12 năm trên Tam Tiên Đảo, kỳ thật cũng không chỉ là vì ngộ đạo, mưu đồ bố cục, cũng có cân nhắc tránh họa. Lúc này đối mặt với tiên nhân xiển giáo, Lý Trường Thọ liền có thể nói một câu, chính mình lúc ấy trọng thương không biết sự tình cụ thể, kết quả làm cho người hữu tâm tính kế xiển giáo, như thế mới sẽ không tổn thương cảm tình giữa nhau. Ở phía Tiệt giáo thì không cần, vào trước khi Lý Trường Thọ làm bố trí, đã thương nghị kỹ càng cùng với Vân Tiêu tiên tử. Lập tức, Lý Trường Thọ mở ra kho đạo nhân giấy dưới mặt đất An Thủy Thành, một cỗ đạo nhân giấy bay ra đến gặp nhau cùng với 3 vị thập nhị kim tiên xiển giáo. Nước cờ kế tiếp đã là đại giáo chém giết chân chính. Lúc đối chọi trước đây, đệ tử thánh nhân ở dưới phần lớn tình huống cũng sẽ không bị hao tổn, nhưng sau này nếu có đấu pháp, còn lâu mới có thể đơn giản như chạm vào đồ sứ, lý luận như vậy. Ở dưới kiếp vận, thần thông không đủ, mệnh số không đủ, đều sẽ thành cho bụi. Tạm thời không đề cập tới việc Lý Trường Thọ chạm mặt cùng với 3 tiên xiển giáo bên trong miếu hải thần, lại nói đến sau khi Lý Trường Thọ rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Mộc Công liền bị Ngọc Đế gọi đi vào. Ngọc Đế ngồi trở lại bên trong bảo tọa, cầm tấu biểu, mở miệng nói, Mộc Công ngươi nói xem, chúng ta nên định tội cho Trường Canh như thế nào? Mộc Công nghe xong liền sửng sốt, vội nói, bệ hạ minh xét. Thủy thần làm việc có hạn độ, tuyệt không hài lòng đối với thiên đình, những năm này càng là nhiều lần lập đại công vì thiên đình.
lão thần có thể làm chứng, đều là nương nương bức thủy thần làm. Được rồi, ta còn không biết Trường Canh là ai sao? Ngọc Đế cầm tấu biểu trong tay ném một cái, Mộc Công ngươi chỉ cần tìm một sai lầm nho nhỏ, ta liền có thể phạt Trường Canh đi đến Nguyệt Cung làm người huấn luyện chúng thường Nga, cũng coi như để cho Trường Canh ái khanh nghỉ ngơi buông lỏng một thời gian. Đông Mộc Công ngẩn ra, bệ hạ thứ tội, lão thần chưa thể phỏng đoán thông thấu ý tứ của bệ hạ, thủy thần hắn, tự tiện hạ phàm, quấy nhiễu bệ hạ cùng với nương nương lịch kiếp, đáng trừng phạt. Thiện, liền định ra như vậy. Ngọc Đế cười nói, giữa trưa ngày mai triệu tập chư tiên nghị sự đi. Đợi ta nói sự tình có quan hệ đại kiếp, Mộc Công liền dâng tấu biểu như thế. Lão thần tuân mệnh. Đông Mộc Công cúi đầu lĩnh mệnh, quay người rút đi. Ngọc Đế ngồi bên trong bảo tọa cười khẽ, giãn thân thể, chắp tay sau lưng rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi đến giao trì. Khoác Lác cũng đều đã nói ra ngoài, như thế nào cũng phải cố gắng vì đó. Bảy người mặc dù hơi nhiều, nhưng trước đó cũng không phải là chưa từng sinh, Long Cát không phải đã lớn đến như vậy. Tại hậu đường miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ đang ngồi ở chủ vị, ba vị chân nhân Hoàng Long, Thái Ất, Ngọc Đỉnh ngồi ở bên cạnh tay trái hắn, thưởng thức trà thơm thế gian, nói sự tình lần đại kiếp nạn này. Hoàng Long chân nhân mắng, hôm đó tên gia hỏa đến Ngọc Hư Cung kia, chính là vị chính thần Thiên Đình Phù Nguyên, quả thực là cố ý gây sự. Ai biết được, gã quay đầu liền đi đến trước mặt Ngọc Đế cáo trạng, Ngọc Đế giận dữ lại đi đến Tử Tiêu Cung. Tự nhiên chọc ra chuyện lớn cho xiển giáo chúng ta như vậy. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, Thiên Đình chiêu mộ tiên thần thật đúng là không kén ăn. Không thể nói như thế. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Thiên Đình vừa mới cất bước, bị kẻ có dụng ý khó dò trà trộn vào, cũng không có cách nào tránh khỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, việc này cũng không thể đảo ngược Thiên Đình, hai giáo xiển tiệt lẽ ra phải nhập kiếp, chỉ là không ngờ được tới, phương Tây cũng nhập kiếp. Ồ. Lý Trường Thọ ngạc nhiên nói, Ngọc Đỉnh sư huynh có thể nói rõ chi tiết hay không? Bần đạo không phải rất giỏi ăn nói. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, chuyện này có quan hệ với lý giải đối với thiên đạo. Nếu coi thiên đạo như là sinh linh, vậy nhiều nhất ở trong cơ thể sinh linh này, chính là nhân tộc, cái gọi là nhân vật chính trong thiên địa, nhân tộc chính là tập hợp khí vận của sinh linh. Đại kiếp viễn cổ, ứng ở trên người Long Phượng Kỳ Lân. Đại kiếp thượng cổ, ứng ở trên người Vu tộc Yêu tộc. Lần đại kiếp nạn này ứng ở trên người nhân tộc, nhưng khí vận nhân tộc tụ tập ở bên trong phàm tục, nói một cách khác, nhân vật chính bên trong thiên địa thật ra là phàm nhân, ở bên trong thiên đình, ngoại trừ Ngọc Đế Vương Mẫu, chủ thể chính là nhân tộc. Tam giáo đạo môn chúng ta dùng giáo hóa nhân tộc để lập giáo, ngoại trừ nhân giáo, sau thượng cổ cực ít làm sự tình giáo hóa, nhưng đều được khí vận nhân tộc bảo vệ. Mượn khí vận nhân tộc càng nhiều, càng phải trả nhiều ở bên trong đại kiếp, xiển giáo chúng ta như thế, tiệt giáo cũng là như thế. Tiệt giáo còn rắc rối hơn một chút, tiệt giáo tương đương với mượn khí vận nhân tộc, che chở vạn linh chi tộc, phàm là luyện khí sĩ không có dính dáng với nhân tộc, chỉ sợ là đều khó mà vượt qua lần đại kiếp nạn này. Trước đây khi ta suy tính ra đại kiếp, cũng ngộ ra được những điều này, chỉ là không ngờ được, kiếp nạn cũng không phải là nhân hoàng phát động, mà là phát động từ Ngọc Đế bệ hạ. Những chuyện này, đều là định số, không có vị phù nguyên kia, cũng sẽ là một hình thức khác mà thôi. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Ngọc Đỉnh vừa dứt lời, toàn bộ nội đường im ắng, Lý Trường Thọ, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân đều đang kinh ngạc mà nhìn Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cao mày nói, bần đạo nói sai gì sao? Lý Trường Thọ vội nói, sư huynh cao kiến, thật sự sâu sắc. Hoàng Long chân nhân nhíu mày hỏi, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi làm sao ngộ được những điều này? Này, Thái Ất chân nhân nhảy ra một bước, trừng mắt nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo cầm trong tay, yêu ma phương nào dám giả mạo Ngọc Đỉnh sư đệ? Sư đệ của ta làm sao lại không có kiến thức như ngươi? Ngọc Đỉnh bất đắc dĩ nói một câu, đây bất quá là một ít cảm ngộ, là do ngày bình thường sư huynh ngươi luôn suy nghĩ mắng chửi người, luyện bảo như thế nào, làm chậm trễ việc tu hành của chính mình. Có sao? Thái Ất chân nhân cười ngượng ngùng nói. Lý Trường Thọ cùng với Hoàng Long chân nhân liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau cười to. Lý Trường Thọ sai người chuẩn bị tiệc rượu, cho chuyện việc này cùng với ba vị tiên nhân, lại âm thầm mời Triệu Công Minh đến đây. Ba giáo sẽ nhập kiếp chính là xiển tiệt phương Tây. Đạo môn cùng với phương Tây vốn là hai nhà, cách tốt nhất là phân chia trận doanh trước và tăng cường quan hệ giữa xiển tiệt. Lý Trường Thọ tự biết, phương Tây chắc chắn sẽ toàn lực lôi kéo xiển giáo, đây là chỗ kế tiếp hắn cần an bài. Không bao lâu, hậu đường yến tiệc vui vẻ, tiếng cười không ngớt. Cùng lúc đó, ở bên trên Tam Tiên Đảo, một vệt bóng trắng rời mây mù ngàn dặm, ẩn ở giữa thiên địa, tiến đến Đông Thắng Thần Châu. Không nghĩ tới, người thành thật Ngọc Đỉnh này, mới là người biết chuyện. Đứng ở cửa ra vào hậu đường miếu Hải Thần An Thủy Thành, đưa mắt nhìn mấy vị tiên nhân cưỡi mây mà đi, lão thần tiên đạo nhân giấy Lý Trường Thọ khẽ hít vào một hơi. Hương thơm của tiên tử hòa quyện với huyên náo thế gian, làm cho Lý Trường Thọ có chút cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Lúc này, lại nhìn về phía trước, nhìn đủ loại việc mình đã làm trước đây, vẫn cảm thấy chưa đủ ổn. Đã bao nhiêu lần suýt bị thiên đạo xóa sổ, và bao nhiêu lần suýt trở thành cho tàn của đại kiếp. Những thứ hào nhoáng chỉ đẹp mà không có thực như hộp thư không gian, về sau vẫn nên ít suy nghĩ, hiện tại cấp thiết nhất
chính là nghiên cứu ra một món đồ chơi nhỏ có thể đo trạng thái của mình, luôn giám sát chính mình, phải chăng có bị đại kiếp ảnh hưởng, làm việc phải chăng khác biệt so với trước đây. Trước đó chính mình có thể nghĩ đến kiếp vận sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của luyện khí sĩ, quấy nhiễu phán đoán luyện khí sĩ làm ra, cho nên làm ra không minh đạo tâm để đề phòng, thế nhưng không nghĩ tới còn cần có trang bị tự kiểm tra. Thật sự thiếu ổn định. Từ giờ cho đến khi các thánh nhân đi đến Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng, liền tiến hành tiêu diệt yêu tộc phản thiên tại ranh giới Bắc Châu, tham gia vào một số hoạt động tuyển dụng cho thiên đình. Thời gian còn lại, liền dùng để hoàn thiện đạo của chính mình, đây mới là một trong những át chủ bài lớn nhất của chính mình sau này. Xoay người lại, phất tay áo, bàn và bát đĩa ở hậu đường hóa thành bột phấn, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ chui vào mặt đất, tâm thần bắt đầu đồng thời suy tư mấy cái vấn đề tương quan. Như thế nào mới có thể tiếp tục tăng cường năng lực phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, lại làm như thế nào mới có thể khiến cho địch nhân không có cách nào nhằm vào các nàng linh nga lên thiên đình. Việc này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại cất giấu cự tai họa ngầm lớn. Thiên đình là nơi chịu ảnh hưởng của thiên đạo sâu nhất, trong hồng hoang này liền không có một căn phòng an toàn chân chính, mọi thứ đều là tương đối, chính mình chỉ có thể đẩy nắm chắc lên 9 thành 8 mà thôi. Bên trong An Thủy Thành, sự tình của 108 vị ma binh tiền bối kia cũng phải được thu xếp. Nếu sau khi bọn họ thoát khỏi trạng thái nhập ma, có người nguyện ý được mình thuê với mức lương cao để làm nhân viên bảo vệ, thì đó quả là một điều tốt. Sinh tử không phải là việc nhỏ, sống mới là quyền cơ bản nhất của con người. Vì bảo hộ an nguy của người bên cạnh chính mình, chỉ có thể tận lực lừa dối những lão công thần nhân tộc này một chút. Vì thế, cho dù gánh vác một chút tự trách, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể nhận. Tâm thần rơi về mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, duỗi lưng một cái, Lý Trường Thọ tiện tay điểm một cái, 8 khối ngọc phù bay tứ tung mà đến, chắp vá ra hình dạng bát quái, tách ra đạo đạo lưu quang. Hình vẽ dày đặc hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, đây là bản vẽ hệ thống cấu tạo của đại trận phòng ngự Tiểu Quỳnh Phong. Kế tiếp chính là làm trạm cứu hỏa vệ tinh. Không cần lo lắng về bảo tài hay bất cứ thứ gì, chính mình dù sao cũng đã hứa hẹn cho Thánh Mẫu Nương Nương 500, tới lúc chính mình vẽ nhiều, tiếp tục kiếm thêm tiên thiên đất gì đó. Đúng rồi, 500 này chính là 500 trang, phải không? Bốp! Lý Trường Thọ đưa tay đánh vào trán của chính mình, toàn thân có chút không khỏe. Hắn phảng phất như thấy được nữ thần bên cạnh ao kia đang khe khẽ cười, thấy được thảm trạng của chính mình trong đoạn thời gian tương lai nào đó. Lúc ấy liền không thể nói rõ ràng. Nếu điều này thực sự khiến bản thân bị nhốt trong 500 năm, có thần thông của Thánh Mẫu Nương Nương, ngược lại cũng là chuyện tốt, chính mình có thể tăng tốc tốc độ tu hành trong khi vẽ tranh. Đến đâu thì hay đến đó. Lý Trường Thọ lấy giấy bút ra, viết xuống một bộ câu đối, dùng để biểu hiện thơ lực lỗi lạc bất phàm của mình hiện nay. Vế trên, trăm chuyện ổn vạn sự ổn mọi chuyện đều ổn. Bách sự ổn vạn sự ổn sự sự dai ổn. Vế dưới, nơi nhỏ sóng nhanh, sớm muộn gì cũng treo trên tường. Tiểu sử cấp vi sử lãng tảo vãn quải tường. Hoành phi, hiếm khi nằm trên. Nan đắc thượng đầu. Lý Trường Thọ viết xong, cẩn thận thưởng thức, có một chút hài lòng gật đầu, dùng tiên lực treo câu đối này ở bên cạnh chữ ổn, lớn. Bên trong mật thất dưới đất, nội tình văn học càng trở nên nồng đậm. Đi đến phía trước bức họa Thái Thanh lão tử, Lý Trường Thọ dâng 3 cây hương cao, sau đó cúi đầu thật sâu, bày không gian xích, huyền hoàng tháp, ly hỏa kỳ ở phía trước hương án. Tháp đại gia nói một câu, trước khi đánh nhau nhớ rõ hô một tiếng. 3 kiện bảo vật nhẹ nhàng lấp lóe quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ cảm thụ được thủ đoạn của thánh nhân lão gia, mặc dù rất yếu ớt, cũng rất nhanh, nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó lại là thâm thúy như thế. Đây là cảnh giới mất vô số năm tháng mới có thể tích lũy ra, chính mình cũng chỉ có thể đi một chút xíu đường tắt đốn ngộ. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy rất hổ thẹn, suy nghĩ chi tiết bước kế tiếp của kế hoạch, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên 4 chữ: thuận theo tự nhiên. Đây cũng không phải là ai đang nhắc nhở, mà là Lý Trường Thọ có một chút giật mình, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, vừa rồi cảm nhận được một chút chân ý của 4 chữ này, không tự chủ liền nhắm mắt ngưng thần. Đốn ngộ thường ngày, hoàn thành. Một lát sau, Lý Trường Thọ mỉm cười, thu nạp tất cả cảm ngộ, lại cất bước, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Linh giác nhảy một cái, dường như có chuyện tốt gì phát sinh. Tiên thức Lý Trường Thọ vẫn luôn trải rộng ra, trực tiếp bắt được ở bên ngoài 3 vạn dặm, bóng hình xinh đẹp kia chợt lóe lên. Còn chưa kịp xác định thân phận của bóng hình này, một tia truyền âm nhập tâm, lại là trực tiếp làm lơ tầng tầng trận pháp ngăn trở. Có thể để đại ca và ta muội đến độ tiên môn không? Ta sẽ căn dặn bọn họ, đừng có truyền lai lịch của ngươi ra bên ngoài. Vân Tiêu tiên tử. Lý Trường Thọ cười khẽ, không do dự liền gật đầu nhẹ. Nếu mình không đối xử chân thành với bạn bè, thì làm sao bạn bè đối xử chân thành với mình được? Một chút ngụy trang môn nhân độ tiên môn này còn lâu mới đủ, và nó hoàn toàn không phù hợp với vị trí hiện tại của hắn, không thể để Vân Tiêu cảm thấy không vui vì điều này. Bất quá, tình huống của Tiểu Quỳnh Phong vẫn là không thể bộc lộ ra, tránh làm cho Triệu đại gia cùng với Quỳnh Tiêu chú ý. Sau khi Lý Trường Thọ truyền âm thông báo cho Linh Nga, liền tự mình tiến đến bên trên Hắc Chỉ Phong, cùng với đầu bếp chuyên dụng của đệ tử thánh nhân nhân giáo, thượng cổ yêu soái Bạch Trạch, bắt đầu chuẩn bị một bữa tiệc lớn,
Ở bên trong nhà tranh, Linh Nga có một chút chột dạ, cười hì hì một tiếng. Kế hoạch cứu vãn không vui vẻ phần 2 đại năng đến. Lý Trường Thọ vừa thấy Bạch Trạch, cách ăn mặc kỳ lạ của vị tiền bối cao nhân này trước đó, liền rơi vào tâm hải. Bạch Trạch nhíu mày, mỉm cười đối với Lý Trường Thọ, cố ý làm động tác gãi đầu. Ai nha, sư huynh thật là đẹp, phịch một tiếng, một tảng đá tròn đường kính nửa trượng bay ra ngoài, trực tiếp đập bay Bạch Trạch. Cùng một giọng điệu còn dám sử dụng hai lần liên tiếp. Khục, không phải. Bạch tiên sinh, ta đã nhịn người rất lâu. Ha 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 ha. Bạch Trạch cười lớn trở về, Lý Trường Thọ không dùng mấy phần lực, y đương nhiên sẽ không bị tổn thương. Vui đùa, đều là vui đùa. Ha 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 ha. Đây không phải buổi tiếp mấy người trẻ tuổi náo nhiệt một chút, hoạt động gân cốt một chút, đạo tâm của thủy thần đã sớm không việc gì, bần đạo còn có thể không biết việc này. Nấu cơm. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi về phía phòng bếp, ở nơi xa, không nên dạy tiên sinh hát nhạc như vậy. Bạch Trạch mỉm cười tiến về phía trước, vuốt chòm râu dê cười nói, chuẩn bị có khách quý đến nhà. Trước đó Linh Nga gọi Vân Tiêu tiên tử đến trên núi làm khách. Lý Trường Thọ cười nói, vừa rồi Vân Tiêu tiên tử hỏi, phải chăng có thể mời Công Minh tiền bối cùng với Quỳnh Tiêu tiên tử cùng đi, ta cũng đã đáp ứng. Ồ, Bạch Trạch kinh ngạc nói, ngươi không tránh rồi. Đã sớm không có cách nào tránh. Lý Trường Thọ lắc đầu, thuần thục trong tạp dề lên, một người 8 món ăn, nguyên liệu nấu ăn đủ không? Bạch Trạch cười nói, bần đạo truyền âm, để Linh Nga tìm kiếm mấy con linh thú ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong là được, lần này bần đạo chủ đồ mặn, thủy thần chủ đồ ngọt, như thế nào? Được. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu thuần thục rửa sạch đao cụ. Không bao lâu, Linh Nga dùng tiên lực mang theo mấy con linh thú đã chọn kỹ lưỡng bay tới, trong đó có dê cổ dài đã bị Hùng Linh Lị giày vò một lần, dẫn đến tâm tình hậm hực. Đinh đinh soạt soạt, ba người bận rộn ở trong ngoài phòng bếp. Sau khi Bạch Trạch đi đến độ tiên môn, Linh Nga đã là không cần làm cơm, vào giờ phút này cũng chỉ là đang hỗ trợ hai vị đầu bếp tranh tài. Con đường dùng món ngon chinh phục sư huynh, Linh Nga đã triệt để từ bỏ từ rất nhiều năm trước. Nàng mới là kẻ bị chinh phục kia. Bên này bận rộn nửa canh giờ, Linh Nga ghép bốn chiếc bàn thấp lại và trải một tấm thảm bên cạnh đầm nước. Nàng bận trước bận sau, thắp sáng hai ngọn đèn cung đình ở bên đầm, lại bày xong bộ đồ ăn ngọc chất tinh mỹ, bắt đầu chuẩn bị dàn nhạc đạo nhân giấy ca múa buổi tối. Đại sư tạo không khí chân chính. Lúc hoàng hôn, bên cạnh đầm nước vang lên một tiếng cười khẽ, mặt nước xuất hiện một mảnh xương trắng. Đại trận hộ sơn nào đỏ nổi lên một chút đỏ ửng, đúng là thực sự không có tôn nghiêm. Xương trắng dần dần dày, không gian dung chuyển rất nhỏ, một vệt bóng hình xinh đẹp đạp sóng mà đến từ mặt hồ. Linh Nga ngẩng đầu nhìn, hai mắt liền tỏa sáng. Người tới tất nhiên là Vân Tiêu. Dù là lần trước đã từng gặp, lúc này vẫn như cũ làm cho đạo tâm người ta chấn động. Dáng người nàng thướt tha vũ mị, đường cong nhỏ nhắn mềm mại, người mặc váy dài lụa mỏng trắng hồng, áo choàng ngưng từ mây mù, mái tóc đen rũ xuống như thác nước ở phía sau, cột tóc mây đơn giản. Vân Tiêu tỷ tỷ. Linh Nga khẽ kêu, đứng lên nghênh đón. Chợt nghe một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau Vân Tiêu, lại là một vị thiếu nữ người mặc váy dài màu tím nhạt, khuôn mặt mỹ lệ, có 5-6 phần tương tự cùng với Vân Tiêu, nhưng linh quang trong mắt linh hoạt, tất nhiên là Quỳnh Tiêu tiên tử. Quỳnh Tiêu cười nói, tỷ tỷ, chúng ta lại thu một nghĩa muội sao? Vân Tiêu còn chưa trả lời, Linh Nga cũng không kịp giới thiệu, lại nghe bên trong mây mù truyền đến tiếng cười to cười mở, Triệu Công Minh mặc chiến giáp đạp nước mà đến, không gian dao động cũng ngừng lại theo đó. Triệu Công Minh cười nói, buổi sáng ăn xong rồi buổi tối ăn cơm, trong vòng một ngày ăn của trường canh hai bữa, rượu quá thay, rượu quá thay. Vân Tiêu điểm nhẹ chân ngọc, cùng với gió bay nhẹ đến bên bờ, khẽ khom người đối với Linh Nga cũng vội vàng đáp lễ. Vân Tiêu ôn nhu nói, Nga, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại ca của ta. Công Minh, chính là đệ nhất thanh phong bên trong thiên địa, người thân thiết của ba tỷ muội chúng ta từ thời viễn cổ. Đây là tam muội của ta Quỳnh Tiêu, thích trêu cợt người khác nhất, ngươi nên cẩn thận một chút. Quỳnh Tiêu không nhịn được phàn nàn một câu, tỷ ngươi thật là thân nhất với sư muội nhà chồng. Ha 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 ha. Triệu Công Minh cao giọng cười to, lại tăng thêm một câu, đây cũng không chỉ là sư muội của Trường Canh, sau này đoán chừng cũng sẽ là đạo lữ. Cái gì? Quỳnh Tiêu trợn tròn mắt đẹp, lấy kim dao tiễn ra, ta sẽ đi cắt cái tên hoa tâm này. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu. Triệu Công Minh lập tức ngưng cười, Quỳnh Tiêu cũng giấu cái kéo ở phía sau, có một chút bực mình nói, đương nhiên, vậy thì cũng phải xem tỷ tỷ có đồng ý hay không. Linh Nga nháy mắt mấy cái, Vân Tiêu tiên tử ôn nhu như vậy, vì sao lại cảm thấy có uy nghiêm như thế? Bất quá, Linh Nga rất nhanh liền bị chiến trận như vậy làm cho hoảng sợ. Trong 8 đại đệ tử Tiệt giáo thánh nhân, có 3 vị đến. Vòng xã giao của sư huynh nhà mình thật sự rộng. Công Minh tiền bối, Quỳnh Tiêu tiền bối, còn mời đến bên này nhập tọa. Linh Nga vội nói, sư huynh ta cùng với Bạch tiên sinh đang bận rộn trong phòng bếp, lúc này hẳn đang nấu nướng, không thể kịp thời ra nghênh tiếp. Vân Tiêu ôn nhu nói, không ngại, Linh Nga không cần phải khẩn trương. Triệu Công Minh híp mắt cười, gọi ta lão ca là dược, ta và sư huynh ngươi xem như bạn vong niên,
cũng là người thứ nhất ở bên trong tiệt giáo tương giao với sư huynh ngươi. Linh Nga, không ít lần nghe sư huynh phàn nàn lúc trước chính là bị ngài kéo vào cái hố tiệt giáo. Công Minh lão ca, ha ha ha. Triệu Công Minh lấy ra một chiếc sáo ngọc bằng bạch ngọc ở bên trong tay áo ra, nói, nghe nhị muội nói ngươi thích âm luật nhất, vậy liền tặng cho ngươi vật này, tránh cho bị ngươi sư huynh mắng ta hẹp hòi. Không chối từ lễ vật là truyền thống tốt đẹp của Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga dùng hai tay tiếp nhận chiếc sáo ngọc, hạ thấp người nói tiếng cảm ơn. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh lại nói, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, nếu sau này ngươi gặp phiền phức liền báo danh của ta, ta sẽ giúp ngươi ra tay một lần, như thế nào? Linh Nga cười nói, đa tạ tiên tử. Ở phía phòng bếp, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch đã là từng người dùng tiên lực nâng 7-8 chiếc ngọc bàn nóng hôi hổi, chậm rãi bay đến nơi đây, mời mọi người nhập tọa. Vân Tiêu tiên tử hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vái chào sau khi thu hồi tạp dề, lại chào hỏi đối với Công Minh lão ca cùng với Quỳnh Tiêu tiên tử. Linh Nga dùng hai cỗ đạo nhân giấy tấu nhạc, Bạch Trạch dùng thần thông làm đầm nước phát ra ánh sáng rực rỡ, Lý Trường Thọ làm chủ nhà nâng chén mời rượu, một bữa tiệc thần tiên cứ thế bắt đầu. Lý Trường Thọ, Bạch Trạch, Triệu Công Minh ngồi ở một bên, Vân Tiêu, Linh Nga, Quỳnh Tiêu ngồi ở một bên khác. Không bao lâu, Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh liền trò chuyện sôi nổi, rất có ý vị hận vì gặp nhau muộn. Quỳnh Tiêu cùng với Linh Nga cũng thân quen rất nhanh, Quỳnh Tiêu vốn còn muốn đánh phủ đầu Linh Nga, vào giờ phút này cũng là thật sự không xuống tay được, mà sau khi Quỳnh Tiêu nếm thử một vài miếng thức ăn do Lý Trường Thọ làm, nhị tỷ, cưới đi. Quỳnh Tiêu giơ ngón tay cái, đinh một tiếng, khóe mắt lóe ra một chút ánh sáng, kiếm lợi lớn. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, Quỳnh Tiêu vội vã cúi đầu dùng bữa. Vân Tiêu khiển trách, mọi thứ đều cần tiến hành theo chất lượng, ngươi có tâm tư nhàn nhã như vậy, vì sao lại không lắng nghe bọn họ đang nói chuyện gì? Đây mới là chuyện khẩn yếu nhất hiện nay. Quỳnh Tiêu nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được đại ca Triệu Công Minh nhà mình đang nói, mỗi lần đại kiếp tất có sát nghiệp, Bạch Tiên Sinh cảm thấy, sát nghiệp của lần đại kiếp nạn này sẽ nằm ở bên nào? Chuyện này rất khó nói. Bạch Trạch cầm ly rượu lên uống một hớp, đại kiếp là suy yếu lực lượng sinh linh, ai phải ứng kiếp, sẽ phải phán đoán từ khí vận, phúc duyên của tự thân. Cùng với liên quan với đại kiếp, hơn nữa còn tồn tại vô cùng nhiều biến số. Lý Trường Thọ cũng nói, Bạch Tiên Sinh nói không sai, sau này lão ca ngươi vô luận làm chuyện gì, cũng đều nhớ thương nghị trước với ta. Lúc này không chỉ có ta có thể nghĩ kế cho ngươi, Bạch Tiên Sinh thân là đại năng yêu đình thượng cổ cơ trí, tất nhiên là có kỳ mưu diệu kế. Ai Bạch Trạch khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới, đều là hiểu sơ, hiểu sơ. Lý Trường Thọ nháy mắt đối với Triệu Công Minh, Triệu Công Minh lập tức ngầm hiểu. Bạch Trạch, am hiểu mưu tính, sợ được khen. Quỳnh Tiêu đột nhiên hỏi, Bạch Tiên Sinh, bằng yêu sư thời thượng cổ Côn so với ngươi ở trên phương diện mưu trí như thế nào? Côn bằng tinh danh, xảo trá dị thường, am hiểu âm mưu, cơ trí, lại không am hiểu đại sự mưu lược, mưu trí đơn thuần chỉ có thể nói tốt nhất, khó có thể nói là đỉnh tiêm. Trong mắt Bạch Trạch mang theo vài phần thần thái hồi ức, ta đã giao thủ với gã vô số lần. Đương nhiên, là ở trên yêu đình. Côn bằng có một chút bảo thủ, nhưng chính là bởi vậy, gã không có nửa phần cảm tình đối với yêu đình. Đối với yêu tộc cũng coi như là cỏ rác, không có nửa phần ý niệm thiện ác, chỉ có lợi cho mình, không lợi cho mình. Loại cao thủ này, mới là khó đối phó nhất. Vân Tiêu tiên tử nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, dặn dò, nếu ngươi gặp phải Côn Bằng, hãy gọi thêm nhiều người để chống đỡ với gã. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ấm giọng nói, các ngươi cũng nên như vậy, gặp phải cường địch cũng đừng bị kiếp vận ảnh hưởng. Được rồi được rồi. Quỳnh Tiêu hơi bàn tay nhỏ, nói, chúng ta uống rượu vui đùa, thảo luận sự tình nặng nề như vậy làm gì? Đến, tỷ tỷ. Ta mời tỷ tỷ một ly. Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm, mời ta làm gì? Nhưng nàng vẫn là cầm chén ngọc, đối ẩm cùng với nghĩa muội nhà mình. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh trao đổi ánh mắt, trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần hỏi thăm, Triệu Công Minh bất động thanh sắc gật gật đầu. Thế là, một bữa tiệc rượu nhằm vào Vân Tiêu được bắt đầu như vậy. Nhưng Lý Trường Thọ ngày hôm nay, cũng coi như kiến thức được một màn đáng sợ, của Vân Tiêu tiên tử. Từng người quy ước không dùng tiên lực, đạo vận, nguyên thần triệt tiêu tử kình, Vân Tiêu tiên tử lại là uống nhiều không say. Hoàn toàn khác biệt với tình báo Quỳnh Tiêu cho năm đó. Có thể, quan niệm của sinh linh tiên thiên xác thực có một chút chênh lệch cùng với sinh linh hậu thiên. Không bao lâu, Quỳnh Tiêu nằm ở trên mặt thảm, khuôn mặt đỏ rực, ợ rượu. Bạch Trạch hai mắt choáng váng, mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn. Triệu Công Minh rất nhanh cũng liền mặt mo phiếm hồng, đi đến nơi xa ôm một gốc đại thụ, hát lên ca dao trong gió. Linh Nga cũng không chống đỡ được tử lực, chống chán than nhẹ. Mà lúc này, gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu phiếm hồng, liếc nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ, đột nhiên che miệng cười khẽ. Nụ cười này thật sự như hoa tình yêu nở rộ, cực kỳ rực rỡ, làm say lòng người dưới ánh trăng, dưới ánh sáng chói lọi phát ra từ đầm nước. Vân Tiêu nói, mấy người các ngươi, còn muốn làm cho ta say sao? Chuyện này, Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười. Nhưng ta lại thắng. Vân Tiêu hơi nhếch cằm, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần phiền muộn, trước đây uống say đều làm ra những việc ngượng ngùng, bị nhị muội tam muội giễu cợt không ít, ta liền cố ý luyện tử lượng. Rượu ngươi cất uống rất ngon.
Khi nói chuyện, nàng để ly rượu ở bên má, nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Lý Trường Thọ cầm ly rượu lên, ấm giọng hỏi, còn muốn uống không? Không, lại uống sẽ say thật. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi ta say luôn yêu thích khiêu vũ, như vậy sẽ mất đoan trang, ta dù sao cũng nên làm gương cho Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu. Lý Trường Thọ cười nói, ta muốn xem thử một chút. Vậy thì, Vân Tiêu ngẫm nghĩ, tiện tay điểm nhẹ, đem bạch trạch, dùng một đoàn mây mù cầm cố Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, đứng dậy, nói đối với Lý Trường Thọ, chỉ lần này. Nói xong, vị tiên tử này hát làn điệu ca dao, lướt tới bên cạnh đầm nước, không tạo ra nửa điểm làn sóng trên mặt nước, ở dưới ánh trăng, đi tới chính giữa đầm nước. Nước chảy tấu nhạc khúc, làn gió lướt trong tim. Nàng đầu tiên là xoay người một cái, liền nhảy múa ở dưới ánh trăng, cánh tay ngọc rung nhẹ, bờ vai bồng bềnh, phía trên đầm nước nổi lên mây mù mông lung. Tình Tứ vẫy tay một mình, đôi tay áo so le. Hai mắt của Vân Tiêu có một chút mê ly, động tác nhu hòa trôi chảy, váy uốn lượn như chim bay, dáng người phiêu diêu diễn giải như thế nào là cực hạn của tiên tử, như thế nào là đỉnh cao nhất của nữ tử. Lý Trường Thọ nhìn có một chút nhập thần, ngồi ở chỗ đó không có phân tán tư tưởng, ánh mắt rõ ràng. Tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Lý Trường Thọ mới biết, đây là sự sắp xếp trước đó của Linh Nga cùng với Vân Tiêu. Linh Nga ôm ngọc cầm đến bên cạnh đầm nước, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận thể ngộ. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn có một chút đáng yêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy, tiếng nhạc phẳng phất như dung nhập trong động tác của Vân Tiêu. Lý Trường Thọ ngửa thân thể ra sau, hai tay chống ở trên thảm, thưởng thức mỹ cảnh hiếm thấy này, khóe miệng lộ ra ý cười không màng danh lợi. Chính mình sau này, nhất định phải kiên định đưa các nàng ra khỏi đại kiếp phong thần. Cho dù là đấu với trời, khục, giống như cái chết lần này của Lục Áp, cân đối cân bằng, thương lượng một chút cùng với thiên đạo, hắn làm thêm vài việc, đưa bốn đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo ra khỏi đại kiếp phong thần. Cứng rắn chống đỡ với thiên đạo tại Hồng Hoang sau đại kiếp Vũ Yêu, còn không bằng suy nghĩ cách rời khỏi Hồng Hoang, đi vào bên trong Hỗn Độn Hải làm hàng xóm với những con bạch tuộc đó. Lý Trường Thọ đè lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng này, tiếp tục nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt, say mê vào trong đó một lần nữa. Đây là một điệu múa rất đẹp. Loại nhảy múa bình thường này, đẹp thì đẹp, tâm động cũng là tâm động, nhưng ẩn ẩn có một chút ít thất vọng. Còn tưởng rằng sẽ có một đoạn tiên tử nhảy disco vạn năm khó gặp. Lúc Vân Tiêu tiên tử rời đi, là được Quỳnh Tiêu đỡ đi, nàng đã thật sự say. Trước khi đi, Quỳnh Tiêu vẫn là nói thầm một hồi, nói trước kia tỷ tỷ không khiêu vũ như vậy, làm cho Lý Trường Thọ lại nhiều hơn mấy phần cảm giác chờ mong. Múa bình thường, chung quy là vẫn thiếu một chút cảm giác kích thích. Triệu Công Minh ngược lại là trực tiếp ở lại Hắc Trì Phong, trò chuyện vui vẻ cùng với Bạch Trạch, trở thành bạn tâm giao, nhìn bộ dáng hẳn là muốn ăn nhờ ở đậu một thời gian. Về phần Linh Nga, người lên kế hoạch cho bữa tối này, ở dưới cây liễu bên Linh Hồ, tiểu tiên tử cảnh giới thiên tiên nào đó đang ủy khuất khuất dựa ở đó, bên cạnh bày biện hai phiến đá thật dày. Cầm đao khắc họa một đám chữ đẹp đẽ, viết xong một lần lại lau phiến đá một lần. Sư huynh thối, người ta vì để cho ngươi vui vẻ, địch cũng đều dẫn vào nhà, vậy mà còn bị phạt. Phạt phạt phạt, chỉ biết phạt. Có bản lĩnh thì phạt cái khác đi. Lý Trường Thọ nghe được liền muốn bật cười. Để ngăn cản lũ lụt Hồng Hoang, hãy bắt đầu bằng việc giảm bớt hơi nước. Tiếp theo, còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng cái gì cũng phải đến từng cái một. Vừa vặn Triệu Công Minh ở chỗ này, Lý Trường Thọ liền dứt khoát mượn Định Hải Thần Châu dùng một lát, dẫn hồ lô lớn màu trắng tím kia lên bên trên Hắc Chỉ Phong. Bạch Trạch cao mày nói, đây không phải là Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp sao? Hôm đó Trảm Tiên Phi Đao đột nhiên biến mất cùng với Ấn Tỷ Yêu Đế, bần đạo còn tưởng rằng Thánh Mẫu Nương Nương đã lấy đi. Triệu Công Minh cười nói, ta đã từng nhìn thấy uy thế của bảo vật này, cũng là có một chút lợi hại, ngày hôm nay ngược lại là phải chúc mừng lão đệ ngươi, đạt được một kiện trọng bảo. Lý Trường Thọ lắc đầu, nghiêm mặt nói, bảo vật này có một chút cổ quái, ta thử 7-8 loại phương pháp luyện chế, vẫn như cũ không có cách nào sai xử tùy ý, như thể bảo vật này là vật sống vậy. Bạch Trạch nhỏ giọng thầm thì, linh bảo tiên thiên là có linh tính, ngươi giết chủ nhân của nó sẽ có một chút oán trách đối với ngươi. Ồ, Lý Trường Thọ hỏi, Bạch tiên sinh hẳn là cũng không biết lai lịch cụ thể của bảo vật này. Chiêu thức hữu hiệu thứ hai đối với Bạch Trạch, khích tướng nhỏ. Để bần đạo xem một chút. Bạch Trạch vuốt chòm râu dê của chính mình, đi qua đi lại ở bên cạnh bàn vuông, quan sát tỉ mỉ. Đây không phải là hồ lô kết xuất ra từ bên trên dây hồ lô kia sao? Hai mắt của Triệu Công Minh tỏa sáng, thật đúng là bảo bối gốc kết xuất ở bên trên dây hồ lô kia. Trên trán của Lý Trường Thọ treo hai dấu chấm hỏi, dây hồ lô nào? Hiện tại đang lưu hành làm trò bí hiểm hay sao? Nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ liền muốn trực tiếp chém hồ lô này, xem bên trong có thể tung ra anh em hồ lô hay không? Hai vị, có thể nói rõ một chút hay không? Ha ha ha! Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau cười to. Bạch Trạch cười nói, cuối cùng cũng có sự tình mà Thủy Thần Đại Nhân không biết. Triệu Công Minh cũng nói, bảo vật này ngược lại là rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang, bên trong điển tịch cũng hiếm khi ghi chép, Trường Thọ ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên. Dây hồ lô kia, cũng là một trong 10 đại linh căn tiên thiên. Hóa ra là nói dây hồ lô kia. Lý Trường Thọ cười nói,
ta còn cho rằng hai vị bật cười, hẳn là có cao kiến. Dây hồ lô kia có phải chính là lúc thánh nhân nương nương tạo ra con người, dùng để lấy bùn, đổ bùn hay không? Bạch Trạch cười mắng, thủy thần đang cố ý trêu chọc bần đạo. Xác thực chính là dây hồ lô kia. Nói kỹ càng một chút đi. Lý Trường Thọ quay người ngồi vào bên trong ghế bành, ta cũng chỉ biết như vậy mà thôi, không có nói đùa với hai vị. Dây hồ lô này còn đã dẫn phát một trận đại chiến tại thời viễn cổ. Triệu Công Minh khẽ than thở một tiếng, nói về những gì đã xảy ra khi đó. Khi đó, Tam Thanh lão gia chưa thành thánh, đạo tổ đang lĩnh hội áo nghĩa trung cực chảm tam thi thành thánh. Thời đại hồng hoang viễn cổ nhặt bảo còn đơn giản hơn so với ăn cơm, cũng tiến vào thời kỳ cuối. Ở giữa sườn núi Bất Chu Sơn kia, một đoàn mây mù quanh năm không tiêu tan, đại la đi vào cũng sẽ lạc đường. Vào ngày đó đột nhiên soi sáng ra hào quang đầy trời, có trọng bảo xuất thế. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Các đại năng cùng nhau đuổi đến, nhưng lúc đó Tam Thanh đã là một nhóm cao thủ đứng đầu nhất bên trong hồng hoang, lại tương hỗ lẫn nhau, có đông đảo bảo vật, không ai dám trêu chọc. Ba người bọn họ đứng ở phía trước nhất, đợi bảo vật xuất thế, cũng đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đó là một dây hồ lô linh căn tiên thiên, trên đó kết xuất 7 quả hồ lô. Thái Thanh lão gia xuất thủ trước nhất, hái đi quả hồ lô thứ nhất, lúc ấy biểu tình của Thái Thanh lão gia có một chút thất vọng, lắc đầu liền rời đi. Đó chính là hồ lô vàng tím đậm, hiện tại dùng để chứa cửu chuyển kim đan bên trong động xuất cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi hồ lô tím đen, cũng lộ ra thần sắc thất vọng, quay người rời đi. Thông Thiên giáo chủ lấy đi hồ lô màu vàng tím nhạt, cười nói hồ lô cũng thường thôi, hiển nhiên là nhắc nhở người khác không cần ra tay đánh nhau, không phải thứ gì tốt. Đợi ba vị đại lão rời đi, các đại năng các hiển thần thông, mỗi người dựa vào thần thông của bản thân hái đi 4 quả hồ lô còn lại. Nữ Oa hái được hồ lô xanh tím, Hồng Vân lão tổ hái được hồ lô tím đỏ, hồ lô tím xanh lục không biết tung tích ở bên trong tranh đoạt, mà Yêu Đế Đông Hoàng thái nhất thì hái đi hồ lô tím trắng. Cũng chính là quả hồ lô bày ở trước mắt ba người lúc này. Trảm Tiên Phi Đao là linh bảo tiên thiên, trước đây Lục Áp cũng không có phát huy ra hoàn toàn thực lực của nó. Triệu Công Minh duỗi tay trái ra, muốn nắm chặt miệng hồ lô. Lý Trường Thọ nói một câu cẩn thận, tay trái của Triệu Công Minh còn chưa chạm đến miệng hồ lô liền rụt trở về, đầu ngón tay thế nhưng xuất hiện một tia vết máu. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, bấm ngón tay suy tính theo thói quen, rất nhanh lại hậm hực buông ngón tay xuống, cẩn thận nhớ lại một hồi, nói, hồ lô này có một chút cổ quái. Ta kỳ thật đã từng suy tính uy năng hồ lô 7 màu tại thời thượng cổ, nghe nói ở bên trong hồ lô màu tím trắng này, ẩn chứa tiên thiên kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể chảm nguyên thần thiên địa vạn vật, nhưng bản thân hồ lô này lại không có cách nào bị điều khiển. Giống như hồ lô tím đen ẩn chứa hỗn độn khí tức trong truyền thuyết kia, cũng không nhìn thấy thánh nhân lão gia tự mình thi triển, hoặc là ban cho đệ tử dùng qua. Lý Trường Thọ buồn bực nói, vậy thì vì sao Lục Áp có thể sử dụng? Bạch Trạch lắc đầu, cũng đưa tay đến miệng hồ lô, cảm thụ sự sắc bén trong đó, đầu ngón tay cũng xuất hiện vết máu. Thế là, ba người đứng ở bên cạnh nhà bếp trắng lệ, bên trong nhà gỗ đơn sơ của Bạch Trạch, đi xung quanh hồ lô lớn. Ở dưới yêu cầu của Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ bắt đầu thử luyện hóa chuyện hồ lô lớn này, nhìn phản ứng như thế nào. Nhưng mà, theo câu thông cơ bản nhất với pháp bảo, đến đủ loại thủ đoạn dùng tiên lực kích hoạt cấm chế, lại đến thủ đoạn mê tín nhỏ máu nhận chủ, Lý Trường Thọ đều đã lần lượt thử một lần. Trảm Tiên hồ lô không phản ứng một chút nào, thậm chí không cảm giác được nửa phần linh tính tồn tại trên đó. Triệu Công Minh nói, nếu không thì trực tiếp thử xem, có lẽ có quan hệ cùng với câu chú ngữ kia. Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch liếc nhìn nhau, mặc dù đề nghị của Triệu đại gia không có kỹ thuật hàm lượng gì, nhưng xác thực đáng giá thử một lần. Lập tức, một cỗ đạo nhân dưới ôm một con dê cổ dài bi quan, hậm hực, mất đi hy vọng đối với dê sinh, làm thành một cái bia ngắm đơn giản. Lý Trường Thọ dùng tiên lực nâng Trảm Tiên hồ lô đến nơi xa, 6 khỏa Định Hải thần châu bay tới, làm ra mũ giáp phòng hộ đơn giản cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, mời bảo bối quay người. Không có chuyện gì phát sinh, để bần đạo thử một chút. Bạch Trạch chủ động tiến về phía trước, nhận lấy hồ lô lớn, nhắm ngay miệng hồ lô vào bia ngắm. Hắn chủ động thả khí tức ra, nói việc nhà đối với Trảm Tiên hồ lô, lôi kéo quan hệ, rất nhanh lại nói một tiếng, mời bảo bối quay người. Hồ lô lớn im ắng, không có chút đáp lại. Để ta thử một chút. Triệu Công Minh tiến về phía trước tiếp nhận hồ lô lớn, từng viên Định Hải thần châu xoay quanh người, trên người tản mát ra một thân chính khí, ánh sáng chính đạo bọc lại thân thể hùng tráng của chính mình. Nâng hồ lô lớn lên, nhắm vào bia ngắm ngay phía trước, Triệu Công Minh phát ra giọng nói uy nghiêm, hô, mời. Bảo bối quay người, yên tĩnh. Triệu Công Minh lại nói, mời bảo bối xoay người. Đặc biệt yên tĩnh, bảo bối. Mời xoay người một chút. Làm sao lại có loại cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Phốc, miệng hồ lô Trảm Tiên Phi Đao đột nhiên xuất hiện một đoàn xương trắng. Trong xương trắng có một vệt ánh sáng trắng nở rộ, chém về phía cái cổ của Triệu Công Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Công Minh thi triển thần thông không gian vội vàng né tránh. Vệt ánh sáng trắng kia vẫn cạo mất một đoạn râu của Triệu Công Minh, bắn nhanh mà đi về hướng chân trời, đánh cho đại trận hắc chỉ phong lấp lóe quang mang. Cái đệch, Triệu Công Minh trừng mắt,
từng khỏa định hải thần châu bay vụt mà đến, bao quanh Trảm Tiên Hồ Lô. Triệu đại gia lấy ra một chiếc roi gỗ liền muốn vụt hồ lô, cũng may Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch xông tới nhanh, kéo Triệu Công Minh trở về. Lão ca bớt giận. Công Minh đạo hữu, không đáng tức giận với một kiện bảo vật. Cuối cùng Triệu Công Minh cũng bị thuyết phục, ba người đối mặt với kiện hồ lô lớn linh bảo tiên thiên này, bắt đầu cảm thấy khó khăn, không khỏi có một loại phiền muộn tiến vào bảo sơn lại tay không mà về. Hủy đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, vật này đã không để cho chúng ta sử dụng, vậy không bằng trực tiếp hủy đi, tránh cho sau này trở thành tai họa ngầm. Triệu Công Minh rất tán thành gật đầu, không sai, hủy đi, Trường Canh ngươi cũng không có thiếu bảo vật. Lý Trường Thọ, thiếu, còn là cái loại thực sự thiếu kia. Bạch Trạch hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, hỏi là đang hù dọa hồ lô lớn này, hay là thật sự muốn hủy đi. Lý Trường Thọ lại là lộ ra sắc mặt trịnh trọng gật đầu, sát ý đã quyết. Đây không phải có một chút phá của trời sao? Bạch Trạch vuốt chòm râu dê, không bằng chúng ta lại suy nghĩ nửa ngày, xem có thể nghiên cứu thông thấu linh bảo này hay không, lại hốt thuốc đúng bệnh. Như thế lại quá mức hung hiểm. Lý Trường Thọ nói, bảo vật này chuyên tổn thương nguyên thần, có một chút lợi hại. Như vậy, Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói một cách chắc nịch, ta toàn lực thi triển định hải thần châu, Trường Canh ngươi lại thử thêm một lần. Thế là, một lát sau, trên không một chỗ hồ nước bên ngoài độ tiên môn. 24 viên định hải thần châu lấp lóe sáng ngời, từng đoàn hơi nước tràn ngập xung quanh, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch xếp bằng ở phía sau Triệu Công Minh, Triệu Công Minh ngồi ở phía sau đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Đạo nhân giấy đang cau mày, tay trái sờ về phía miệng hồ lô. Biện pháp này, trước đây Lý Trường Thọ đã sớm dùng qua, đạo nhân giấy có kết quả vô cùng thê thảm, đầu cũng không còn. Nhưng lần này tất nhiên là khác biệt. Tay trái bao khỏa tiên lực của đạo nhân giấy tiến đến miệng hồ lô, tiên lực xuất hiện chấn động, là kiếm khí vô hình kia đang bài xích tay trái của đạo nhân giấy. Đợi tay trái tới gần một lần nữa, một đoàn mây mù nho nhỏ xông ra. Đúng lúc này, từng chùm ánh sáng xanh nước biển sáng ngời đánh vào bên trên đoàn mây mù này. Giống như có 24 tòa tiểu thiên địa chấn áp mà đến, đoàn mây mù kia trực tiếp bị định ở phía trên miệng hồ lô. Như là nước chảy bị đông kết trong nháy mắt, bàn tay của đạo nhân giấy bắt lấy cái nắp miệng hồ lô, nhẹ nhàng rút ra. Soạt, tinh thần của Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch căng cứng, hai tay của Triệu Công Minh cùng nổi lên kiếm chỉ, 24 viên định hải thần châu nở rộ quang mang. Nhưng bên trong miệng hồ lô cũng không xông ra kiếm khí tuyệt thế gì, ngược lại là vô cùng yên lặng. Bạch Trạch nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến về phía trước, lại bị Lý Trường Thọ dùng thủ thế ngăn lại. Lý Trường Thọ lấy ra một con diều ở bên trong tay áo, điều khiển con diều bay qua bên trên miệng hồ lô, con diều cũng bình yên vô sự. Trong này giống như có một ít dấu vết nhỏ. Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng nói một câu, liền ở bên trong miệng hồ lô, kéo dài xuống phía dưới. Đừng nóng vội, để đạo nhân giấy tới. Lý Trường Thọ trầm giọng nói một câu, điều khiển đạo nhân giấy chậm rãi tiến về phía trước, lần này xác thực không có bị hồ lô lớn công kích. Dường như đoàn mây mù nhỏ trước đây kia, là chương trình tự vệ của hồ lô lớn. Vì lý do ổn thỏa. 24 viên định hải thần châu chấn áp mà xuống, hoàn toàn cố định hồ lô lớn. Tâm thần của Lý Trường Thọ ký thác vào bên trên đạo nhân giấy, bắt đầu dần dần khám phá kết cấu bên trong hồ lô lớn này, tiên thức thăm dò vào tầng tầng lớp lớp mây mù. Bên trong hồ lô lớn này, liền phẳng phất như là hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng ở bên ngoài lại nhìn như không có một chút dị dạng nào, giống như các linh bảo tiên thiên bình thường khác, do thiên địa sinh ra, có uy năng cường hoành. Nhưng khi dò xét kỹ càng, Lý Trường Thọ tìm được một tia cảm giác mất tự nhiên. Linh bảo tiên thiên này đã từng bị người luyện chế lại một lần. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng nói một câu, yêu tộc thượng cổ lại có nhân vật am hiểu luyện bảo như vậy. Có thể hạ thủ đối với linh bảo tiên thiên, tuyệt không phải sinh linh bình thường. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, nói, người am hiểu luyện bảo trong yêu tộc nhiều không kể xiết, khi đó lại có chí bảo Đông Hoàng Trung trấn áp yêu đình. Nếu có Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn, muốn giải thể linh bảo tiên thiên cũng không phải là vấn đề hóc búa gì đó. Triệu Công Minh thầm nói, vì sao phải giải thể linh bảo tiên thiên? Khi đó yêu đình đã giàu có đến trình độ như vậy. Ai ra, lúc ấy chính là không có gặp được Trường Canh lão đệ, bằng không ta sẽ đi ngang qua Thái Dương Cung, thuận thế nằm xuống một lần. Nếu là linh bảo tiên thiên có thể dùng, chắc hẳn sẽ không có ai nỡ giải thể. Lý Trường Thọ phân tích, nhưng nếu là linh bảo tiên thiên không có cách nào sử dụng thì sao? Bày ở đó bất quá cũng chỉ là vật trang trí, không bằng luyện chế lại một lần. Triệu Công Minh gật đầu cười một tiếng, mà Lý Trường Thọ giống như là phát hiện ra điều gì, lại nói một câu, hai vị, lùi lại một chút. Lập tức, Bạch Trạch, Triệu Công Minh, bản thể của Lý Trường Thọ, cùng nhau lui về phía sau hai bước. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, như là phát hiện ra điều gì, một ngón tay chậm rãi thăm dò vào miệng hồ lô, ánh sáng xanh nước biển nở rộ xung quanh, định hải thần châu triển khai toàn bộ uy năng. Cạch, đạo nhân giấy đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi rút ngón tay về, liền thấy ở nửa trên hồ lô lớn tím trắng, xuất hiện vài vết rách sắp xếp gọn gàng, hồ lô vốn trông rất hoàn hảo, bụp một tiếng, một nửa nổ tung. Vụ nổ khiến đạo tâm của Lý Trường Thọ run lên, Bạch Trạch run rẩy khóe miệng. Sau khi hồ lô nổ tung, những mảnh gỗ nhỏ lơ lửng xung quanh hồ lô,
giống như những vòng bụi bên ngoài các vì sao tất nhiên là bị tiên lực bao bọc. Vào giờ phút này, toàn cảnh Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện ở trong mắt bọn hắn. Nửa sau hồ lô lớn tràn đầy khí lục màu trắng, ẩn chứa một tia tiên thiên kiếm khí, đây chính là chỗ uy năng của Trảm Tiên Phi Đao. Một tia tiên thiên kiếm khí này bị phong ấn ở dưới từng tầng cấm chế tinh xảo, phía trên cấm chế thì là một quả cầu ánh sáng đen đỏ xen lẫn, mà ở phía dưới quả cầu ánh sáng này còn có một cái lồng giam màu vàng lớn chừng bàn tay. Nếu phóng đại lồng giam, có thể nhìn thấy cấu tạo lồng giam này dường như là một tòa kim điện, trong kim điện chỉ có một cây cột đá, trên cột áp chế một thân ảnh màu trắng nhạt. Thân ảnh này vào giờ phút này không biết là sống hay chết, nó dường như cảm ứng được bên ngoài có người nhìn trộm, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn đối với bên ngoài. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.